Kính lạy Chúa Ba Trời toàn năng, Cha thiên thánh của chúng con. Con xin lời cảm ơn Chúa với thiên giới này trong danh của Chúa Jesus Christ mà chúng con là dân của Chúa, là trên con đồng của Ngài và là kẻ tôi tớ hầu việc trong hành lang nhà Chúa, vui mừng ngồi dưới bệ chân của Ngài để được nghe lời hằng sớm của Đức Trời. Vì chúng con biết rằng trong ngày Chúa bị giết ở thánh này, sau khi con đã thờ phượng Chúa, thì giờ mà Chúa sẽ dùng lực trong của Ngài để rửa sạch chúng con, để khiến con được nên thánh, và chính Ngài sẽ dẫn chúng con vào trong đất thật đời đời của Ngài để nghĩ yêu mến chúng con. Ngài muốn cho con được trở nên dân thánh của nước Ngài, là một nước thầy tế lễ của nước Ngài. Ngài muốn cho con được ở đời đời với Ngài trong thời thiên đàng để hầu việc Ngài. Con cảm ơn Chúa với tình yêu của Chúa đã ban cho chúng con, và có bởi tình yêu của Chúa ban cho con mà Ngài khiến cho con ở một hoàn cảnh, không gian, môi trường cực kỳ khó khăn mà các thiên sứ trên trời không có thể hiểu được, vì họ khi được dựng nên ở trong sự vinh hiển của Chúa ở thiên đàng rồi, họ không phải chịu lạnh lẽo, khốn khổ, thiếu thốn, bắt bớ, nguy hiểm, mà Chúa đã đặt chúng con vào nơi khó khăn, và chính con một Đức Chúa Trời là Chúa Jesus Christ là đấng tạo nên mua lại vạn vật trong thiên đàng đó đã đến trên thế gian này trong thân thể xác thịt của loài người, mà các thiên sứ trên trời họ không thể hiểu tại sao lượt qua chúng con là con tôi tớ của Chúa mà họ hiểu được điều đó. Con cảm ơn Chúa với tình yêu của Chúa đã ban cho con. Tình yêu đó là Ngài ban cho con luật pháp của Đức Chúa Trời, và Ngài ban Thánh Linh của Chúa ở cùng chúng con để con được thấu hiểu sự lạ lùng cho luật pháp của Đức Chúa Trời, và cho con nhận biết luật pháp của Đức Chúa Trời là con đường dẫn cho con đến sự sống lại và sự sống của đời, đó là sự tốt lành thật quý giá cho chúng con, và bởi đó cho con vui mừng làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời, và chính Thánh Linh của Chúa ở cùng chúng con dẫn chúng con vào đất thật đời đời trong lời sống của Đức Chúa Trời, và Ngài tỏ cho con điều đó, và Ngài muốn cho con trở các môn đồ của Đấng Christ. Thầy Chúa Jesus Christ thì giờ quý giá này xin Chúa ban ơn cho tất cả mọi người chúng con, xin Chúa làm ơn cho tất cả người nào gặp khó khăn về sự nghe. Thiên thần của Chúa mở lỗ tai của họ và niêm phong lời giáo huấn của Ngài ở trong lòng họ, khiến họ hiểu được lời Chúa. Vì Chúa ơi, đức tin bởi sự người ta nghe, là nghe khi lời Đức Trời được công bố. Và nếu người ta bị khốn khó không nghe được lời Chúa, làm sao họ có đức tin? Hỡi Chúa, vì cớ linh hồn của họ thuộc về Chúa, là hơi thở Chúa dựng nên, thì cớ danh Chúa ở trên chúng con, vì cớ ý muốn của Chúa phải được nên, nên chúng con cầu xin Chúa ban ơn cho tất cả những người nào mắt họ mở ra và biết đọc, biết nghĩa, nhưng tai họ không nghe được, gặp khó khăn vì sự chùa sạc của tội lỗi, tội phụ giáng trên họ từ khi còn nhỏ, hoặc là trong quá trình họ lớn họ không hiểu biết được Chúa, bị hãm ép chăng? Hỡi Chúa, xin vì sự nhân từ hằng còn đến ở đời của Ngài mà thương xót đến họ và mở tai cho họ cơ hội để nghe tiếng Ngài, hỡi cho họ có đức tin nơi đời Ngài, họ được cứu. Con cảm ơn Chúa. Thì giờ xin Chúa mở lòng hết thảy mọi người chúng con, Chúa thắp ngọn đèn cho con soi sáng cho, vì Chúa rằng sau ngày đó Ngài sẽ đổ thần của Ngài ở trên chúng con và Ngài khiến con biết các lời của Chúa. Lạy Chúa, xin thánh ý của Chúa được đến, nước của Chúa đến, thành Chúa được tôn thánh. Và thì giờ này xin Chúa rất giàu cho các tôi tớ của Chúa và đặt lời của Ngài trên môi miệng của các tôi tớ của Ngài, hầu cho nhớ ơn của Chúa ban cho mà các tôi tớ của Chúa là kẻ hầu việc trong hành lang nhà Chúa, là kẻ được đứng tại bục giảng này, thì cái ơn của Chúa mà công bố những sự tỏ ra của Đức Thánh Linh để ban cho những con chiên của Ngài, đến con chiên đó có đốm, có sọc, sống nghĩa thuộc linh đầy đủ, Ngài đã ban cho những con, cho bài chúng con đang học đây. Mình xin thánh ý của Chúa được nên, nước của Chúa được đến, thành Chúa được tôn thánh, luật pháp của Đức Trời được vững lập và lẽ thật của Chúa được bày tỏ trên đường thánh của Chúa. Thì Chúa cai trị, dẫn dắt và ban phước cho những con. Con cảm ơn Chúa. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta tiếp tục học lẽ thật tin lành của nước Đức Chúa Trời. Phần 4, giao ước của Giê-hô-va Đức Trời lập với những người được cứu chuộc. Bài thứ 7, trách nhiệm của người tin Chúa khi tâm linh đã được tái sanh. Chúng ta học tiếp bài thứ 6. Chúng ta đang học về tin lành của nước Đức Chúa Trời. Đó là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Và ngày hôm nay, ngày 1 tháng 12 là cái tháng mà cả thế gian này, đặc biệt đó là người làm thương mại, đặc biệt đó là người làm công việc ở chiến trường, hải đảo xa xôi của các nước, mong muốn có một thời kỳ cuối tháng này họ được tụ tập với gia đình của mình trong lễ tạ ơn, rồi trong ngày mừng Giáng sinh và mừng năm mới. Chính Chúa tạo nên điều đó. Kể cả tất cả quốc gia gọi là Hồi giáo, những quốc gia cực đoan về tôn giáo cũng bị sự vinh hiển của Chúa Trời chiếm hữu. Họ cũng có ý nghĩa khác Merry Christmas, họ chúc mừng nhau ngày lễ Giáng sinh, và đúng là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Mà tin mừng đó là Giê-hô-va Trời đã ban giá cứu chuộc sự sống cho loài người. Tất cả tâm linh là người ở trên đây này là tạo vật bởi hơi thở của Đức Trời mà được dựng nên theo ảnh tượng này. Nhưng vì cứ loài người, tức là Adam thứ nhất đó, đã không vâng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Và bởi cái đó họ phản tội ăn trái cây bi điều thiện và điều ác mà Đức Trời đã cấm ăn. Và bởi cái tội đó mà sự chết đã vào cho người hết thảy. Dù là người vẫn đang sống trong thể xác thịt của mình, mặc dù là người vẫn đang sống trong thể xác thịt của mình, nhưng mà họ biết rằng thân thể xác thịt này nó được gọi là mồ mả, và tâm linh của ta khi chưa nhận ra cứu chuộc của Đức Chúa ban cho thì nó đang sống trong bóng của sự chết. Nếu như trong khi nó đang sống trên đất này mà nó không nhận được ra cứu chuộc, thì khi thân thể xác thịt qua đời, tâm linh người đó vĩnh viễn hư mất đời đời. Giê-hô-va Trời là Đức Chúa yêu thương, Ngài đã ban giá cứu chuộc cho loài người, và giá cứu chuộc đó là tin vui mừng lớn cho muôn dân, là tin lành cứu rỗi. Chúng ta trở lại với thời điểm Giê-hô-va Trời đã sai thiên sứ của Ngài loan báo về tin lành cứu chuộc này cho muôn dân trên đất này.
In thánh chép Luca đoạn 2 câu 1 đến câu 6 chép: Lúc ấy Caesar Augustus ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ, vì lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinio làm quan tổng đốc xứ Syri. Anh ấy đều đến thành mình khai tên vào sổ, vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David, gọi là Bethlehem xứ Giu-đê, để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đang có thai. Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt làm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Và cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bể chiên. Một tiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa cho lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi, vì này ta báo cho ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David ta sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Này là dấu cho ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Chúa phán điều này với ai? Cho các người chăn chiên canh giữ ở ngoài đồng. Dấu hiệu các ngươi hãy đến đây đó, thấy một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Chứ tin lành, tên chắc là Good Tidings, được chép cho câu 10 trên nói, đó chứ Ezelizo số 2097 ra từ chữ Ezelios số 32 của tiếng Hy Lạp, có nghĩa là sự loan báo một tin tốt lành, sự trình bày, sự truyền đạt thông tin tốt lành, tin làm cho được vui mừng, làm cho hân hoan, làm cho được vui sướng, làm cho được rao giảng ra. Người mang tin tốt lành, sứ giả giao tin tốt lành. Ngày nay không phải là cái ngày lễ Giáng sinh, nhưng người ta ở trong các nhà thờ người ta sẽ giảng về điều này. Nhưng tôi đang nói chúng ta một cái điều quan trọng liên quan đến bài chúng ta học ở đây này. Thì này chết này, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Người chăn chiên chú ngoài đồng đó được thiên sứ báo tin, họ đến cái nơi đó và được thông báo rằng có một con trẻ nằm trong máng cỏ, là điều mà từ trước đến giờ không ai làm cho việc này. Bởi vì cái nơi đó là nơi có cỏ khô hoặc là cỏ để trong máng cỏ cho chiên đến ăn. Nhưng bây giờ tại nơi đó có một con trẻ bọc trong khăn đó nằm trong máng cỏ. Con trẻ đó là Giê-xu, con Đức Chúa Trời, là lời của Đức Chúa Trời ở trong máng cỏ. Mà chúng ta được gọi là chiên của đồng cỏ Chúa, là loài người, là chiên của Đức Chúa Trời. Những người chăn chiên sẽ đến và thấy cái điều đó. Nếu như cái người chăn chiên này mà thuộc luật pháp của Đức Chúa Trời, hiểu biết tiếng Hebrew và được Chúa soi dẫn, họ sẽ biết rằng đây là một thời kỳ đặc biệt. Cái giá cứu chuộc này, thì chúng ta biết rằng từ bấy lâu nay Giê-hô-va Đức Trời đã chăn chiên của Ngài. Người ta có thể thấy thông qua tiên tri Ê-sai, thông qua tiên tri Ê-xê-chiên, mà chúng ta biết chúng ta là chiên của đồng cỏ Chúa. Và người chăn chiên phải nhận biết cái trách nhiệm của mình là phải chăn chiên của Ngài. Nhưng bây giờ chính Chúa Jesus Christ là đấng chăn chiên lớn đã đến với họ. Cái tin mừng đó là khi ta nhìn vào lời của sứ giả mách bảo, mà sứ giả có nghĩa là lời được Đức Chúa Trời phán ở khỏi đền Ngài, được sai đến thế gian này mách bảo chúng ta, vừa là thiên sứ vừa là lời Đức Chúa Trời báo cho chúng ta. Nếu ta đọc Kinh Thánh mà thấy lời Chúa đã phán thì ta biết cuốn Kinh Thánh đó là máng cỏ, lời của Chúa là cỏ xanh tươi, là đồng cỏ mênh mông đó, là nước trong đó. Chúng ta biết đấy là lời Đức Chúa Trời, nên nhớ lời của Chúa cho thấy là lời ban cho chúng ta, nó là cỏ, nó là nước trong, nó con đường dẫn đến sự sống lại, sống đời đời. Nếu bỏ luật pháp tức là bỏ con đường sự sống lại, sự sống đời đời. Bỏ lời Đức Chúa Trời đi tức là bỏ cái máng cỏ đó, và đồng nghĩa với họ rằng họ không được tái sanh, họ không được sự sống lại, họ nhận ra cứu chuộc. Trung tâm của tin lành mà Giê-hô-va Trời đã ban cho được người đó là Đức Chúa Jesus Christ, đấng cứu thế, đấng chăn chiên hiền lành đến ra này để cứu chuộc loài người. Giao đoạn 10 câu 7 đến câu 18 chép này: Đức Chúa Jesus lại phán của họ rằng: quả thật tôi nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên. Hễ thảy những kẻ đã đến chỗ ta để lục quân trộm cướp, nhưng chiên không nghe chúng nó. Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt. Còn ta đã đến, họ cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn, và chiên không phải thuộc về nó. Nếu thấy muông sói đến, thì nó bỏ chiên chạy trốn. Muông sói sẽ cướp lấy chiên và làm cho tán lạc. Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng chi đến chiên. Ta là người chăn chiên hiền lành, ta quen chiên ta,
và trên ta quen ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. Ta vì trên ta phó sự sống mình, ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này, ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. Này tại sao cha yêu ta? Ấy là vì ta phó sự sống mình để được lấy lại. Chẳng có ai lấy, chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng ta tự phó cho. Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng lời này nơi cha ta. Chúa Giêsu phán, Ngài là người chăn hiền lành. Chúa Giêsu là lời Đức Chúa Trời. Không phải khi Chúa Giêsu giáng sinh trên đất này, và khi Ngài thánh chức vụ, người ta biết là Ngài đứng chăn chiên đâu, mà ngay từ lúc ban đầu, chính Đức Chúa Trời là đứng chăn chiên. Trong sách Tiên tri Ê-xê-chiên chúng ta đã học đây, chính Giê-hô-va Trời là đứng chăn chiên. Ngài tạo nên chiên, Ngài chăn chiên, Ngài phục vụ chiên, Ngài nuôi chiên, Ngài duy trì sống cho chiên, và Ngài yêu chiên. Khi Chúa tạo lên loài người, Chúa đã ban lời của Ngài cho loài người. Ấy là Ngài chăn họ để họ có đường đi. Cái chữ chiên được chép vào trong các câu trên là chữ Propaton số 4263 của tiếng Hy Lạp, có nghĩa là chiên, hoặc có người chăn hoặc không có người chăn. Giê-hô-va Trời đã lấy hình ảnh con chiên, tiếng Anh chép là sheep, để nói với loài người mà Ngài đã tạo nên theo hình tượng của chính Ngài. Vì là chiên không tự tạo nên mình, hay là không tự tạo được bất cứ một điều gì để nhờ đó mà nó có lương thực để ăn, hoặc là để nhờ đó mà nó được bảo vệ. Nhưng mà nó sống tùy theo sự nhân từ và sự thương xót của Đức Chúa Trời. Vì ngay từ lúc ban đầu, khi trước khi là người tạo lên trên đất này, Giê-hô-va Trời đã tạo lên vũ trụ bên ngoài thiên đàng, bên dưới thiên đàng. Trong vũ trụ đó có các hành tinh, và đặc biệt có trái đất. Và đó là cái môi trường hoàn hảo cho muôn vật sẽ được Ngài tạo nên trên đất này. Và khi mọi sự thuộc về môi trường sống cho được người đã được tạo nên hoàn chỉnh trên đất này, bây giờ Chúa mới tạo nên là người, và là người trong vườn này để trồng vườn và giữ vườn. Nếu ta đọc kỹ sách Sáng Thế Ký thứ những câu đầu tiên, thì cho biết là danh Ngài là Đức Giê-hô-va. Tất cả mọi công việc mà Giê-hô-va Trời đã làm và được chép cho Ngài Thánh đó, đều chứng minh bổn tánh Ngài là đấng thế hằng hữu. Ngài không thay đổi. Cho từng ngày chúng ta sống ngày ở đây, lời Chúa vẫn được nghiệm cho chúng ta. Trong thế gian này có hai người phát hiện ra Kinh Thánh có mật mã. Một người là người Hebrew, nhưng ông ta giấu hẹp không dám nói. Cho đến khi cái người là, thứ hai là người ngoại, người Mỹ đó, phát hiện được ra, ông ta lập trình được, mà Chúa khiến ông ta hiểu được. Ông ta nói, tôi không thể tưởng tượng được, tôi là người không tin có Đức Chúa Trời, nhưng tôi không thể hiểu tại sao ông Môi-se lại có thể biết được tất cả mọi sự này. Vì cuối cùng tôi đã tìm ra tên tôi cũng có ở trong Chúa Kinh Thánh. Bởi vì tôi tìm ra, tôi biết là con tàu Apollo của Mỹ phóng trên mặt trăng đó bị trục trặc chỗ đó, Chúa cũng cho chết trong Kinh Thánh. Rồi Tổng thống Reagan bị người ta ám sát và thoát chết thế nào cũng được chép trong Kinh Thánh nữa. Và đặc biệt Thủ tướng sẽ bị ám sát cũng được báo trước nữa. Và khi ta bị bắn rồi, rồi Chúa mới bảo tôi biết là cái tên cái người bắn đó là ai cũng được chép trong Kinh Thánh nữa. Một xe đâu có biết. Và thế kỷ 15, khi Kinh Thánh bắt đầu được cải cách, Chúa cảm động rất nhiều người có lòng tin Kinh Chúa, bắt đầu ngồi xuống để cùng nhau soạn thảo lại Kinh Thánh, để dịch lại Kinh Thánh, và người ta định các từ đó có con số. Từ thế kỷ 15, thế kỷ 16, nó hoàn chỉnh được toàn Kinh Thánh đó, và tiếng Hebrew và chuyển sang Latin, có các con số, và có câu, bắt đầu từ đó mới có câu, phải chấm theo cách Kinh Thánh ta có ngày hôm nay, Chúa định ra cả. Có nhiều lần hoàn chỉnh cái bộ Kinh Thánh này. Đến kỳ đã định, tôi làm một cuốn sách mà tôi không nhớ được cái tên của nó nữa. Là Chúa đã báo ở trong cuốn sách của Kinh Thánh này, Chúa báo có một kỳ là mọi từ, mọi lời ra khỏi miệng tôi ra đều được đánh số. Tôi không tin được ra cuốn sách nó cái tên đó nữa. Nhưng mà tôi đọc rồi, tôi phát hiện rằng tất cả cái gì mà Chúa tôi sử dụng ngày hôm nay đó đều có đánh số cả. Có từ, có ngữ, có chấm, có dấu, có phẩy, đều có số của nó cả, để không nhầm lẫn. Chúa Đức Chúa Trời tuyệt vời. Kinh Thánh nói chép rằng không có điều gì mới ở trên mặt trời cả. Điều gì ngày hôm nay ta mới tìm được đó thì nó có trước là tên từ lâu rồi. Và ngày hôm nay đang ứng nghiệm. Nếu ta đọc trên Internet, rất nhiều thông tin người ta nói là những gì ta đọc ngày hôm nay hình như ta đang đi ngược lại về quá khứ. Bởi vì hình ảnh với cái phone, iPhone, rồi Nokia, những cái phone của chúng ta dùng 20 năm nay đó, thì trong quá khứ nó cũng như là đồ chơi rồi. Kể cả laptop, máy tính trên tay, ở trong cái mấy cái bức tượng của Ai Cập, nó có hình ảnh nó khắc trên đá, ở trên cái đền thờ của họ, hình ảnh của laptop, máy tính, hình ảnh của cắm USB có rồi. Họ lấy làm lạ,
Họ nếu được người Mông Cổ mà sống lại, họ sẽ kiện Azeda ăn cắp bản quyền của họ khi họ chế tạo cái giày Azeda mà người Mông Cổ đã có từ trước. Nó khai quật mổ lên có cái giày Azeda nhưng mà không có tên Azeda cho tôi, mà mẫu y hệt như vậy. Như vậy là ngày nay người ta đang cắt cái hình ảnh của ngày xưa. Kinh Thánh chép đến kỳ người ta xấu hổ rằng chẳng có điều gì mới lên mà trời cả. Vì nhìn người ta chúng ta tìm được là tên thì có từ lâu, đặt tên lâu rồi. Chúng ta đọc cuốn sách của bà Chu Nam Thiên Nàng có thật. Khi bà lên trên đó, Chúa cho bà nhìn vào cái biệt thự của bà. Bà ngạc nhiên, Chúa nói đây là biệt thự ta làm cho con. Bà vui quá, bà cái giường của bà hiện đại hơn tất cả những thiên thứ gì đó. Đã bước được nó bật ra từ cái tường đi ra một cái tủ để trang điểm đẹp hơn tất cả những gì thế gian có, kể cả lò vi sóng cũng có nữa. Khi Chúa đưa bà đến bờ biển có xuống máy, Chúa bảo bà lái đi. Chúa ở trên xuống bà là bà lái xuống máy trên đó. Vợ Chúa ơi, con không tưởng tượng trên thế nào có xuống máy. Thực tế tất cả một xuống ta có đây là những bản copy sự đã có ở trên thiên đàng, chẳng có gì với cả. Đối với chúng ta không thể tự làm được ra, đó là sự quan tâm sáng chúc ban cho ta ý tưởng để làm sự mà chính Chúa đã làm. Chúng ta đâu thể ngờ được trên thiên đàng có vườn cây, có bướm, có chiên, có voi. Tôi nhìn thấy quý vị, chính tôi nhìn thấy. Chúa cho tôi trên ban, tôi được thoát cái thân thể xác thịt được. Tôi đặt Chúa, tôi nhìn thấy cả một việc đó đẹp quá đi. Chẳng qua tôi tỉnh dậy, tôi tiếc quá Chúa ơi, trời, đây là cái nơi thuộc về con. Đây là điều tôi dạy cho con. Còn có được không là do con quy định. Đấy chứ. Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời tốt lành. Chúa tạo nên cái môi trường sống này và đặt lời chúng ta vào môi trường đó. Chính Ngài là đấng chăn chiên. Nên Ngài tạo tất cả mọi sự rồi, Ngài mới để lời người vào đó để trồng vườn và giữ vườn. Chúng ta xem Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7 đến câu 15 chép. Giê Va Trời bèn lấy bụi đất nắn lên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Đoàn Giê Va Trời lập một cảnh vườn tại Eden ở về hướng đông và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Giê Va Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẻ mắt và trái thì ăn ngon. Dưới vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. Một con sông từ Eden chảy ra đằng tươi vần, rồi từ đó chia ra làm bốn ngả. Tên ngả thứ nhất là Bison, ngả đó chảy quanh xứ Havila là nơi có vàng. Vàng xứ này rất cao, đó lại có nhũ hương và bích ngọc. Tên sông thứ nhì là Gihon, chảy quanh xứ Cusơ. Tên sông thứ ba là Hideke, chảy về phía đông bờ cõi Assyri. Còn sông thứ tư là sông Euphrat. Giê và Đức Trời đem người ở vào cảnh vườn Eden để trồng và giữ vườn. Giê và Trời đã ví lại người mà Ngài đã tạo nên trên đất này là chiên, và luật pháp mà Ngài đã ban cho người qua dân Sen đó là đồng cỏ xanh tả xuống được trong. Và chính Giê và Trời đã thiết lập chức vụ thầy tế trong dân Israel là người chăn bề chiên của đồng cỏ Ngài. Trước khi chúng ta bước tiếp vào sự suy gẫm lẽ bổ nhiệm trong bài thứ 7 về trách nhiệm của người tin Chúa khi tâm linh đã được tái sanh, chúng ta trở lại với chức vụ người chăn chiên đầu tiên ở trên đất này, đã dâng của tế lễ đẹp lòng Đức Giê-hô-va vàng để ta nhận biết ý muốn của Giê-hô-va Trời đối với chức vụ chăn bề chiên của Đức Trời là quan trọng như thế nào. Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 1 đến 4 chép: Adam ăn ở với Eva là vợ mình, người thọ thai sanh Cain và nói rằng nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ tôi mới sanh được một người. Eva lại sanh em Cain là Abel. Abel làm nghề chăn chiên, còn Cain thì nghề làm ruộng. Và cách ít lâu, Cain dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. Abel cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng bữa nó. Đức Giê-hô-va đoái xem Abel và nhận lễ vật của người. Chứ nghề chăn, tức là chăn chiên đó là keeper. Trên từ câu 2 trên, đó là chữ Ra'a số 7462 của tiếng Hebrew, có nghĩa là chăn thả súc vật, trông nom chăm sóc bầy chiên, người canh giữ, người cho bầy gia súc ăn uống. Còn chữ chiên được chép trong câu 4 trên tờ thứ son số 6629 của tiếng Hebrew, có nghĩa là con chiên, tên gọi chung cho các loài gia súc để chuyển vị trí từ nơi này tới nơi khác, sự di trú, sự di chuyển từ nơi ở từ nơi này sang nơi khác. Chúng ta đã được biết câu chuyện về Abel và Cain, và chúng ta cũng biết rằng ma quỷ tìm cách để giết người chăn chiên của Đức Giê-hô-va. Ngay từ lúc ban đầu, Chúa đã tiết lộ cho chúng ta cái điều này. Vì ma quỷ nhận biết được cái của lễ nào đẹp lòng Đức Giê-hô-va. Và bất cứ người nào mà dâng của lễ đẹp lòng Đức Giê-hô-va thì người đó là người công bình, người đó có quyền giải đáp đầu đó. Vì nó bị phán xét, vì nó đã khiến cho là người xa vào tối ở tại vườn Eden. Và nó biết Đức Giê-hô-va đã phán được đó, nên tìm được một cách để tìm ở trong là người. Thế ai là người công bình thì nó giết người đó. Đặc biệt là người chăn chiên. Nên ngay từ lúc ban đầu, dân ở trong thế gian này, đặc biệt người Edito là gớm ghét người Hebrew, bởi vì người Hebrew là dân chăn chiên.
khi Giê-hô-va ban ra chuyển ban hợp pháp của Ngài cho dân Israel qua Môi-se, Ngài đã dùng Môi-se là người trực tiếp tiếp nhận hai bản đáp luật pháp từ tay Đức Giê-hô-va để ra lại cho dân Israel cũng như là dạy lại cho đời chúng ta. Chưa dùng Môi-se mà khi nói Môi-se là người hình bóng về người ban luật pháp cho dân Israel. Chưa dùng Môi-se, tức chưa dùng luật pháp của Ngài để lập chức vụ thầy tế lễ, mà thầy tế lễ tức là người chăn bầy chiên của tuyển dân của Đức Chúa Trời. Mà chữ chăn chiên đây có nghĩa là dẫn họ đi trong con đường để được sự sống lại và sự sống đời đời. Mà lời Đức Trời là con đường, lời Đức Chúa là bánh của được hàng sống nữa. Vì thế người chăn chiên đây của người bóng được thầy tế lễ, tức là người thay mặt Đức Giê-hô-va để dạy luật pháp Đức Trời cho dân Israel. Bởi vì luật pháp này là con đường dẫn người ta ra khỏi sự tối tăm đến nơi sáng lạ lùng của Đức Chúa. Vì luật pháp này ban cho nó là một điều kiện duy nhất. Nên nhớ là từ khi Chúa ban luật pháp cho dân Israel cho đến muôn đời sau này, luật pháp là điều kiện duy nhất để loài người nhờ đó mà được cứu. Không có điều kiện nào khác. Kể cả Chúa Giê-xu cũng là lời Đức Chúa Trời. Mà ngày đấy là làm vững luật pháp Đức Chúa Trời đã ban cho người qua Môi-se. Và luật pháp đó là điều kiện duy nhất để loài người nhờ nó mà được sự sống lại và được sống đời đời. Phục Chúa lời được ký đoạn 5 câu 30 đến 33 tiếp sang đoạn 6 câu 1 câu 25 chép như sau: Hãy đi nói với dân sự rằng khá trở về trại mình, còn ngươi hãy ở lại đây với ta. Ta đã truyền các điều răn, luật lệ và mệnh lệnh mà ngươi sẽ dạy lại cho, để chúng nó làm theo các điều đó trong xứ ta sẽ ban cho họ nhận lấy. Vậy ngươi khá cẩn thận làm theo y như Giê-hô-va Đức Trời các ngươi đã phán dặn các ngươi, chỉ nên xây qua bên hữu hoặc bên tả. Các ngươi khá đi theo trọn đường mà Giê-hô-va Trời các ngươi đã chỉ cho, để các ngươi được sống, hưởng phước và ở lâu dài trong xứ mà mình sẽ nhận được. Và nghe đầy điều răn, luật lệ và mạng lệnh mà Giê-hô-va Trời các ngươi đã phán dặn ta dạy lại cho, để ngươi làm theo nó trong xứ mà ngươi sẽ đi vào nhận lấy, hầu cho ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Trời ngươi trọn đời, ngươi và con cho ngươi vâng giữ các luật lệ và điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi, để ngươi được sống lâu ngày. Hỡi Israel, ngươi nghe lấy và cẩn thận làm theo, hầu cho ngươi được phước và được thêm đến nhiều trong xứ đường xưa và mặt, y như Giê-hô-va Trời của tổ phụ ngươi đã phán hứa của ngươi. Hỡi Israel, hãy nghe, Giê-hô-va Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Trời ngươi, các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khán cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy, khá bột nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ân chí. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Khi Giê-hô-va Trời ngươi đã dẫn ngươi vào xứ mà Ngài thề cùng tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Jacob đang ban cho ngươi, khi ngươi lấy được những thành lớn và tốt mà ngươi không có xây cất, những nhà đầy đủ các thứ cuộc mà ngươi không có chất chứa, các giếng mà ngươi không có đào, cây nho và cây olive mà ngươi không có trồng, khi ngươi ăn và được nó đê, khá giữ lấy mình, kẻ ngươi quên Đức Giê-hô-va là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-tô, tức là khỏi nhà nô lệ. Ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Trời ngươi, phục sự Ngài và lấy danh Ngài mà thề, chớ theo các thần khác trong những thần của các dân tộc ở xung quanh các ngươi, vì Giê-hô-va Trời ngươi ngự ở giữa ngươi là Đức Trời kỳ tà. E cơn thành nộ của Giê-hô-va Trời ngươi nổi lên của ngươi và Ngài diệt ngươi khỏi mặt đất chăng? Ngươi chớ thử Giê-hô-va Trời các ngươi như đã thử Ngài tại Ma-sa. Khá cẩn thận giữ lấy những điều răn, chứng cớ và luật lệ mà Giê-hô-va Trời các ngươi đã truyền cho ngươi. Vậy ngươi phải làm điều ngay thẳng và tốt lành trước mặt Đức Giê-hô-va để ngươi được phước và vào nhờ lấy xứ tốt đẹp mà Đức Giê-hô-va đã thề hứa cùng tổ phụ ngươi để ban cho ngươi. Và Đức Giê-hô-va sẽ đuổi hết những kẻ thù nghịch ra khỏi trên bản ngươi y như Ngài đã phán vậy. Về ngày sau, khi con người hỏi ngươi rằng các chứng cớ, luật lệ và các mạng lệnh này là chi mà Giê-hô-va Trời chúng tôi đã truyền cho chàng, thì hãy đáp rằng chúng ta đã bị làm tôi mọi cho Pha-rôn tại xứ Ai Cập, và Đức Giê-hô-va có dùng tay mạnh đem chúng ta ra khỏi xứ ấy. Đức Giê-hô-va có làm trước mặt chúng ta những dấu kỳ và phép lạ rất lớn lao đáng sợ mà hại xứ Ai Cập, Pha-rôn và cả nhà người. Ngài đã đem chúng ta ra khỏi xứ ấy để dẫn vào xứ mà Ngài đã thề cùng tổ phụ chúng ta để ban cho chúng ta. Đức Giê-hô-va có phán cùng chúng ta khá làm theo các luật lệ này, kính sợ Giê-hô-va Trời chúng ta, hầu cho chúng ta được phước luôn luôn và được Ngài bảo tồn sự sống cho chúng ta y như Ngài đã làm đến ngày nay, và chúng ta sẽ được xưng là công bình.
Nếu chúng ta cẩn thận làm theo các điều răn này, trước mặt Giê-hô-va trời chúng ta y như Ngài đã phán dặn vậy. Hết đoạn này, chúng ta đưa tay tôi. Còn đây không? Có một đoạn này ở hệ thống nhà thờ. Nó nói là, mục sư ơi, chúng tôi là người Việt Nam. Chúng tôi trong thời đại ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Là sao mục sư lại giảng cái luật pháp dành cho Israel? Tôi bảo, quý vị nói như kẻ khôn, nhưng phải là khôn. Quý vị có mắt, như không có mắt. Đó tại sao mà Chúa Giêsu ta từ trên thiên đàng gửi thư qua sứ đồ Gioan để cảnh báo quý vị hãy mua thuốc sưng mắt để cho mắt người được sáng ra, để thấy được sự mầu nhiệm mà Chúa giấu trong văn tự. Đức Chúa Trời đã dùng sứ đồ Phaolô để ông kinh nghiệm được khi ở trong sự tối tăm, ông chống phá lại đấng cứu chuộc mình phải làm. Cho đến khi ông được cứu chuộc rồi, Chúa mở mắt ông để ông thấy được sự lùng cho là pháp của Đức Trời, và ông làm chứng lại cho người Israel, tức là người Hebrew nhận biết rằng luật pháp mà Trời đã ban cho chúng ta đó là con đường dẫn chúng ta đến Đức Chúa Christ. Ngài là Đấng Christ, chính Ngài là Đấng Messiah, Ngài là Đấng cứu thế mà tổ phụ ta là Gia-cốt đã nói là Đấng Silo. Ngài đã đến, chính Ngài là Thầy Tế Thượng Phẩm và Chính Trị Cao, như đã chép ở trong các thi thiên chúng ta đã học. Luật pháp mà Trời đã ban cho chúng ta đó chính là con đường dẫn ta đến sự sống lại và sự sống đời đời, y như và đã phán trong ngày ban lời pháp cho dân Israel tại núi Sinai được truyền lại qua Môi-se ở trong Lê-vi ký đoạn 18 câu 4 câu 5, phục truyền lời ký đoạn 30 câu 19 20 chép rất rõ về điều đó. Hết người nào làm theo lời pháp trời thì sẽ nhờ quyền phép lời đó mà được sống theo các lời đó, vì Ngài là Đấng thừa hữu hàng hữu, danh Ngài là Giê-hô-va Đức Trời. Chúa Giêsu đã đến nói chuyện với Nicodem, hay chính xác là Nicodem là một giáo sư có danh tiếng trong dân Giu-đa tại thành Giê-ru-sa-lem. Ông ban đêm lén đến gặp Chúa Giêsu vì sợ hội đồng biết ông là người Pha-ri-si mà đến với Chúa Giêsu e rằng người ta chống đỡ ông rằng nên lén đến trong ban đêm để gặp Chúa Giêsu. Nhưng mà Nicodem chỉ biết Chúa Giêsu là giáo sư đến từ đâu trời mà thôi, nhưng không nhớ biết Ngài là Đấng Mê-si. Chúa của trách người Pha-ri-si này: ngươi là giáo sư của dân Giu-đa mà không hiểu điều đó sao? Ngày hôm nay có rất nhiều người cầm trong tay mình cuốn kinh thánh, cứ giống như các rabbi của Israel đang có cho tụi mình cuốn kinh thánh của Môi-se, nhưng họ không hiểu được lời Đức Chúa Trời. Vì sao? Chúa đã phán rằng các ngươi sẽ tìm ta và gặp được nếu các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Các ngươi tìm kiếm ta để làm gì? Hãy đọc xem Thi Thiên 119 đi. Thầy Ezra là người được kinh thánh chép, là người thông thạo luật pháp của Môi-se. Vậy mà ông than thở rằng: lạy Chúa, xin Chúa mở mắt tôi, hầu cho tôi được thấy những sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài. Thông tạo tức là thuộc từng câu, từng đoạn, từng chữ một, nhưng mà không hiểu. Bởi vì người ta đọc các sách tiên tri nổi tiếng, ngày nay hệ thống thần học mắc sai lầm nhiều lắm, hoặc là các đại tiên tri và tiểu tiên tri. Kinh thánh chết, tất cả mọi thứ trên đất này đều tốt trong cái thì của nó mà thôi. Khi chúng ta vâng lời Chúa thì chúng ta được là gọi là công cụ tốt lành trong tay Chúa, như cái chén trong tay Chúa vậy. Nó tốt cho chúng ta vâng lời Ngài. Sau đó Chúa bảo chúng ta ra, Chúa dùng cái khác. Chúng ta vẫn có giá trị ở trước mặt ông trời. Nhưng mà cái lời chúng ta nói ra không phải là Chúa chỉ đến lúc đó, chứ không có giá trị để dẫn người khác. Mà trong chúng ta đứng tại bục giảng để nhân lên Chúa giảng ra thì nó có giá trị. Không phải là tất cả mọi lời chúng ta nói trong sinh hoạt hàng ngày đều là có giá trị như lời Chúa phán đâu, không phải. Vì không có tiên tri nào là lớn hay tiên tri nào là nhỏ cả. Ở trong Đức Chúa Trời, tất cả các tạo vật khi vâng lời Ngài đều được Chúa tiêu mến. Chúa dùng tiên tri Malachi để nói về cái điều mà ít ai để ý. Tại sao Chúa quyền năng vô đối mà Ngài chỉ tạo lên một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Có một câu thôi, một nửa câu thôi quý vị. Ngay cả trong sách Ca Thương là cái lời cầu nguyện bi ai của tiên tri Jeremy thương khóc của dân Israel đó cũng có một câu, không phải là bi ai mà là khích lệ. Mỗi buổi sáng thời là mưa luôn, sự tình chính Chúa là lớn lắm. Chỉ khi nào chúng ta hết sự tống cậy tiền bạc của cải và tất sức lực không còn ai giúp chúng ta nữa, bây giờ chúng ta phát hiện ra là Chúa là Đấng duy nhất có sự trông cậy cho chúng ta, vì Ngài là sự trông cậy ta. Ngay cả khi chính Ngài đưa chúng ta vào đời tốt đẹp nhất để hoàn thành kế hoạch của Ngài, không phải để giúp chúng ta đâu, mà muốn vật xung quanh chúng ta liên hệ với cuộc đời chúng ta trong lúc đó có sự trông cậy cho chúng ta. Có rất nhiều bài ca nổi tiếng đến ngày hôm nay, hàng 200-300 năm này vẫn còn nổi tiếng, bởi vì trong ngày khó khăn nhất khi mà con chết, vợ chết, tất cả mất sạch rồi, đến lúc mà cái kẻ tin Chúa đó không còn niềm trông cậy nữa, lúc đó Chúa nói chính Ngài là người đó có mục đích rõ ràng, con cái của ta có chết hơn thì thi thái với Chúa rồi, chúng ta không hy vọng nữa. Bài thứ hai: tâm linh tôi
yên tĩnh thật. Tác giả mà hết chính cái trong sự đó Chúa phán đâu, ông hiểu là đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Thần của Chúa mở trí cho ta, ta hiểu được. Khi ta biết ra rằng Chúa ở trong mọi sự và Ngài làm mọi sự đó, thế kế hoạch của Ngài vì Chúa tạo nên muôn vật trong vũ trụ này có mục đích, đó là môi trường để thử luyện loài người, để chọn từ rất nhiều người ra một dòng dõi thánh. Và chúng ta là kẻ ở trong cái môi trường này, là kẻ được chọn, đã được tôi luyện để Chúa muốn chúng ta hoàn thành kế hoạch này của Ngài. Chúa để chúng ta hiểu được lời Chúa để noi theo Ngài, thì chính chúng ta được Chúa đào tạo để chúng ta được vững vàng. Kinh Thánh làm chứng về Chúa Jesus Christ, Kinh Thánh làm chứng về chúng ta vậy. Sẽ không đâu Đức Giê-hô-va đâu. Ông tin của Đức Trời vì tổ phụ có biết điều đó. Trong đêm đó ông đi đến cậu mình là La-ban theo lời của mẹ mình Rebecca vậy. Nửa đêm ông ngủ tại cánh đồng đó, giữa đường vắng mênh mông đó. Bất ngờ trong đêm đó, trong chiêm bao, Đức Giê-hô-va hiện ra với người và lời ước với người. Gia-cốp hình bóng và tất cả người nào vâng theo lời dạy dỗ của hội thánh thần của đồng điện mà Rebecca là bóng. Giờ ông đi đến với La-ban hình bóng, chúng ta đến với Đức Thánh Linh. Vâng theo lời đã ban dạy không thấy là đến Đức Thánh Linh. Thì trong giây phút đó, trong đêm hôm đó, Chúa lập tức ước với Gia-cốp. Cũng như vậy chúng ta vậy, Chúa có lập tức ước với chúng ta đang nói theo Đức Thánh Linh. Chúng ta đang đi trên con đường mà Chúa dẫn chúng ta đi, để Chúa làm thành điều Chúa phán với chúng ta. Chúa phán với Gia-cốp mà ta không lìa bỏ người đâu, ta ở cùng ngươi cho đến khi nào ta làm xong mọi sự thuộc về ngươi. Ngài phán Gia-cốp là phán với chúng ta, Ngài không bỏ chúng ta đâu. Nếu ta phải luôn nhớ rằng Chúa luôn ở cạnh chúng ta, bất cứ khi nào chúng ta nghĩ về Ngài, chúng ta suy gẫm về lời Đức Chúa Trời, chúng ta thắc mắc về mọi công việc chúng ta đối diện đó, xem Chúa định làm đối diện công việc đó chúng ta sẽ làm gì, Ngài sẽ trả lời chúng ta. Bởi đó kinh thánh có dạy, phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Ngài ở cùng chúng ta luôn. Nếu ta phải có lời của Chúa cho lòng mình thì trong lúc tối tăm nhất chúng ta phải đối diện, để sao thì đối diện đó thì chúng ta có sự sáng ở tâm linh chúng ta, bừng chúng ta tỉnh dậy nhớ lời của Đức Trời, lời Chúa được sáng chúng ta. Bây giờ chúng ta có sự dậy, chúng ta nghĩ đến Chúa và Chúa chỉ dẫn cho lời Chúa trên. Và chúng ta sẽ được xưng là công bình nếu chúng ta cẩn thận làm theo các điều răn này trước mặt Giê-hô-va chân trời chúng ta, y như Ngài đã phán rằng vậy. Chúng ta sẽ được xưng là công bình nếu có điều kiện. Ở trong sách tiên tri OC đoạn 6 câu 1 có chép như thế nào? Trong ngày thứ 3 Ngài khiến ta đứng trước mặt Ngài và chúng ta sẽ biết Ngài nếu chúng ta tiếp tục nói theo Ngài để nhận biết Ngài. Then we shall know if we follow him to know the Lord. Nếu chúng ta tiếp tục nói theo Ngài để nhận biết Đức Giê-hô-va, chúng ta sẽ nhận biết Ngài. Chúng ta phải nói theo nhận biết Chúa mà. Chúa Jesus đã phán rõ ràng là Ngài định nghĩa sự sống đời là sự nhìn biết Cha, tức là Đức Trời có một và thật cùng Jesus Christ là đấng Cha sẽ đến nhận biết Cha. Ngày hôm nay chúng ta có cuốn Kinh Thánh trong tay, cho biết được cuốn Kinh Thánh. Mình rất nhiều người không biết đó là chân dung của Đức Chúa Cha. Họ không biết, không nghe thấy mặt Đức Trời cả. Nhưng mà Chúa muốn ta nhận biết bổn tính của Ngài và chân dung của Ngài thông qua luật pháp, thánh khiết và công bình của Ngài. Luật pháp đó là chân dung về bổn tính của Đức Chúa Trời. Và chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải trên giống như Ngài trong sự thanh sạch công bình của lẽ thật. Nếu không thuộc luật pháp, không biết luật pháp Đức Chúa Trời, thì ta không có bổn tính của Đức Chúa Trời. Mà không có bổn tính của Đức Chúa Trời làm sao gặp Chúa Jesus được? Vì Chúa Jesus là con cả ở rất nhiều anh em. Thông qua Chúa Jesus mà ta nhận biết Đức Chúa Trời. Mọi sự thống của Cha đều đầy dẫy ở trong Chúa Jesus Christ, trong lời của Trời. Và chúng ta phải yêu biết luật pháp Trời, vì là sự sống của chúng ta đó chính là cấu tạo. Chúa dùng lời của Ngài để cấu tạo đến chúng ta, và chúng ta phải hiểu biết cái luật pháp này. Riêng Trời đã dùng Môi-se để lập chức tế lễ trong Giê-ru-sa-lem sen, mà chức vụ thầy tế đó là phải dạy luật pháp của Giê-hô-va Trời cho tuyển dân của Ngài, hầu cho dân sự của Đức Trời nhờ quyền phép của lời Đức Trời mà được trở nên một dân thánh, một đức thầy tế lễ cho Ngài. Chức vụ thầy tế lễ nhà vua không phải là về thiên đàng mới lập, mà lập ngay trên đất này, lập ngay trên đất này. Đó như tại sao mà Chúa Sư được phán các môn đồ của Chúa này: hãy đi khiến môn dân trở nên môn đồ ta. Môn đồ có nghĩa là một người đã đào tạo, huấn luyện, trang bị có thể làm được như thầy của mình và trung thành với thầy của mình. Bởi chúng ta đang có luật pháp được trong tay mình, chúng ta phải học để luật pháp được vào trong chúng ta, để tất cả mọi sự gì thuộc về sự tốt tâm mà ma quỷ đã nhuộm là người chúng ta ở trong tội lỗi của nó kể từ khi ta phạm tội đến bây giờ, những sự đó phải bị phá hủy. Đó là lý do mà Chúa mang lệnh cho Giô-suê
không ai khác mà là Joshua, là người đấy tôi trung thành với Moses đó, dẫn đi dân Israel vừa qua sông Giô-đanh để vào chiến sự Canaan. Và kinh thánh có chép là chẳng có điều gì Moses đã phán dạy mà Joshua không làm, là chính xác như gì mà Moses đã phán dạy lại. Lập tức của dân Israel tại nó là công bố luật pháp trời, sự bề cái chùa xá ở núi Ê-bên và sự chúc phước ở tại núi Ga-li-xin và bôi ở trên cái tảng đá đó, chép luật pháp trên đó, chính xác như vậy. Đó là điều mà Joshua làm, cũng như Chúa đã làm và các bộ đồ Chúa tiếp tục làm công việc của Ngài vậy. Xuất Ê-díp tô ký đoạn 19 câu 1 đến câu 6 chép: tháng thứ 3 sau khi ra khỏi xứ Ê-díp tô, trong ngày đó dân Israel đến nơi đồng vắng Sinai, từ Rephidim ra đi đến nơi đồng vắng Sinai, đóng trại tại đó đối diện cùng núi. Môi-se bèn lên đến Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ở trên núi gọi người mà phán rằng: ngươi nói như vậy cho nhà Gia-cốp và tỏ điều này cho dân Israel. Các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ê-díp tô, ta chở các ngươi trên cánh chim đại bàng làm sao và dẫn các ngươi đến cùng ta thế nào. Vậy bây giờ nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giữ quốc ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta. Nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giữ quốc ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ cùng một dân tộc thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó, ngươi sẽ lại cùng dẫn đi xem. Tại điểm này Đức Chúa Trời cho ta biết điều kiện làm thế nào để ta trở nên thầy tế lễ, trở nên một dân thầy tế lễ. Kinh Thánh chép này: vậy bây giờ nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giữ quốc ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ cùng một dân tộc thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó, ngươi sẽ lại cùng dân Israel. Tôi muốn tất cả người nào ở bất cứ hệ phái nào mặc dầu khi nghe cái bài giảng này hãy nhớ rằng tất cả con cháu của Gia-cốp sau khi người đổi tên thành Israel, họ là dân của Israel, họ chưa là Israel, họ là dân của Israel, họ là con cháu của Israel, và Chúa muốn họ trở nên Israel. Mà Israel nghĩa là một người có quyền phép của con vua và cai trị như vua, hình bóng về người đồng cai trị với Đấng Christ là vua của các vua, chúa của các chúa. Phaolô luôn dính sát này: Đức Trời là của người Hebrew, Đức Trời của Israel cũng là Đức Trời của muôn dân. Một Đức Trời về cả thế gian đều thuộc về Ngài, không thể cứ phân rẽ được. Tiếp nữa, Xuất Ê Tô Ký đoạn 28 câu 1 đến 4 chép: trong vòng dân Israel, ngươi chọn Aaron anh ngươi cùng các con trai người là Nadab, Abihu, Eleazar và Ithamar lập lên làm chức tế lễ trước mặt ta. Ngươi chế bộ áo thánh cho Aaron anh ngươi để người được vinh hiển trang sức. Hãy truyền cho hết thầy kẻ thông minh là người ta đã ban đầy tính trí huệ chế bộ áo cho Aaron, đặc biệt riêng người đã thánh, hầu cho người làm chức tế lễ trước mặt ta. Đây là bộ áo mà họ sẽ chế: bà đeo ngực, ephod, áo dài, áo lá trong thêu, mũ và đai. Thế thì họ sẽ chế bộ áo thánh cho Aaron anh ngươi cùng các con trai người để các người đó làm chức tế lễ trước mặt ta. Chúa phán với Môi-se. Môi-se là nhìn bóng về Chúa Giê-su Christ. Ở trong các chức vụ trong hội thánh của Chúa có các sứ đồ, tiên tri, giáo sư, truyền giáo. Các chức vụ này hiện là một để gây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời ở trên đất này. Tất cả các đấng tiên tri, các giáo sư, các sứ đồ, cái bài giảng của họ, những tri thức của sự khôn ngoan, thứ thông sáng hiện là một để khiến cho người tin Chúa trở nên hoàn hảo trên chức vụ thầy tế lễ của nước Chúa Giê-su Christ. Tôi là người được đào tạo không qua chỗ trường thần đạo, tôi là đào tạo trong các thánh thần của Đấng Christ ở trên đất Canada và trên đất Mỹ. Tôi đã học tại Canada, các sứ đồ Mỹ sang, các tiên tri của Mỹ sang, tiên tri của Anh qua, tôi họ đặt tay, tôi đòi họ huấn luyện và tôi nói tiên tri, tôi cũng đặt tay chữa lành người ta và tôi được học như người làm giáo sư, tức là thầy giáo, cách dạy của họ, cách giảng của họ, tôi cũng làm việc với họ và tôi được đặt tay truyền thần tứ và tôi được đào tạo bởi chính Đức Thánh Linh, không có trường thần đạo. Tất cả chức vụ đó đều là những người yêu mến luật pháp của Đức Chúa Trời. Luật pháp đó là gì? Là con đường. Tất cả mọi sự ta có ngày hôm nay đó đều là bởi luật pháp mà ra. Vì luật pháp là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã bị bán từ tối từ khi còn trong bụng mẹ. Và đến kỳ đã định Chúa sai Chúa Jesus đến để là giá của chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải nghe tiếng Ngài và chúng ta phải noi theo Ngài và hành động theo đức tin của mình để nhận lại những điều gì mà Chúa Jesus đã làm cho chúng ta. Môi-se là người đại diện cho luật pháp. Chính Môi-se tắm rửa cho Aaron. Aaron được lập lên trước thầy tế lễ của các con trai của mình là không làm gì cả ngoài việc phục chức vụ của Môi-se, để Môi-se tắm rửa cho và mặc chiếc áo lên và nghiễm nhiên trở thành thầy tế lễ của dân Israel.
đó hình bóng về một người phục luật pháp của Đức Chúa Trời, phục hoàn toàn luật pháp Đức Chúa Trời, rửa sạch mình và khoác chiếc áo đó. Mà chiếc áo đó là gồm các chức vụ chúng ta học đây này, có đốm, có sọc, có rằn, loang lổ. Đó là những con chiên nhận biết mình là có tội, tức là tôi nhận biết luật pháp của Đức Chúa Trời, tôi vâng phục luật pháp rồi tôi làm theo. Đó hình bóng của người nhận luật pháp của trời về cho mình, có đốm, có sọc. Tiếp nữa, Lê Vi Ký đoạn 18 có 4 câu nói chết. Cơ ngây tuân mạng lệnh ta, giữ giữ luật pháp ta đặng nói theo. Ta là Giê-hô-va trời các ngươi, và anh giữ luật pháp và mạng lệnh ta. Người nào làm theo thì sẽ nhờ đó mà được sống. Ta là Đức Giê-hô-va. Phục truyền được Ký đoạn 30 câu 19 20 chết. Ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự đùa xả. Và hãy chọn sự sống, hỏi cho ngươi và giáo cho ngươi được sống, thương mến Giê-hô-va trời ngươi, vâng theo tiếng phán ngài và trung thành với ngài. Vì ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu đạt ngươi ở trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho các tổ phụ ngươi là Abraham, Isaac và Jacob. Vì Adam thứ nhất, tức là Adam trước nhất, Adam đầu tiên được đặt trên thế đất này mà tổ lỗi vào trong đời người, khi nói là người nói tâm linh của đời người. Và như vậy, nếu là người không nhận giá cứu chuộc thì là người sẽ hư mất đời đời. Tâm linh là người với một ngọn đèn của Đức Giê-hô-va có chức năng dò xem tất cả mọi sự ở trong lòng, tức là trong tâm trí của xa thịt mình, và sử dụng sự sáng thật của Đức Trời để các chị xa thịt mình sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây là trách nhiệm của tâm linh. Chúng ta phải nhận biết cấu tạo của loài người, không phải theo xác thịt. Phần lớn ngày hôm nay là người ta ghi được xác thịt, người ta chỉ nói là khi mà Chúa Giêsu tái lâm, bây giờ thì linh hồn của chúng ta được cất về thiên đàng. Bây giờ chúng ta biết là mình linh hồn mà thôi. Còn bây giờ là chúng ta không biết linh hồn mình. Nhưng họ tin rằng khi mà ta tiếp nhận Chúa rồi, họ được tái sanh rồi. Họ bị lẫn lộn giữa sự tái sanh và sự sống thật của con người trên đất này, bởi vì không được dạy dỗ. Khi được người phạm tội thì cái luật của tội lỗi khiến cho ngọn đèn của Đức Giê-hô-va nơi đó bị thiếu mất sự vinh hiển, thế mất được sự sáng thật của Đức Chúa Trời. Và như vậy thân thể xác thịt của loài người sẽ bị quyền lực của tội lỗi, tức là quyền lực của ma quỷ, là kẻ phạm tội từ lúc ban đầu đó cai trị, dẫn đến sự chết đời đời. Tâm linh của chúng ta chỉ có thể được tái sanh theo một nguyên tắc duy nhất thôi, đó là phải tiếp nhận luật pháp của Đức Chúa Trời. Vì lời của trời là sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Trong lời của Đức Trời Kinh Thánh thật, trong lời của trời có sự sống, trong luật pháp văn tự của trời có sự sống lại và sự sống đời đời. Chúa Giêsu đã phán, nếu ta không tin nhận luật pháp của trời thì không thể nào có thể khiến tâm linh ta được tái sanh được. Đó điều chắc chắn, không thể chối cãi được. Giăng đoạn 1 đây, trong lời của Đức Trời có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người, và linh tế lên người vốn là ngọn đèn của Đức Giê-hô-va do thấu đời bí ẩn của lòng. Cái ngọn đèn này nó sáng bởi luật pháp của Đức Trời. Vậy khi luật pháp ở trong người đó rồi, cũng như chiếc máy vi tính kia, nó được trang bị hoàn toàn phần mềm đầy đủ rồi, khi bước phần mềm lạ vào xâm nhập vào máy đó, lập tức bíp bíp bíp, nó bảo cái này là virus, chặn lại, cảnh báo nếu không chặn nó sẽ phá hủy máy, nó báo ngay. Nó là luật pháp. Nếu ta có luật pháp trong lòng mình thì khi xác định định làm điều ác, hoặc khi người ta giao tiếp với nó, nói chuyện điều này điều kia, qua sự nghe xuống bàn luận đó, định lên quanh làm điều ác, tâm linh nói là không được, đó là sai lầm, nó lên tiếng tố cáo, dương ai, nó cảnh báo, không cho nó ngủ, cảnh báo liên tục cho khi nó từ bỏ ý định đó, hoặc thì nó phải ăn năn. Đó là tâm linh được tái sanh, vì tâm linh ta là ngọn đèn Đức Giê-hô-va. Nếu nó tái sanh thì nó phải để cho sự sáng chứ, ai thắp ngọn đèn đó chúng ta được thành linh, chúng ta không thắp được. Chính Chúa thắp ngọn đèn tôi, ngài soi sáng đường lối tôi. Chức vụ thế giới vô cùng quan trọng, chức vụ người chăn chiên tổ linh cũng vậy. Trong sách Tiên tri Ê-chê-chiên đoạn 37, Chúa ghen tương với người thầy tế lễ, thầy tôn giáo, kẻ chân chiên dởm, bay coi việc đó nhỏ ra. Các người ăn cỏ xanh, cứ còn người cái giày đạp đi, để chiên của ta ăn cỏ héo, cỏ ua. Người uống được trăng rồi, cứ phải tiếp tục đi, thì khiến chiên của ta uống được nó bệnh sao? Chúa ghen tương điều đó, quý vị ơi, Chúa ghen tương vô cùng, thầy này, Chúa ghen tương ở trên chính tôi, ghen tương điều đó. Chúng ta phải ghen tương cho công việc của cha chúng ta. Vì sao? Tất cả mọi chiến đấu này đều do Chúa dựng nên cả, theo đúng nguyên tắc, theo lý thuyết, theo kỹ thuật. Đó là anh em chúng ta đều một cha mà ra cả. Họ cần được cứu, mà được cứu phải chỉ là cầu nguyện mà thôi, phải làm theo, phải biết là thật để làm theo chứ. Giê-hô-va trời đã giải cứu dân Israel ra khỏi Egypt, là nhà nô lệ, đem vào tới đây đồng vắng Sinai. Để tại đây này, dân Israel được thấy sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va hiện ra trên núi Sinai, và được nghe tiếng ngài từ trên trời cao phán xuống, cụ được nhận lấy hai bảng đá chép 10 điều răn, tức là các mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va, để dân Israel nhờ sự vâng giữ và làm theo các luật pháp của Đức Trời mà ngọn đèn của Đức Giê-hô-va nơi họ được thắp sáng lại, họ cho tâm linh họ được sự sống lại và sẽ được sự sống đời đời nếu họ tiếp tục gìn giữ luật pháp đó và làm theo luật pháp của Đức Trời. Đấy là theo là nguyên tắc
Khi nào chúng ta được nghe tiếng Chúa? Kinh Thánh chép tại núi Sinai, tại đất đồng bằng Sinai, ở nơi gai góc, nơi khó khăn nhất chúng ta mới nghe tiếng Chúa được. Quý vị hiểu điều này. Còn thuận lợi chúng ta dùng chiếc khôn của mình để xử lý vấn đề. Chứ khi khó khăn hoàn toàn sẽ vượt sức của mình rồi, bây giờ chúng ta thất bại sẽ tìm mình, bây giờ Chúa mới phán. Chúa không muốn lúc đó Chúa bày tỏ đâu. Vì Chúa thường ở cùng chúng ta luôn, nhưng tại vì chúng ta cho rằng mình có thể làm được, nên bỏ qua, quên lời Chúa phán là phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài. Chúa nói là việc khó mới nhận biết Ngài, mà bất cứ việc gì. Làm thế nào chúng ta có thể nhớ được điều này? Cái này không thuộc về sa tiền. Vì sa tiền thì bận rộn nhiều quá rồi, nó không nhớ đến Chúa đâu quý vị. Tôi kinh nghiệm được điều này hàng ngày hàng giờ. Nên Chúa bảo tôi mới ra phải cầu nguyện, không thôi là vì như vậy. Bất cứ điều gì cũng vậy, buổi sáng tôi dậy cầu nguyện với Chúa rồi, đi cái ăn tôi cầu nguyện với Chúa và tôi lại cầu nguyện. Ban con đoàn mỗi ngày, xin Chúa đừng để con bị cám dỗ xong cứ hỏi điều án, tôi cầu nguyện mỗi ngày. Để con là thờ phượng của Chúa, xin Chúa giúp đỡ con, để con là tôi tớ Ngài. Con biết trách nhiệm của con, nhưng xác thì yếu đuối, con cầu xin Chúa giúp đỡ để con vượt qua sự giúp của xác thì này, làm chọn công việc Chúa giao cho. Xin Chúa giúp đỡ con, tôi phải xin Chúa giúp đỡ tôi. Phải nhớ đến Chúa mỗi ngày, trong các việc làm của con khá nhận bên Ngài mà. Vì Ngài trong mọi sự, Ngài lấy mọi sự này, Ngài khiến nó xảy ra như vậy. Chúa đã đứng tạo nên mọi sự, Ngài đào tạo tất cả mọi loài người trên đất này theo ý của Ngài đã định. Tâm linh chúng ta nó cần sự sáng thật của Đức Chúa Trời. Nó cần nhận biết luật pháp của trời, bởi vì nó phải thuộc luật pháp đó. Để cái gì xác thịt này là cái luật pháp của trời, hầu cho nó được buông tha tội lỗi mà xác thịt nó đã phạm trong quá khứ. Vì khi ta phạm tội là phạm trong xác thịt, tự ai đang không ăn, nhưng mà đây xác thịt thì ăn trái cấm, nên người phạm tội chết, còn xác thịt thì bị rủa xả. Như vậy nếu tâm linh chúng ta không được tái sanh thì xác thịt này cứ phạm tội hoài và chẳng bao giờ chúng ta thoát được. Bởi đó chúng ta phải nhận luật pháp của trời. Luật pháp này xác thịt nhìn thấy như ông mục, cho đến khi con người bị trăng nó chúa dậy bắt phải phục. Vì qua cái gì thì Thi Thiên 73 chúng ta đây, Chúa dùng chiêm bao để cảnh cáo chúng ta. Hãy dù duy thương hoàng kinh thì khi ta sợ hãi, bấy giờ người trong nó bị cáo trách xác thịt được. Vì xác thịt không thấy quan tài, nó không đổ lệ, không thấy sự chết trong sợ. Bởi đó Chúa dùng chiêm bao và tỏ cho xác thịt biết, và tâm linh luôn trỗi dậy giảng luật pháp cho xác thịt này. Và bây giờ khi tâm linh trỗi dậy để đấu tranh với xác thịt bắt đầu phải phục, thì Chúa bắt đầu làm phép lạ. Và xác thịt nó phát hiện rằng Chúa có thật và ma quỷ có thật và sự phán xét có thật, và nó sợ. Không ai thích ăn đòn cả, ai thích ăn ngon, ngủ yên. Xác thịt là vậy. Và khi nó biết luật pháp của Chúa là tốt lành, khi làm theo luật pháp thì tội được tha, phước hạnh đến, nó sẽ theo. Vậy thì một ngày chúng ta còn sống chúng ta đi, luật pháp còn phải được tôn cao. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng cần luật pháp. Trong nhà có luật pháp của nhà, ra ngoài có luật pháp, bên ngoài xã hội không có lúc nào thiếu luật pháp cả. Bất cứ giây phút nào cũng có luật pháp, đi ngủ cũng có luật pháp nữa. Anh không tôn trọng nó, anh không ngủ được yên đâu. Lời mấy cũng không ngủ được yên, em phải tôn trọng nó. Chức vụ thầy tế lễ mà Giê-hô-va Trời đã dùng Môi-se, tức là bóng về quyền phép của luật pháp Đức Chúa Trời, để lập chức vụ này để dạy cho tuyển dân của Đức Chúa Trời tiếp nhận vừa giữ vừa tuân theo các mệnh lệnh của các điều răn của Đức Chúa Trời, mà được phục hồi quyền làm con kế tự Đức Chúa Trời. Mai ngày những con chiên có đốm, có sọc, có rằn mà Giê-hô-va đã có được, đó là bóng. Khi người chăn bầy chiên của La-ban là người bóng về được thần hình mà chúng ta đang học đây. Theo nghĩa văn tự thì những con chiên nào có rằn, có đốm, có sọc bị lóng lổ, bị cháy nắng trên bộ lông của nó, theo xác thịt nó không có giá trị. Nó có giá trị đâu? Vì sao? Vì dân Israel khi bán chiên có hai loại chiên được bán ra. Loại chiên để bán ra để làm của tế lễ có giá trị, chiên đó không tỳ hít bán giá luôn được cao, vì nó là để chuộc tội theo luật. Cũng ở chợ đó, những con chiên có đốm, có rằn, có sọc bán rất rẻ, bởi vì để thịt thôi. Để làm áo cũng không đẹp đâu, vì cũng có rằn, có sọc thì mặc áo không đẹp, để làm thịt. Vậy, ngay cả trên thị trường, hai loại chiên này cũng có giá khác nhau. Nhưng mà trong Chúa thì lại dường như không phải như vậy. Trong cụ thể trong quá khứ, con chiên con có giá để dâng của tế lễ cho Đức Chúa Trời. Là chiên không có đốm, không có rằn, không có sọc nó, không thì biết gì cả, là được giá cao. Nhưng mà thực tế, con chiên được tinh sạch ở trước mặt Đức Trời lại không phải là con chiên đẹp bề ngoài mà đẹp bề trong. Đó là những con chiên thuộc về tâm linh chúng ta, là con chiên thật. Có đốm, có rằn, có sọc. Hãy nhìn con này, có đốm, có rằn, có sọc thật. Nhưng bởi vì
Có đốm vẫn có sọc, tức là con chiên nhận biết luật pháp đúng của trời là tốt lành. Mà làm thế nào để có được những con chiên có đốm, có rằn, có sọc, là những con chiên yếu mới luật pháp của Đức Trời, luôn luôn các luật pháp của Đức Trời. Kinh Thánh có chép là kẻ nào được tha thứ nhiều thì yêu mến nhiều. Nó có tội lỗi nhiều nhưng mà biết luật pháp rồi, nó xưng tội nó ra, nó mới yêu mến luật pháp để nó không bao giờ vi phạm nữa, thì Chúa lại yêu nó nhiều hơn. Bên ngoài người ta nhìn vào, con chiên này có gì đâu, chính tôi này, này bỏ Chúa hơn 10 năm rồi, quay trở lại cùng Chúa rồi, thì khi Chúa ban ơn cho tôi, thì họ nói về cái con người này bỏ Chúa hơn 10 năm, nó mới trở lại cùng Chúa, biết gì là pháp đâu, tại nó kiêu ngạo để mà quy lừa nó là pháp lại cho nó chứ, Chúa đã dùng nó, tụi này ở trong một thánh mười mấy năm rồi, cũng chẳng có được ơn, nó vừa quay lại có mấy tháng, thấy chưa, nó vẫn nhìn mình là có đốm, có rằn, có sọc theo cách của xa thể. Nó biết rằng tất cả các đốm có sạch đó đều làm sạch bởi huyết của Chúa Jesus rồi. Và bây giờ tôi, nhưng mà Chúa là con chiên được sạch sẽ. Dù xác thịt của tôi, hồ sơ của tôi trong quá khứ nó là có đốm, có rằn, có sạch, rằn rỡ như ngựa hoang á. Nhưng mà bây giờ trong tâm linh tôi nó không có đốm, có rằn, có sạch, mà chính tôi để giảng ra để cho người ta có đốm, có rằn, có sạch thật ở trong cuộc đời của họ, là luôn luôn nhận biết luật pháp của Chúa là tốt lành. Chúng ta vừa nói về văn tự thì con chiên nào có rằn, có đốm, có sọc lăng lổ ở bên ngoài đó không có giá trị. Nhưng mà cho theo lời thật thì hết thảy là người đều đã phạm tội, thiếu một sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và như vậy người ta sẽ chết bởi tội lỗi mình. Nhưng mà Đức Trời đã ban giá công chuộc cho loài người, đó là ngày ban luật pháp cho loài người, hầu cho người nào tiếp nhận, vâng giữ và làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời thì nhờ quyền phép của luật pháp mà người được thuần phục đó và tuân theo đó được sạch tội lỗi và được sự cứu chuộc. Thì khi Chúa Giêsu đến, người Pha-si nói người này không phải là tiên tri đâu, vì tiên tri không vào nhà của kẻ có tội. Chúa Giêsu biết ý tưởng họ rồi. Chúa nói như là, ấy chẳng phải người khỏe cần thì thuốc đâu, nhưng người có bệnh. Ta đến đây không phải để cứu con người mình, ta đến cứu có kẻ có tội. Cách của Đức Trời nhìn khác, chúng ta nhìn được công việc của Chúa ở đây. Đó là tại sao chúng ta biết đấy. Tại sao Gia-cốp đến nhà La-ban, mà La-ban là người móc về Đức Thánh Linh, và Gia-cốp là người móc về Chúa Giêsu, mà ông đang chăn chiếc của La-ban. Mà nếu là chiên của La-ban, tức là chiên của Đức Thánh Linh, mà Đức Thánh là Đức Chúa Trời thì phải thánh khiết chứ. Mà tại sao lại sân có đốm có sọc được? Tôi hiểu mục sư giảng kỳ gì lạ vậy? Tại anh không nhìn Chúa Giêsu phán sao? Chúa có nói là ta sẽ giải mọi người điều lạ nữa lớn hơn thế này nữa. Chúa nói thế là gì? Ta là bánh từ trên để xuống. Hay à, ăn thịt ta uống hết ta thì được giữ đời. Thế bà giảng kỳ cục, mẹ chúng ta ăn thịt ngài uống hết ngài sao? Nhưng điều tôi giảng đây đâu phải là lạ. Chúa giảng lạ hơn, phải không nào? Bởi vì tất cả sự lạ đó là thuộc về sự thật. Có điều chúng ta nhìn bình thường bên ngoài đó là sự sẽ qua đi, không phải là cái thật. Cái thật là chất lượng ở bên trong cái điều ta đang nhìn thấy. Như vậy, dù tôi thể xác thịt của người ta đã từng là tội nhân, vì tôi nói là người đã phạm trong xác thịt đó, nhưng nhờ quyền phép của luật pháp của Đức Chúa Trời mà ngay được tha thứ tội lỗi mình. Mà sự nói về chiên có rằn, có đốm, có sọc bị loang lổ, bị cháy nắng đó, qua chức vụ chăn bầy chiên của Gia-cốp mà cái chiên đó có. Qua chức vụ của Gia-cốp chăn mà có. Chúng ta nên nhớ rằng Gia-cốp chăn bầy chiên của La-ban, nhưng mà chính Đức Giê-hô-va ở cùng với Gia-cốp và tỏ cho Gia-cốp biết cái chiêm bao phải làm sao để chiên có rằn, có đốm và có sọc. Nên nhớ điều này, Chúa ở cùng và Gia-cốp được chọn là người chăn chiên. Để thông qua cái bề chiên này mà có một dòng dõi đông như cát bờ biển không thể đến được. Đó là điều Chúa muốn. Cái chính là nhiều quyền phép của luật pháp mà người ta nhận biết mình là tội nhân. Và chính môi miệng của những người đó tôn cao luật pháp đôi trời. Chúng ta nên nhớ rằng miệng chúng ta nói ra, tức là chúng ta mặc cho mình cái áo tri thức, đúng không nào? Thông qua môi miệng của một người là giáo sư, người ta không biết người đó là giáo sư, dù người ta không mặc chiếc áo đề là tôi là giáo sư, nhưng mà qua môi miệng của nó đứng giảng trên bục, người ta biết người đó là giáo sư. Người ta đang mặc cho mình sự không hòa thông sáng của người ta bày tỏ ra, mà chúng ta biết trình độ của người đó, cái áo trình độ. Thì cũng có thể như vậy, nếu người chăn chiên thật thì môi miệng của người đó sẽ nói ra những điều thuộc về luật pháp, mà luật pháp chỉ chúng ta biết tội lỗi, đúng chưa? Vậy thì Gia-cốp chăn bể chiên, lên khi bể chiên đến uống nước thì ông nhìn thấy bể chiên đến uống nước rồi, ông bắt đầu để trong cái máng nước đó những cái vỏ bạch dương, bồ đào, bá tiên lột sẵn rồi, để cho nó, để con chiên đến đấy, nó uống nước nó sẽ nhìn thấy, nó nhìn thấy. Đó là bóng của công việc là trong cái bài giảng của người chăn bài chiên của Đức Chúa Trời. Họ sẽ để trong bài giảng này là nước và bánh đây đó là thật của lời Đức Chúa Trời. Con chiên nó nhìn thấy, nó bắt đầu cua mang trong lòng, nó thèm muốn nó. Tất cả chúng ta được kinh nghiệm vào này. Các chị đi chợ, các chị phải nhìn thấy bơ rau, nhìn con cá,
và qua kinh nghiệm của mình bắt đầu mới hiểu giá trị của nó mà mua, đúng không nào? Các chàng trai con gái cũng vậy, qua sự nhìn mà biết của nó, ưng ý mình hình ảnh ra sao, rồi ta nghe ưng ý cái lời đó đó và người ta mới yêu với nhau, ta đến với nhau. Thì trong bài giảng của tôi tới Chúa cũng vậy, trong đó phải có luật pháp của trời và có thật ở trong đó. Bây giờ con chiên sẽ nghe được, đức tin nó được tăng trưởng rồi, nó bắt đầu mơ ước, nó bắt đầu quyết định noi theo luật pháp của trời để nó được sự sống lại và sống đời. Bây giờ con chiên đó bắt đầu yêu mến luật pháp của trời và nó xưng tội được ra. Nó phải làm chứng. Chúng ta xem lời Chúa chép gì điều này. Rồi ba đoạn 10 câu 1 đến câu 15 chép: Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi là lời tôi vì dân Israel cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời. Ấy là cho họ được cứu, vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng xuất sáng về Đức Chúa Trời. Nhưng lòng xuất sáng đó không phải theo trí khôn, bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời, và vì tìm cách lập sự công bình riêng của mình nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình, và Môi-se luận sự công bình đến bởi luật pháp cách này: hễ ai làm theo điều đó thì sẽ nhờ đó mà sống. Nhưng sự công bình đến bởi đức tin thì nói như vậy: chớ nói trong lòng ngươi rằng ai sẽ lên trời, ấy là đem Đấng Christ xuống, hay là ai sẽ xuống vực sâu, ấy là đem Đấng Christ từ trong kẻ chết lại lên. Nhưng nói làm sao đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi, ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Và cái thánh nói rằng, kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Giu-đa và người Gơ-rét không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu làm sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu ai chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng được ai được sai đi thì nó đáng thế nào? Như có chắc rằng, nhưng bàn chân kẻ giao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Nên nhớ là thư của Phaolô gửi cho thánh Roma không phải là nhiều lá. Bức thư rất là dài, vì dài lên chia từng đoạn, không thể cắt bỏ được. Chúa Giêsu đã dạy các môn đồ Chúa giảng cho muôn dân và dạy họ giữ tất cả mọi điều mà ta đã phán dạy các ngươi. Ngài phán dạy gì? Gì giữ mà lấy điều răn và luật pháp của Đức Trời. Như chính ta đã vâng giữ các mệnh lệnh các điều răn của Đức Trời và cho sự yêu thương Ngài. Nhờ đó mà Ngài cứu. Hãy hỏi người ta, quyền pháp nào khiến Chúa Giêsu sống lại từ trong sự chết? Quyền pháp nào? Được thánh linh, đúng không? Ngài có thể vị Chúa Giêsu không? Không. Bởi vì Chúa Giêsu có vâng giữ các mệnh lệnh các điều răn của Đức Trời, và Chúa Giêsu phán rằng các ngươi phải biết ta ở trong Cha, Cha ở trong ta. Lời Đức Trời là thánh linh và sự sống, vì ta vâng giữ các mệnh lệnh của Đức Cha ở trong ta, và đó tất cả mọi mệnh lệnh điều răn của trời đều ở trong Ngài, và chính điều đó khiến Ngài không phạm tội. Satan không thể thắng được Ngài, không thể chiếm hữu được thân thể của Ngài vì Ngài không phạm tội. Dù ta có đóng đi Ngài trên thập giá thì Ngài vẫn cứ sống lại đến kỳ đại đình. Vì Ngài không phạm tội. Vậy chính quyền phép của Đức Chúa Trời mà chính Đức Chúa Trời đã phán là người nào làm theo thì sẽ nhờ nó mà được sống. Ngày hôm nay thế gian đang rất là ngạc nhiên về các xác ướp của Ai Cập mấy ngàn năm rồi vẫn còn y nguyên như còn sống vậy. Điều gì đã ướp ở trong xác của người đó? Đó là cái bí mật. Điều gì khiến Chúa sống lại? Không bí mật. Lời của trời. Chính lời của trời ở trong ta khiến ta không chết. Chúng nói về xác thịt, nói về tâm linh. Chính luật pháp của trời là thánh khiết và công bình. Khi vào chúng ta sẽ đẩy toàn bộ sự tội lỗi ra khỏi chúng ta và bảo vệ cho chúng ta được sự sống lại và sự sống đời đời. Người ta nói, thế ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu. Họ không để ý chữ danh. Danh Chúa Giêsu được gọi là lời Đức Chúa Trời. Danh là uy quyền bổn tánh sẽ biểu hiện sự tôn trọng của lời Đức Chúa Trời. Tin có nghĩa là tôi đồng ý, tôi chấp nhận, tôi vâng phục, tôi kết bạn với, tôi làm theo. Tin hành động tiếp diễn không phải là danh từ mà là động từ tiếp diễn. Tin là hành động mà đến tin đến bởi sự người ta nghe. Vì nói danh Chúa Giêsu là nói toàn bộ lời Đức Chúa Trời, người ta chỉ nói đến một mình Chúa Giêsu thôi và con người Chúa. Vậy chúng ta có ăn thịt Chúa chưa? Cù nguyên Chúa chưa? Nhà thờ đâu có ăn, con đường này đâu ăn được, con đường này đâu uống được, vì đó là bóng cho lá thật. Tôi là Chúa xuống đó là hãy đến cùng ta, ăn thịt ta, uống với ta, ta là bánh từ trên trời xuống. Nhưng mà thực tế không có người nào, kể cả các môn đồ Chúa ăn thịt Ngài trong xác thịt. Không, Chúa nói về thần linh sự sống, luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhà thờ không dám trả lời, không trả đi. Hết thầy một sự được chép trong sách Sáng Thế Ký là sự do chính Đức Chúa tỏ cho Môi-se chép xuống theo mệnh lệnh của Ngài là đã có quý báu, là nền bền vững trải muôn đời, là tiêu chuẩn thánh cho loài người phải nhận biết và tuân theo.
Vì lời của Đức Chúa Trời là sự sống lại và sự sống đời đời cho người nào tiếp nhận, vâng giữ và tuân theo. Vì lời của Đức Chúa Trời là dấu ước bền vững của Đức Chúa Trời dành cho người nào tin cậy và làm theo luật pháp của Ngài. Người ta hỏi, thưa mục sư, làm thế nào để biết rằng người đó giữ dấu ước của Đức Chúa Trời? Dấu ước của Đức Chúa Trời là lời Chúa phán ra là dấu ước. Đức Chúa Trời đã phán rằng ý tưởng của Ngài không phải ý tưởng chúng ta. Đường lối của chúng ta phải đường lối của Đức Chúa Trời. Vì cái thần trời cao hơn đất bao nhiêu thì ý tưởng của Ngài cao hơn ý tưởng chúng ta bao nhiêu. Chúa phán là tận như mưa và tuyết từ trời xuống để đường nhân đất đai, để cho sanh ra một cái nụ, để có giống cho kẻ gieo có bánh cho kẻ ăn, thì lớn của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta chẳng trở về luống nhưng Kinh Thánh chép là nó sẽ trở lại. Trở lại làm gì? Để đem với kẻ phu tù trở về với Ngài. Chúa ban lời Ngài xuống để cứu kẻ có tội, để đem kẻ có tội trở về làm thánh đồ của Đức Trời trên thiên đàng. Đó là sự bầu nhiệm. Lời Chúa ban xuống để cứu chúng ta, không phải để chúng ta làm thủ tục tôn giáo. Chúng ta phải tin vào luật pháp Đức Chúa Trời để tất cả mọi đồn lũy ở trên thế giới này phải bị phá hủy. Của lực ba quỷ là kẻ phạm tội, nó chỉ ẩn náu được ở trên thân thể xác thịt phạm tội mà thôi, ở trên con vật bị rùa xả mà thôi. Khi ta được chuộc lại, đất đai chúng ta được chuộc lại, con vật chúng ta được chuộc lại, sao chúng ta được chuộc lại, không thì phải ra hết tất cả điều đó. Đó là luật, luật pháp của Chúa ban cho chúng ta là như vậy. Vậy thì nếu ta giữ luật pháp, tức là cho sự giữ đạo ước của Đức Chúa Trời. Nếu người nào giữ luật pháp của Đức Chúa Trời, có giữ luật Trời thì phép lạ ở trên người đó, phước hạnh trên người đó. Trong Giê-rê-mi này bày nói thì cái trồng bên dòng nước là không tàn héo, mọi mùa đều có trái cả. Đó là lời Đức Chúa Trời ở trên người nào vừa giữ luật pháp của Đức Chúa Trời. Đó là giáo ước. Từ mỗi người sẽ không thể nhận biết ý nghĩa của lời Đức Chúa Trời đâu. Cứ như mọi con chiên không thể nhận biết được con đường dẫn đến nơi đồng cỏ xanh tươi, nó chỉ thất làm sao biết được. Nên người chăn chiên phải đi thật xa để nhìn, phải có sự biết để biết được đâu là cánh đồng an toàn, chung quanh đó có muông sói không, có núi cao có đại bàng đỡ đến bắt chiên đi không. Phải nhìn chung quanh đến mà đi cho. Nó phải nhìn tất cả mọi vật đến đưa về chiên đi. Thì trong thuộc linh như vậy, từ người sáng thế này không biết chiên có nhu cầu gì, không biết. Đức Thánh Linh biết về chiên của Ngài. Và Ngài bày tỏ lẽ thật cho người chăn chiên đó. Chính Ngài chăn chiên của Ngài thông qua các tôi tớ của Ngài, qua các bài giảng này mà con chiên thuộc linh đó biết con đường nó phải đi, việc nó phải làm, lời nó phải nói. Tự chiên không biết. Quý vị không tự biết được. Quý vị phải đi làm tất cả mọi sự đó. Chúa đặt riêng một người chăn bày đó và Chúa biết tất cả mọi nhu cầu của mọi người. Và khi tôi tớ Chúa giảng, chính thiên đình của Chúa bắt đầu đặt lời của Ngài vào trong lòng của dân sự Chúa. Ngài biết rõ tư tưởng, lòng, cái trường hợp của dân sự Chúa, tình trạng thuộc linh của dân sự Chúa, chính Ngài lo liệu tất cả mọi sự đó. Từ trời phân phối các mùa cho cả thế gian này, Ngài không tê vị. Đó tại sao mà trái đất quay liên tục? Từ khi được sinh ra giờ nó quay liên tục rất là đều. Nó quay nghiêng lên nghiêng xuống các mùa, rồi quay xung quanh mình nó, quay xung quanh mặt trời. Tức là Ngài phân phối ánh sáng đều cho tất cả muôn dân trên đất này trong cùng một ngày. Ngài phân phối ánh nắng, rồi bắt đầu Ngài phân phối mưa, do chính Ngài. Ngài đang làm, Ngài khiến nước bay hơi lên rồi, Ngài khiến nó vận chuyển quanh đất này. Chúng ta, nhưng ta không biết oxy được tạo ra thế nào. Và chúng ta không biết được trong của chúng ta có cần rất nhiều thứ ngoài oxy. Có các ion âm và ion dương nó tạo ra thế nào, phân thế nào, chúng ta không biết. Ở trên bầu trời có rất nhiều đám mây kỳ lạ. Tôi muốn xem một đoạn video của một người duy nhất trên đất này là phi công. Máy bay của người ta bay vào cái đám mây, mang bay là mây điện tử. Nó là một cơn bão mây mà khi bắt đầu vừa chạm đến đám mây thì máy bay của người ta bị hỏng. Từ trên độ cao trên 10 cây số, anh phải nhảy dù ra. Anh mới dù anh rơi đúng đám mây đó và anh ở trong đám mây đó hơn 30 phút. Nó bay hút người ta lên để bay người ta xuống, quật anh ta ở trong đám mây đó. Anh ta bị đóng băng ở trong đó khoảng hơn 50 độ âm. Sấm sét liên tục nổ ở trong đám mây đó. Chúa đang tạo điện tử ở trong đám mây đó để phóng ra xung quanh. Các điện tử được phóng ra các vùng chết bắn phá ở trong đám mây đó. Anh ta lọt ở giữa cái đám, anh nhìn thấy, anh không làm gì được. Mắt nhìn thấy, mà không có luồng sét là phóng anh ta. Anh nhìn thấy rõ ràng rồi, hút anh ta lên, quay anh ta xuống, quật bên này, quật bên kia. Hơn 30 phút từ trên hơn 10 km rơi xuống đất này mà không bị chết đuối ở trong đám mây đó, mưa ở trong đó. Đám mây cực kỳ lớn, sống chết ở trong đó. Chúa đang tạo ra điện tử ở trong đó. Thì nó tan rồi nó đi đâu? Gió thổi vào các nơi trong trên đất giải ra. Chúng ta cần có điện tử. Các đám mây đều có điện tử hết. Chúng ta sống có điện âm và điện dương trong chúng ta. Chúa làm điều đó ở trên độ cao lớn như vậy đó. Mà cái người phi công này rơi và anh ta kinh nghiệm được. Sống sót duy nhất. Và nếu hôm đó mà sẽ đánh mà anh ta rồi anh tiêu rồi. Hoặc là mưa đá sẽ giặt cái dù anh ta lại cũng ta chết luôn. Mà khi ta xuống hạ cánh được, rơi vào cái cây, cuối cùng anh thoát chết. Duy nhất trên trái đất này, anh thấy được cái cảnh tượng đặc biệt đó. Chúa ta cực kỳ hoàn hảo. Nên ta phải biết ơn Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta thế nào. Nên ta
chỉ có thông qua luật pháp Vương Trời để là sạch tội chúng ta rồi. Bây giờ tâm linh này mới được tự do đến gần Chúa được. Bây giờ ta mới thấy được Chúa tốt lành. Còn nếu không, chúng ta vẫn không biết Chúa tốt lành và ma quỷ vẫn lừa người ta rằng: ô, Chúa làm sao vậy? Ngài không thương tôi sao? Tại sao thằng kia được giàu mà tôi không được giàu? Cái ác vẫn làm thịnh vượng luôn luôn, chẳng biết bị tai họa gì cả. Đó là công việc của Đức Chúa Trời. Kể thế cho là có kẻ là công việc của Chúa rất tài giỏi, cuối cùng để của cái mình cho kẻ không làm mà hưởng. Đó là công việc của Đức Chúa Trời. Vì Đức Trời yêu thương loài người nên Ngài đã ban luật pháp thánh kết và công bình không bao giờ thay đổi cho loài người, mà trước hết là cho dân Israel, để dân Israel sẽ nhờ quyền phép của luật pháp mà Đức Trời ban cho đó mà được trở nên một dân thánh, một nước thầy tế lễ cho Ngài. Nhưng mà những người chiếm giữ chức vụ chăn bầy chiên mà thầy tế lễ, tiên tri, thầy đồng giáo trong Israel đó là bóng đó, là chiếm giữ cái bầy chiên này, họ đã không tôn trọng luật pháp Đức Chúa Trời vì họ không để ý đến công việc của tay Đức Chúa Trời. Họ chỉ nghĩ rằng tôi chiếm được chức vụ này là tôi có bánh ăn. Bởi vì dân sẽ có rất nhiều của lễ, lễ các mùa, rồi các của lễ chuộc tội, rồi lễ này cái kia nhiều lắm. Mỗi lễ như vậy, dân trong thành đông bao nhiêu thì họ càng được ăn no bấy nhiêu. Và đó thì họ làm thủ tục của tôn giáo để mà được hưởng cái phước của xa kỳ. Ngày nay cũng vậy, thưa quý vị ơi. Đi gì xảy ra cho y sang trong quá khứ hiện nay ở trên thế gian này rất là nhiều. Tôi không ganh tị với họ bởi vì họ quá giàu. Mà tôi buồn bực với họ, họ quá nghèo về luật pháp của Đức Chúa Trời. Họ quá nghèo, bày giải họ quá nghèo đối với luật pháp của Đức Chúa Trời. Họ cần cái dòng có của bóng thiên đàng để cho bầy chiên. Nhưng lần này họ bày tỏ phép lạ để chiên nhân dân cho họ càng ngày càng đông. Càng ngày người ta tò mò đến để xem bao lạ thì phải dân yên. Ông càng nhiều bao nhiêu thì bày giải càng ngắn đi bấy nhiêu. Đức Chúa yêu thương chúng ta lên ban luật pháp cả cho chúng ta. Mà thông qua người trang bày này mà chiên trở nên có ràn, có đốm, có sọc. Tức là thông qua người chăn này mà nó bề chiên của Đức Chúa Trời. Cả thế gian này là loài người, là chiên đồ của Chúa, nhưng bị bán cho tội lỗi rồi. Bây giờ phải thông qua những người chăn chiên của Chúa chỉ định đó, mà cái chiên đó nhận biết luật pháp của Đức Chúa Trời. Mà chiên có đốm, có ràn, có sọc đó, tức là con chiên nó nhận biết luật pháp của trời đó. Đó điều Chúa muốn, đó điều Chúa khao khát những người chăn đó nhận biết tình cảnh của bề chiên, mà chăn chiên sao cho chiên có đốm, có rằn, có sọc để họ được dâng cho Đức Chúa Trời trong thuộc linh. Đó điều Chúa muốn. Nhưng mà những kẻ chăn chống Israel đã không làm điều này, liền Đức Chúa Trời ghen tương. Chúa ghen, Chúa đang làm công việc ngày sau đó này. Chúng ta xem lời Chúa chép này. Ê-xê-chiên đoạn 34 câu 1 đến câu 5 chép: có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch cùng những kẻ chăn của Israel. Hãy nói tiên tri và bảo những kẻ chăn ấy rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy, khốn nạn cho kẻ chăn của Israel là kẻ chỉ nuôi mình. Há chẳng phải những kẻ chăn nên cho bầy chiên ăn sao? Các ngươi ăn mỡ, mặc lông chiên, giết con chiên mập mà các ngươi không cho bầy chiên ăn. Các ngươi chẳng là cho những con chiên mắc bệnh nên mạnh, chẳng chữa lành những con đau, chẳng đi thuốc những con bị thương, chẳng đem những con bị đuổi về, chẳng tìm những con bị lạc mất. Sao mọi người lại lấy sự độc dữ gây gắt mà cai trị chúng nó? Vì không có kẻ chăn thì chúng nó tan lạc, đã tan lạc thì chúng nó trở nên làm mồi cho thảy loài thú ngoài đồng. Nhưng chiên ta đi lạc trên mọi núi và mọi đồi cao, nhưng chiên ta tan tác trên cả mặt đất, chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm. Vậy nên hỡi kẻ chăn, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán rằng: thật như ta hằng sống, vì tại không có kẻ chăn nên những chiên ta đã làm mồi và đã trở nên đồ ăn cho một loài thú ngoài đồng. Nhưng kẻ chăn của ta cũng không tìm kiếm chiên ta, nhưng chúng nó chỉ nuôi mình mà không chăn nuôi chiên ta. Vì cái đó, hỡi kẻ chăn, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: này, ta nghịch cùng những kẻ chăn đó, ta sẽ đòi lại chiên của ta nơi tay chúng nó. Ta không để cho chúng nó chăn chiên của ta nữa, và chúng nó cũng không thể tự chăn nuôi lấy mình nữa. Nhưng ta sẽ móc chiên ta ra khỏi miệng chúng nó, hầu cho chiên ta không làm đồ ăn cho chúng nó. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: này, chính ta, tức là ta, sẽ kiếm chiên ta. Ta sẽ tìm nó ra, ví như kẻ chăn tìm bầy mình ra trong ngày mà nó ở giữa những chiên mình bị tan lạc, thì ta cũng sẽ tìm chiên ta ra như vậy. Ta sẽ cứu chúng nó ra khỏi mọi nơi mà chúng nó đã bị tan lạc trong ngày mây mù tăm tối. Ta sẽ đem chúng nó ra khỏi giữa các dân, ta sẽ nhóm chúng nó lại từ các nước và đem chúng nó về trong đất riêng của chúng nó. Ta sẽ chăn chúng nó trên các núi của Israel kề khe nước và trong mọi nơi có dân cư trong nước. Ta sẽ chăn chúng nó chân đồng cỏ tốt và chuồng chúng nó sẽ ở trên các núi nơi đất cao của Israel. Ở đó, chúng nó sẽ nghỉ trong chuồng tử tế và ăn cỏ trong đồng cỏ màu mỡ
tức là trên các núi của Israel, ấy chính ta sẽ chăn chiên ta và cho chúng nó nằm nghỉ. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chúa phán cho đến ngày mây mù tăm tối. Chính Chúa biết cái thời kỳ cực kỳ khó khăn, tối tăm vô cùng. Nhưng bây giờ chúng ta thấy Kinh Thánh đã chép qua tiên tri Ô-sê. Sau 2 ngày, ngày khiến ta tỉnh dậy và chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài. Trong ngày thứ 3, ngày chúng ta ngày khiến ta đứng trước mặt Ngài và chúng ta sẽ biết Ngài nếu ta tiếp tục noi theo để nhận biết được dựa vào. Chúng ta đã sau 2 ngày rồi, chúng ta đã trong ngày thứ 3. Nhưng mà ngày hôm chúng ta thấy đang ở trong ngày mây mù tăm tối. Mây mù tăm tối tức là những đám đông mặc áo đen, mặc áo của tử thần. Phần thứ hai chúng ta học ngày hôm nay, những chiên đó mặc áo tử thần. Thế gian hôm nay đang mặc áo tử thần, là áo chết đấy, mặc áo của sự khâm niệm, tức là mặc áo của kẻ tội nhân, nhuốm đầy tội lỗi. Chúng ta từ tiên tri cho thể tế đều xoàng ba, say vì nhiều mạnh luôn. Giê-hô-va trời đã sai con một ngày là đưa Chúa Jesus Christ đến thế gian này để làm giá cứu chuộc, và chính Chúa Jesus Christ đã tỏ chính Ngài là người chăn hiền lành. Và hết thảy những người nào đã được Giê-hô-va trời chọn và chỉ định vào chức vụ chăn bầy chiên của Ngài và giao họ cho Chúa Jesus Christ sẽ được Đức Chúa Jesus bảo lãnh cho, và trong danh của Ngài mà những người chăn đó làm công việc như Ngài đã làm. Chúa cho ta thấy cái bằng chứng về lời của Đức Trời, ai là người Chúa chỉ định. Người nào tin Chúa sẽ làm những việc Chúa đã làm, mà việc Chúa làm là luôn luôn tôn cao danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, và luôn luôn tôn cao luật pháp Đức Chúa Trời và dẫn họ đến sự an nan, dẫn họ đến sự thuần phục luật pháp Đức Chúa Trời. Giang đoạn 21 câu 15 đến 17 chép: khen rồi Đức Chúa Giêsu phán cùng Simon Phêrô rằng: ơ Simon con Giô-na, người yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phêrô thưa rằng: lạy Chúa, phải. Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy chăn những chiên con ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: hỡi Simon con Giô-na, người yêu ta chăng? Phêrô thưa rằng: lạy Chúa, phải. Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy chăn chiên ta. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: hỡi Simon con Giô-na, người yêu ta chăng? Phêrô buồn rầu vì Ngài phán của mình đến 3 lần: người yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng: lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc. Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy chăn chiên ta. Ở đây Phêrô cảm thấy buồn bực vì Ngài không tin tôi sao? Tôi đi cùng Chúa hơn 3 năm nay, Chúa biết tôi mà, Chúa hỏi đến 3 lần. Phêrô không hiểu ý của Chúa. Ngày nay nhiều người dùng bài giảng này không đúng. Chúa như mày thêm 3 lần. Cứ như khi xưa Giê-hô-va mỗi lần cái ban luật pháp, Ngài nói: ta là Giê-hô-va chỉ của người. Và sau khi phán rồi, ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các người. Chúa nhấn mạnh người ta đến sự nghiêm trọng không được phép thay đổi. Ngài không tin chúng ta. Sâu sắc như này, Ngài chỉ tin duy nhất vào lời của Chúa được phép rồi. Nếu chúng ta vâng giữ lời của Đức Chúa Trời thì chắc chắn người đó sẽ được cứu. Chứ không phải là vì có người nói hứa mà được cứu đâu. Ta lấy quyền năng nào mà hứa cho làm được? Không có người nào giữ được lời hứa của mình ngoài Chúa Jesus Christ con của Đức Chúa Trời. Vì Ngài là con Đức Chúa Trời, Ngài là thánh khiết, Ngài nhờ thánh linh của Chúa ở trên Ngài thì Ngài có thể làm được công việc này. Chúng ta lấy gì mà hứa? Bao nhiêu người là hứa là không thành công. Cha sẵn sàng giải ngay, chúng ta là xác thịt hay chết làm sao hứa được. Tư tưởng chúng ta là bụi đất bà ra, không có giá trị. Chỉ có lời của Chúa giá trị mà thôi, nên chúng ta phải hiểu rõ lời Chúa này. Chúa sẽ phán với chúng ta: hãy chăn chiên con này. Lời tư tưởng là: hãy phán chăn chiên ta. 3 lần Chúa nhắc lại: hãy chăn chiên ta. Điều đó có nghĩa là chức vụ của Phêrô là: nếu yêu Chúa, hãy chăn chiên của Chúa. Như chính Chúa đã đến và chăn họ vậy. Chứ chiên con được chép ở trong câu 15 chúng ta vừa đọc đó là chữ lamb. Trong tiếng Hy Lạp nghĩa chữ aion số 721 ra từ chữ aren số 704. Và chữ asen số 730 của tiếng Hy Lạp có nghĩa là con cừu non, chiên con được còn non. Để nâng cao lên, để nâng đỡ, để xây dựng, để được nâng cao phẩm giá, để làm cho phấn chấn, để được đưa lên cao, để được mang theo. Trong chữ chiên con này có hai nghĩa thuộc thế là chiên con, chiên được con, chưa thiến. Nhưng mà cái sự quan trọng của nó là nhiệm vụ của chúng ta là đó là con người phải được nâng cao lên. Cái giá trị của tân người đó phải được nâng cao lên để nâng đỡ, để xây dựng, để nâng cao phẩm giá, để làm cho phấn chấn, để được đưa lên cao, để được mang theo. Chiên được chưa thiến, tức là những người yêu mến Chúa chủ các bị lòng. Nó có quyền tăng trưởng. Ở trong cái thánh cho thấy biết là khi hiểu thánh của Chúa kêu bên ra là Chúa bằng lệnh cho tất cả các thiên sứ dừng lại. Mọi vật trên đời dường như im lặng để Chúa đối cho 144.000 người chưa hề đến gần đàn bà. Chưa thiến đây không phải là về tình dục mà chưa phạm tội vẫn còn trình tiên, ta không phạm tội. Nên kẻ yêu mới là pháp tư trời. Đó là những người được gọi là chiên con của Đức Chúa Giêsu Christ. Còn chữ chiên được chép ở cuối phần câu 16-17 trên là chữ probaton số 4263 của tiếng Hy Lạp có nghĩa là chiên hoặc là
có người chăn hay là trên không có người chăn? Một câu hỏi mà hết thảy những người muốn được làm người hầu việc Chúa Jesus Christ phải trả lời, đó là: chúng ta lấy tiêu chuẩn nào để chăn bề chiên của Đức Trời giao cho mình, hầu cho những chiên đó xứng đáng được Diêu Văn Trời tiếp nhận như Ngài là tiếp nhận của lễ của A bên khi xưa? Tôi hỏi chùa thế nào không trả lời được. Năm 2001 tôi sang bên Michigan, tôi giảng hội thánh Baptist của người Mỹ, hội thánh đó có tiếng mới. Tôi nói là chúng ta lấy tiêu chuẩn nào để gọi mình là hội thánh Baptist? Chúng ta lấy tiêu chuẩn nào để gây dựng hội thánh của mình để chính xác rằng đây là hội thánh thật của Đức Chúa Jesus Christ, không phải bởi cái tên mình đặt mình hệ nào? Tiêu chuẩn nào? Không ai trả lời được. Mục sư cũng đứng luôn, chẳng bao giờ người ta nghĩ đến một điều: chúng ta có tiêu chuẩn nào để đạt không? Không. Kinh thánh là đường đi, kinh thánh là luật pháp dẫn ta đến Đấng Christ. Vậy thì chính Chúa Jesus đã phán rằng ta sẽ lập thánh ta trên đá này. Như vậy trong luật pháp của Đức Trời đã có tiêu chuẩn để lập hội thánh rồi. Chúng ta phải nhìn vào hỏi Chúa chứ, nếu quả thật chúng ta là hội thánh của Đấng Christ, chính Thánh Linh sẽ bày tỏ ta phải làm tiêu chuẩn nào, phải có những cái gì, điều gì đã xảy ra cho Israel. Chúa hội thánh đầu tiên được chép không phải là ở trong tân ước, mà là hội thánh dẫn Israel là hội thánh của Đức Chúa Trời. Kinh thánh chép trong đó các quan cai 100 người, 500 người, 1000 người, các trưởng lão, có người Lê-vi, có thầy giáo, có thầy tế lễ, có chức vụ rõ ràng. Người ta không đọc. Và bây giờ tôi giảng sách Gia-ca ra, họ giật mình. Sau đó ăn năn và cảm ơn Chúa. Quả đúng như anh đã nói này, thì chia sẻ đó như là Chúa dùng mối lạ nơi khác giảng cho dân này, đúng thật. Chúng tôi là người Mỹ, chúng tôi từng tự hào chúng tôi phải đi giảng cho mọi nơi khác. Nhưng mà cuối cùng hôm nay chúng tôi xấu hổ vì anh đã dùng lời của người Mỹ, dù anh nói rất khó khăn, chúng tôi rất khó hiểu, nhưng mà chúng tôi cố gắng nghe được. Chúa dùng anh để bôi lạ nơi khác mà khiến tôi phải ăn năn. Hơn một năm sau tôi sang, họ thay đổi, Chú động đến họ, bắt đầu họ ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu tiếng Hebrew và họ đặt các tài liệu của tiếng Hebrew và kinh thánh của tiếng Hebrew, bắt đầu họ suy gẫm. Cảm ơn Chúa điều đó. Chúng ta vừa trở lại cái câu hỏi chúng ta bảo vậy. Chúng ta lấy tiêu chuẩn nào để chăn bầy chiên của Đức Chúa Trời giao cho mình, hầu cho những chiên đó xứng đáng được Diêu Ba Trời tiếp nhận như Ngài đã nhận của lễ của bên kỳ sườn. Khi Chúa Giêsu phán với Phi-e-rơ, tức là Ngài phán với hết thảy những người đã chỉ định và chức vụ chăn bầy chiên của Ngài rằng hãy chăn những chiên con ta, bởi cái chiên vừa giật chết, feed my lamb, chăn những chiên con của ta. Cái chữ chăn được Chúa Giêsu đã phán đó trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là chăn bầy súc vật nơi đồng cỏ, cho súc vật ăn cỏ hoặc tươi hoặc khô, chăn giữ bầy súc vật, canh giữ bầy súc vật. Đây là nguyên tắc chăn. Chăn ở đâu? Chăn bầy súc vật nơi đồng cỏ. Kinh thánh là đồng cỏ, đừng chăn bên ngoài, không có dùng đạo bên ngoài vào, đừng dùng xác thịt, mà đúng lời Đức Trời đến đồng cỏ xanh tươi mới được bình tĩnh đó. Luật pháp như thầy giáo dân ta đến Đấng Christ, Đấng Christ là Đấng cứu chuộc chúng ta. Như vậy nếu ta không dạy cho sự Chúa biết luật pháp của Đức Trời thì làm sao người ta đến với Đấng Christ để cứu chuộc được? Người ta tưởng rằng tôi cũng kêu danh Chúa là tôi được cứu sao? Không, không hiểu cái điều đó. Kêu cầu là công bố, call upon the name, tức là tôi công bố lời trên danh nghĩa của Chúa Giêsu, lời đó là làm chứng Diêu Ba Trời là Đấng cứu chuộc. Canh giữ bảy súc vật, canh giữ bằng cái gì? Bằng luật pháp Đức Chúa Trời. Chúng ta làm sao canh giữ được? Ngày hôm nay người ta bị giữ người ta bằng cách nào? Còn chip cái gì ở trong da thì Thụy Điển này đã làm công việc này, Bình Liêu Chức Lân làm công việc này. Và người ta canh giữ bằng cách nào? Ở trên người ta có những cái điện tử để khi ta đi đâu đó người ta biết đến đường tìm. Các phi công trên áo họ đều có cũng còn chip để khi họ thất lạc người ta trên trời cao biết con chip ở đâu, người đó phải lạc ở đâu. Khi nhảy dù ra rồi người ta tìm được con chip đó. Trên các cái ghế của máy bay đều có con chip đó. Khi rơi khỏi máy bay rồi nó còn phát điện, có bình điện để trong khoảng 3 ngày nó phát tín hiệu lên. Để mà bay đi tìm kiếm, nó phát hiện khí ghế ở chỗ nào mà tìm cái công dân. Chúng ta giảng lời Đức Trời vào lòng của dân thì Chúa. Nếu như ngọn đèn đi ra ở trong họ được thắp sáng lên, Đức Diêu Hà biết, chính Thánh Linh tìm được chiên Ngài ra. Chính Thánh Linh là Đấng biết chiên có lời Ngài không, và Ngài cứu người ta. Khi đang phạm tội, đi bằng thấy Adam nữa, Adam người đâu? Ngọn đèn của Ngài dưới đó đã tắt rồi, không nhìn thấy nữa. Nhưng người đi làm ra là bởi vì ra ngọn đèn đã tắt rồi, nhưng không nhìn thấy nữa. Cho nên cái này cũng không thấy đèn. Trong đêm của lễ vượt qua đầu tiên ra tại xứ Ê-tô, Chúa phán rằng trong đêm của lễ vượt qua đó, thì dù như trải qua khắp cái xứ đó, nhà nào mà không huyết trên con bên trên bảy cửa và con cửa đó, thì dù như sẽ vào giết con đầu lòng ở đó, từ người ta đến xuống vậy. Ngày nay cũng vậy, Ngài hăng cứu họ bởi vì họ từ chối sự sáng của Chúa rồi. Chính sự sáng của Chúa ở trong ta làm chứng chúng ta là con cái Đức Trời. Quý vị hiểu không nào? Không phải chúng ta trung tín như này mà được đâu. Chính là tâm linh mình, ngọn đèn chúng ta có thắp sáng hay không? Chúa biết vì tôi không thắp sáng, mà chính Thánh Linh thắp sáng lòng quý vị khi quý vị có lời của Đức Trời.
Tôi không chứng minh quý vị được. Chính quý vị phải chứng minh mình có việc tiếp nhận luật pháp của trời và Thánh Linh ở cùng quý vị. Chúng ta càng có nhiều chiêu bao bao nhiêu thì càng được lo cẩn thận cho mình bấy nhiêu. Tôi chiêu bao hàng ngày, Chúa uốn nắn tỉa sửa tôi, và đặc biệt là Chúa uốn nắn cho tôi biết điều gì đang xảy ra trong chi thể ở đây, tình trạng thuộc linh của bầy chiên. Và thông qua cái bài này mình hiểu, bởi chúng ta phải hiểu rằng tâm linh chúng ta phải được thắp sáng lại, và đó là công việc của người chăn chăn giữ bầy chiên, phải giảng lời Chúa cho họ, cảnh cáo họ, nhắc nhở họ, khuyên cáo họ, thậm chí cúi trách họ luôn, để còn để họ không bị tác, canh giữ họ bằng cách đó gián tiếp. Còn chính Thánh Linh trực tiếp nhìn biết con chiên đó và ngài cảnh cáo nó, dùng chiêm bao cảnh cáo nó, khuấy khỏa nó, nhưng nó dập tắt đi thì Chúa không làm việc nữa, nó hư đi. Nếu đồ ăn uống của chiên là đồng cỏ xanh tươi, là suối nước bình định, thì đồ ăn và đồ uống của loài người mà Dê và trời đã tạo lên theo hình tượng ngài đó là gì? Giang đoạn 6 câu 47 đến 63 chép: quả thật tôi nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Ta là bánh của sự sống. Tôi phụ các ngươi ăn mana trong đồng vắng rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn thì chẳng hề chết. Ta là bánh hàng sống từ trên trời xuống, nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng. Và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt ta. Bởi đó các người giữ ra cái lẽ với nhau mà rằng, lẽ là người này lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao? Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng họ rằng: quả thật tôi nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con Người cùng không uống huyết ngài thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống với ta thì được sự sống đời đời. Nơi ngày sau đó ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong người. Như Cha là đấng hằng sống đã sai ta đến, ta sống bởi Cha. Cũng một thể ấy, người nào ăn ta sẽ sống bởi ta. Vậy đây là bánh từ trên trời xuống, bánh đó chẳng phải như mana mà thực phụ của người đã ăn rồi cũng chết. Kẻ nào ăn bánh này sẽ sống đời đời. Đức Chúa Giêsu phán đến điều đó lúc dạy dỗ trong nhà hội tại thành Capernaum. Có nhiều môn đồ nghe ngài thì nói rằng lời này thật khó ai nghe được. Nhưng Đức Chúa Giêsu tự biết môn đồ làm bằng về việc đó, bèn phán rằng: điều đó xui các ngươi phất phàm sao? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi ngài vốn ở khi trước kỳ thể nào, ấy là Thần Linh làm cho sống, xác thịt chẳng ý chi. Nhưng lời ta phán của các ngươi đều là Thần Linh và sự sống. Chúa phán rất lạ lùng, nhưng mà bởi vì Chúa phán bằng tiếng Hebrew, mà Chúa đã nói bằng ngôn ngữ Hebrew, mà luật pháp của Môi-se đã chép xuống là bằng tiếng Hebrew, đã nói về ngài. Người ta không hiểu, Chúa có bắt bí họ không? Không, vì người ta đang tìm kiếm xem ai thuộc về lẽ thật, xem tâm linh nào còn nhớ đến Đức Chúa Trời, còn mong ngóng được nghe tiếng ngài thì sẽ nghe được. Điều như là Chúa Giêsu đang giảng cho người chăn chiên, còn Thánh Linh là đấng biết lòng đàn người, ngài tìm kiếm xem có tấm lòng của người nào, có người nào đang thức dậy mà nghe không? Ngài nhìn thấy tâm linh đang ngủ hay thức, ngài biết. Bởi Chúa thử là chúng ta ngồi đó, chúng ta đang nghĩ về cái gì? Chúng ta nghe hay không nghe? Không thể giấu được ý của ngài. Vì trong lời của Chúa có thần linh sự sống, và lời Chúa là sự sống lại và sự sống để đời. Vậy những người đã đến chúng ta được nghe rất là nhiều bài giảng, mà những lời đó tôi sống bởi đó, mà tại sao tôi giảng ra người ta không sống? Bởi vì người ta đến nghe dự thính thôi, không phải để cho tâm linh được sanh lại. Họ đến để làm thủ tục của tôn giáo, Chúa biết. Họ nghĩ rằng họ đến làm thủ tục như vậy Chúa ban phước cho họ. Họ đang nghĩ đến công việc của xác thịt được phước hạnh, được nhà, được xe, được ruộng, mặc dù họ muốn được xác thịt đó. Không, họ đến công việc của tay Chúa. Họ không nghĩ đến linh hồn họ đang trần trụi đuôi mù và lạ lộ. Ở đó Chúa khiến lòng họ bị đóng lại, không nghe được. Vì Chúa là đấng ghen tương, Chúa là đấng tìm kiếm xem ai có lòng tìm kiếm ngài. Tôi tới Chúa không biết. Gia-cốp thấy con chiên bảo bệnh, nghe theo lời Đức Giê-va đã phán, và ông để các lằn bạch dương, cái vỏ cái bạch dương, cái bồ đào cái bát tiên lột nó ra để cái lòng trắng ở trong mắng. Theo lời Đức Giê-va, ông chẳng biết là cái nào mà nó nhìn mà nó để ra con có sẵn con đốm cái lòng, ông không biết, chỉ tin mà theo thôi. Chính xác là vậy, tôi cũng làm y như vậy. Tôi chẳng biết cái đó xảy ra thế nào, nhưng tin rằng Chúa là làm phần còn lại. Bởi vì chính Chúa đã phán lời ngài ra khỏi miệng ngài như mưa và tuyết xuống để đền nhớ đất đai. Chúng ta là sao biết nước mưa có cái gì? Ta không biết, nhưng mà chúng ta kinh nghiệm là rõ ràng nước mưa tốt hơn là nước sông. Nước máy càng tốt bằng nước mưa nữa. Nước mưa là xuống là cây nạc ngọt cái xanh mơn mởn luôn. Cái đồng ruộng đang nghe nóng không trổ bông được. Một cơn mưa rồi là hôm sau là nó mọc lên rồi, và một đêm rồi nó mọc đồng hết cả cái ruộng này, xanh mơn mởn rồi, như thần tiên làm phép màu đúng như vậy này. Cơn mưa của Đức Chúa Trời, ngài làm được đó. Ở bữa tiếp ta tiếp tục làm công việc này. Danh Đức Chúa Giêsu được xưng là lời Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời là Thần Linh và sự sống. Như các lời được chép trong Kinh Thánh đó được gọi là luật pháp văn tự.
là thuộc về xác thịt của loài người, nghĩa là luật pháp mà Giê-hô-va đã ban cho dân Israel qua Môi-se, đó là dành cho tất cả loài người. Nên nhớ là tất cả mọi điều Chúa ban cho loài người trên thế giới này đều là vì tâm linh chúng ta, đều là vì tâm linh ta được mà thôi. Vì cớ tâm linh mà xác thịt được tạo nên, bởi chúng ta không bắt đầu xác thịt, nên chúng ta phải hiểu được lời Chúa Trời để xác thịt này không kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo đến không phải bởi xác thịt đâu, đến từ ma quỷ. Chúng ta biết rằng ma quỷ sẽ dụ dỗ khi người ta kiêu ngạo, tay tôi làm ra một sự đó. Nhưng mà lời của quyền năng làm trong việc trong lòng chúng ta khi thấy chắc là tôi không ở trong nhà lâu, nhưng mà con thì hẳn ở đó luôn. Lời Chúa hẳn còn trong lòng chúng ta luôn. Nếu ta phải được giảng có lời của Chúa và cho lòng mình, chính Chúa ghi tạc lòng chúng ta, và chúng ta phải thường xuyên suy ngẫm điều đó, nhắc nhở mình, tôi là con của Đức Chúa Trời, tôi yêu mến lời pháp của trời, và tôi tìm kiếm lời Đức Chúa Trời, tôi làm theo, phải nhớ điều đó. Cũng như là khi đó tôi phải ăn, thì tâm linh tôi cũng vậy. Bây giờ tâm trí này sẽ bị bắt phục. Đừng coi thường lời Đức Chúa Trời. Đứa con trẻ cũng vậy, cứ giảng cho nó, cứ dạy cho nó đi. Nó mải chơi thật đấy, nhưng mà nó lớn lên nó thay đổi. Rõ ràng lời Chúa có hành động, vì Chúa phán nước trời giống người kia đấy. Khi ra xuống đất rồi, người trở về giống mọc lên, nảy trôi một đất thế nào, người không biết. Người trở về nhà ngủ ngày và đêm, giống tự nảy trôi mọc lên, người chỉ biết thế nào cả. Trước khi trái đất chín rồi đó, giữa tay hái mà thôi. Đó là việc của Đức Chúa Trời. Bởi đó chúng ta cố gắng nghe lời Chúa, và đặc biệt là phải có lời của Đức Trời với thần linh của Chúa ở cùng. Bây giờ khi ta nghe lời đó vào trong lòng chúng tôi, chính Thánh Linh sẽ khiến nó mọc mầm, nảy mầm ra. Bởi vì trong ba các nhành, bạch dương, bá tiên, bồ đào, có nhành thì khiến trở nên cây có năng lực để chúng ta làm nhà, làm cửa. Nhưng có cái vỏ cây thì khiến nó nảy mầm mọc lên. Đó là cái tác dụng của lễ thật, khiến nó nảy mầm ở trong lòng chúng ta, khiến ta cưu mang, khiến ta ao ước, khiến ta thèm muốn cái điều ta nghe đó được nảy ra trong lòng mình, và chút khiến nó được mọc lên trong lòng chúng ta. Chúng ta biết rõ ràng là vì tối lúc qua đa mà ngọn đèn của Đức Giê-va nơi chúng ta bị tắt ngấm, thiếu một sự bình yên Đức Trời, nên Chúa ban cho ta lời của Đức Trời và luật pháp đó. Chúa không nói rằng luật pháp của ta là sự sáng đâu, Chúa không nói, vì Chúa biết cái khả năng nhận biết này ở trong tâm linh chúng ta. Nếu tâm linh nào còn tỉnh thức, nó sẽ biết lời của Chúa là quyền năng, nhưng người ta không để đến nó. Bởi cái đó nên khi Chúa Giê-su đến, trong sách Giăng mới nói rằng trong Ngài có sự sống, tức là trong lời Đức Trời có sự sống, và sự sống là sự sáng của loài người. Như vậy trong lời của Đức Trời có sự sáng, đó là luật pháp Đức Trời. Vậy khi chúng ta tiếp nhận luật pháp Đức Trời thì chúng ta phải nhận biết là chính luật pháp này có sự sáng, là sự sáng thật ở trong chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì nó là năng quyền duy nhất khiến cho tâm linh này có thể cai trị được xác thịt mình. Tại sao có thể nói được điều này? Bởi vì luật pháp chỉ cho chúng ta biết tội lỗi, và luật pháp có quyền phép để cai trị tội lỗi. Vì sự giáng tai vạ, sự báo trả là đến từ luật pháp. Nếu không ra luật pháp, người ta coi thường luật pháp. Không có luật pháp, người ta coi thường sự báo trả. Không có luật pháp, không có tội. Nhưng vì khi người ta biết có luật pháp, thì người ta biết sự báo trả của luật pháp trên tội lỗi của ta nghiêm trọng thế nào. Và bởi cái đó nên con người bên trong này, khi nó hiểu được giá trị luật pháp rồi, nó công bố luật pháp của trời ra và quyền phép của trời, thì bây giờ khi xác thịt cố tình phạm tội, Thánh Linh cai trị nó. Chính tâm linh của người người phải nhận biết luật pháp của Đức Trời, vì là một điều kiện mà nó phải vâng phục và làm theo. Nghĩa là nó phải biết và bắt xác thịt này phải vâng phục và làm theo. Nhưng tại sao mà phải cho xác thịt biết được? Bởi vì xác thịt đã đọc được rồi, thì khi tâm linh nó cáo trách, nhắc nhở cho xác thịt biết luật pháp có chết như vậy, bây giờ mới phục. Còn nếu như không có luật pháp, tự nhiên xác thịt nó làm công việc gì mà tâm linh chối lại, không được, không đúng, đúng. Nó hỏi, không đúng ở chỗ nào, làm chứng cho tôi đi. Chỉ nếu tôi biết cái sai mà không có luật pháp, nó không biết, nó không phục, nó càng không phục lẽ thật. Nếu mình nói lẽ thật không có luật pháp, nhưng mình có lẽ thật rồi, mình giả nó rồi, thì có thể đi làm chứng, bây giờ nó bị bắt phục. Bởi cái đó Chúa Giê-su ban, nếu cái hằng ở trong là ta, cái quả là một là ta, cái người sẽ biết là thật. Điều kiện phải có luật pháp đã ở trong lòng rồi, bây giờ mới biết là thật. Bây giờ mới hiểu cái nghĩa của cái này là cái này, cái chữ này nó thuộc về cái này. Bây giờ nó bị phục. Còn không biết luật pháp không thể phục được. Nên nhà thờ nói như là người khôn mà nó là kẻ dại, vì nó nói rằng khi ta cùng người tin nhận Chúa rồi là ta được tái sanh rồi. Nó nói tầm bậy, nói ác ở chỗ đó, nó lừa dối người ta. Chúa Giê-su phán, nếu người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không thể thấy được nước Đức Trời. Nước đó là lẽ thật, là Đức Trời. Mà nếu nó không thuộc luật pháp, làm sao biết là thật? Cái tiêu chuẩn đầu tiên là phải hằng ở trong đạo Chúa,
bây giờ mới được làm môn đồ của Chúa, bây giờ nó mới được biết lẽ thật, quý vị ơi. Không phải mới tin Chúa là biết thật đâu, nó phải là luật, biết luật pháp đã, phải là môn đồ Chúa đã, bây giờ nó mới biết được lẽ thật. Đó là nguyên tắc chính Chúa Giê-xu đã phán. Chính tâm linh của nó phải làm chủ cuộc sống của mình. Đó là cái gì xác thịt mình. Bắt đầu phải phục luật pháp đôi trời. Bây giờ cái nhà tạm này, thân thể xác thịt này là nhà tạm rồi. Nó được thanh toán, nó nợ. Bây giờ nó thuộc về tâm linh. Nó mới giải phóng được khỏi luật của ma quỷ. Nó mới làm chủ được thân thể của mình. Và nó hợp pháp cầm cái giới chiến của đôi trời để mà chống chọi lại quyền lực của ma quỷ. Còn nếu như tâm linh người ta tiếp nhận, vâng giữ và tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời qua việc bắt thân thể xác thịt mình tuân theo luật pháp đó, như là Chúa đã phán như này, vậy các ngươi khá cẩn thận làm theo y như Giê-hô-va trời các ngươi đã phán rằng các ngươi chớ sẽ qua bên hữu hoặc bên tả, các ngươi khá đi theo chọn đường mà Giê-hô-va đất trời các ngươi đã chỉ cho để ngươi được sống hưởng phước và ở lâu dài trong xứ mà mình sẽ nhận được. Ở trong phục truyền lời ký đoạn 5 câu 32-33 chúng ta vừa đọc trước đó, bây giờ tâm linh của người đó sẽ nhờ quyền phép của lời đất trời mà được sự sống lại và được sự sống đời đời. Vì lời của Đức Trời có quyền phép làm thành điều ngã là phán, như trong Ê-sai đoạn 55 câu 10 câu 3 chép này. Và như mưa và tuyết từ trên trời xuống và không trở lại nữa, mà đậm nhuần đất đai, làm cho xanh ra về cái nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lớn lên của ta cũng vậy. Đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về lũ nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, đường đi đi trong sự bình an, chứ mà các ngươi núi và đồi sẽ trỗi tiếng cả hạt. Mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay, cây tùng sẽ mọc lên thay chuột bị gai, và cây sim sẽ lớn lên thay tre cài gốc. Điều đó sẽ làm biết danh Đức Giê-hô-va và là một dấu đời đầy không hề tuyệt diệt. Mặc dù quyền phép của Đức Trời là vô song, nhưng mà quyền phép đó có thể bị hãm hiếp bởi chính cái người đứng giảng, quý vị ơi. Cái kẻ đứng giảng đó nó không giảng đúng lời Đức Trời thì Đức Chúa bị hãm hiếp rồi. Cái tiên tri giả, giáo giả đứng tại bục giảng, giảng toàn lời sai trật cả, thì kể cả 1.000, kể cả vài con chiên đó cũng bị lừa hết, bị nhiễm hết cái độc đó. Hám em nữa cơ chứ. Và chính Chúa đã cảnh báo điều này. Chính bởi cơ đó nên đi và đã biết trước điều đó, nên Ngài tìm kiếm trong lời người ai người có được tin nơi danh Ngài, rồi bắt đầu tin đến lời của Ngài, để từ những người đó mà có một dòng dõi có được tin nơi Ngài. Sáng đến ký đoạn 18, câu 17-19 chép, Đức Chúa phán rằng, lẽ nào ta giấu Abraham điều chi ta sẽ làm sao? Vì Abraham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thạnh. Các dân tộc trên thế gian sẽ nhờ người mà được phước. Ta đã chọn người, đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng. Thế thì Đức Giê-hô-va sẽ làm chỗ ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Abraham. Sáng đức ký đoạn 28 câu 13-15 chép. Này, Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang mà phán rằng, ta là Giê-hô-va Đức Trời của Abraham, của tổ phụ ngươi, cùng là Đức Chúa Trời của Isaac. Ta sẽ cho ngươi vào dòng dưới ngươi đất mà ngươi đang nằm ngủ đây. Dòng cho ngươi sẽ đông như cát bụi trên mặt đất, tràn ra đến đông, tây, nam, bắc. Và các chỗ nơi thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng cho ngươi mà được phước. Này ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu sẽ theo gìn giữ đó. Và đem người về xứ này, vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Chúng ta đọc kỹ câu này. Cái phần cuối cùng ở trong câu 15 này, Chúa phán. Chúa cũng hứa với Gia-cốt rằng Ngài sẽ làm mọi sự cho người đâu. Nhưng mà Chúa đã để ý câu 15 cuối cùng, Chúa nói nhỉ. Vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Chúng ta để ý vào lời Chúa bây giờ. Không ai thấy Chúa ở cùng tôi. Không ai thấy. Ngài không hứa rằng ta sẽ soạn bài cho con. Không. Nhưng bởi tôi tin lời Chúa chép trong Kinh Thánh là chép về tôi. Và chiêm bao Chúa gọi tôi biết điều đó. Và tôi không phải hỏi nhiều nữa. Kinh Thánh chép về tôi. Trong cuốn sách có chép tôi đến làm theo ý muốn Chúa. Và để tôi làm theo và bất cứ khi tôi cầu nguyện, tôi tin lời Chúa hứa với tôi. Và Chúa làm đúng như vậy. Chúa sẽ làm xong mọi điều Ngài đã hứa cùng chúng ta. Chúng ta xem Giê-hô-va Trời đã sửa soạn thế nào để Ngài có được một dòng dõi thánh, một đức thầy tế lễ qua các tôi tớ mà Ngài đã chọn và giao cho Chúa Jesus Christ còn một của Ngài. Sáng đến kết đoạn 30 câu 40-43 chép, Gia-cốp để riêng chiên con ra, rồi để chiên cái, nguyên văn để chiên con trong bầy của La-ban trước mặt các con có sọc và có sắc đen. Nhưng bầy mình thì riêng ra, không để gần bầy của La-ban. Và một lần các con chiên mập mạnh giao hiệp, thì Gia-cốp để các nhánh đó dưới mắt trong máng uống nước, đặng chúng nó đối nhành mà giao hiệp cùng nhau. Nhưng khi nào con chiên gầy ốm thì người không để nhành như vậy. Thế thì các chiên con gầy ốm để về phần La-ban, còn chiên con mập mạnh lại về phần Gia-cốp. Vậy người trở nên rất giàu.
có nhiều bảy số vật, tô trai, tơ gái và lạc đà. Ba câu rất đơn giản. Nó không phải lịch sử, không phải kể chuyện, nó là dòng văn đặc biệt, nó sự bách bảo của Đức Trời bàn cho những người đã đọc lời của Đức Trời. Theo văn tự thì Gia-cốp đã chú ý, bởi vì Gia-cốp được Chúa báo trước cách làm thế nào để chiên con đối với con sọc và con rằn. Cho nên khi các con chiên đến uống nước, ông để ý các con chiên mạch mập giao hiệp, thì Gia-cốp để các nhành đó dưới mắt trong máng uống nước, đặng cho nó đối nhành mà giao hiệp cùng nhau. Dịch theo sát nghĩa của tiếng Hebrew, câu 41 trên có nghĩa là bất cứ khi nào những con chiên khỏe mạnh giao phối, thì Gia-cốp đặt các nhành cây, tức là nhành bạch riêng, bồ đào, ba tiên đã bác vỏ đó trong máng nước ở trước mặt chúng, để chúng nó có thể thụ thai giữa các nhánh cây đó. Nếu mà văn học cũng không có đúng là văn học nữa, bởi vì nó lủng củng. Chứ mập mạnh, tiếng Anh chép là the stronger, cho câu 41 trên, đó là chữ Kassa số 7194 của tiếng Hebrew, có nghĩa là sự chấp nhận giao ước, được thừa nhận bởi giao ước, sự liên kết với, sự kết hợp với, sự được băng bó vết thương, sự mạnh mẽ, sự ngay thẳng, sự trung thực nơi tâm trí. Nó là chim khỏe thật, nhưng mà đây là nói về thuộc linh. Nhưng con chim này khi đến máng uống nước, thực tế nó phải đến giao phối với nhau đâu, nhưng mà bởi vì người ta viết theo cách ở văn học, nó đến để giao phối với nhau. Khi nó đến uống nước đã rồi, khi uống nước rồi bây giờ mới nói với giao phối. Nó đói nó khát thì đến nó ăn trước đã, ăn no rồi nó mới tính chuyện giao phối. Nhưng mà cái chim này, những con chim này, nó đến cái máng nước đó, nó nhìn thấy và để nó trước mặt nó nhìn thấy. Bây giờ khi nhìn thấy rồi, nó sẽ sanh ra cái sự cưu mang ở trong lòng nó, sự suy nghĩ của nó. Tiếp nữa, chữ giao hiệp, tiếng Anh là disconcept, chất cố bố bố trên, chữ gia tram số 3179 của tiếng Hebrew, nghĩa là trở nên nóng nảy, trở nên sôi nổi, trở nên hào hứng, sự hiểu được, sự nhận thức được, sự thanh nghén trong trí óc, sự thụ thai, sự mang thai. Cho nên nhớ chuyện bà Mary, sau khi bà nhận được mạng lệnh của Đức Trời qua Thiên sứ Gabriel, bà đến đến nhà của Elizabeth. Lúc này bà chưa vui mừng đâu, bà đến để xem được Thiên sứ có nghiệm không, bởi vì Thiên sứ nói là như là Elizabeth bà con người đó đã có mang 6 tháng rồi. Lập tức bà đến vào trong cái vùng núi đó để gặp người bà con mình là Elizabeth. Nhưng mà khi bà đến, bà mới gọi Elizabeth. Lập tức con nhỏ trong lòng của bà Elizabeth nhảy nhót lên, thì bà nói chắc đây là mẹ Chúa đây rồi. Bà Elizabeth biết rõ con của mình là đến từ Đức Chúa Trời, thì biết đây là Chúa rồi, nó mới nhảy nhót như vậy được. Vì kinh nghiệm của người đàn bà, khi bà nói lại với Mary về cái điều đó, Mary vui mừng. Chưa đã chưa vui đâu, nhưng bởi lập chứng của cái người Elizabeth có kinh nghiệm đó và khiến bà vui mừng. Thì ở đây cũng vậy, khi con chiên mạnh khỏe, tức là con chiên có sự hiểu biết, được chấp nhận bởi giao ước, con sẽ liên kết với lời Đức Trời, con sẽ kết hợp với lời Đức Trời, sự được tha thứ, được băng bó vết thương mình, được mạnh mẽ bởi đức tin, có kinh nghiệm được rồi. Khi nó được nghe cái bài giảng của thật rồi, nó vui mừng, nó sôi nổi, nó sốt sáng về nhà Chúa, nó ao ước được hầu việc Chúa. Hai sứ đồ của Chúa thì xưng trở về Emmaus, chưa xưng nói chuyện với họ, rồi họ quá lo lắng, họ không hiểu gì cả. Đi khi đến nhà quán rồi, khi Chúa bẻ bánh, Chúa phước rồi, bây giờ họ nhận biết Chúa thì Chúa biết đi rồi. Bây giờ từ lúc nói chuyện với Chúa nói chúng ta, lòng ta không nóng nảy sao? Khi thấy Chúa biến đi rồi, mắt họ mở ra, họ bắt đầu nóng nảy trở lại, họ quay trở lại Chúa xem. Ngay trong đêm đó trở lại Chúa xem để làm chứng rằng chúng tôi đã gặp Chúa và Ngài đã sống lại rồi. Tiếp nữa, chữ để, tức là đặt, ở trên câu 4 bên trên là chữ siim số 7760 của tiếng Hebrew, nghĩa là sự để vào, sự đặt vào, sự sắp đặt, sự cho vào, sự bố trí, sự bổ nhiệm, sự truyền đạt tới, sự duy trì, sự truyền cho, sự làm cho lây lan sang, sự nhắc lại, sự kể lại. Đây là để các nhành đó, tức là trong bài giảng này tôi đã soạn có luật pháp được rồi và đặt những lời của lẽ thật đó vào trong lời Chúa, sự giải thích lời Chúa vào trong bài giảng đó. Bây giờ chuyên đó biết rồi, nó sẽ sâu sáng, nó sẽ cưu mang cho lòng và nó ao ước được hầu vị Đức Chúa Trời. Chữ các nhành được chép trong câu 40 trên đó là chữ market số 4731 của tiếng Hebrew, có nghĩa là nhánh cây, nhành cây, để làm cho nảy mầm, để làm cho mọc mầm, để sinh ra, để làm cho đẻ ra. Nó có chất kích thích để khi người ta sinh sản ra, để làm một cái nào. Khi quý vị được nghe lời Chúa được giải thích rồi, khi quý vị đọc, quý vị được suy tính câu này phải nghĩ như thế này này, theo thầy giảng như thế này, chắc câu này cũng vậy. Thế nhỉ, con nảy mầm ra vì chính tôi khi nghe bài giảng của đệ tớ nói về tiếng Hebrew, tôi nảy mầm trong lòng tôi tìm cách để tìm ra nguyên tắc của nó. Và tôi nói chuyện với anh Biden, anh đã cho tôi hai cuốn tự điển tiếng Hebrew và tiếng Hy Lạp. Nảy mầm, nghĩa là thật này khiến mình nhận biết được có cái điều gì đặc biệt đây. Thay vì đi chợ, tôi lấy đậu giá từ ngâm theo cách của tôi đã học được, và như vậy nó nảy mầm ra.
Thấy chưa nào? Qua lời Chúa bày tỏ trong bài giảng mà chiên có đức tin mạnh mẽ đó, nó sinh sản trong lòng mình khi sự cô mang trong lòng mình và sinh trưởng được. Còn chữ trước mắt được chép cho cô bố bên trên trong tiếng Hebrew là chữ En số 5869 của tiếng Hebrew, nghĩa là con mắt, sự chú ý, cách nhìn, sự đánh giá, sự hiểu biết, sự nhìn biết, sự suy nghĩ. Đó là cách chúng ta nhìn vào lời của Đức Chúa Trời. Đó là tại sao mà Chúa bảo tôi in ra kỹ như thế này. Các nơi khác chỉ có băng là mà thôi, không có bài đưa ra đâu. Vì đây là bằng chứng. Bằng chứng để mà chỉ ra họ dốt nát hay họ thông minh hay khôn ngoan cũng là để bằng chứng. Họ đâu có. Họ không dám làm. Họ rất sợ trách nhiệm. Mình sợ người ta bắt copy của mình. Bài nhạc hay quá, người ta copy. Sự công ngạo. Còn chữ máng nước, để chết cho cái bố bơ trên, tiếng Hebrew là chữ Rahab số 7298, có nghĩa là nguồn sông, nguồn nước, lòng suối, ống dẫn nước, máng ăn cho bảy gia súc. Sáng kiếp 30 cũng có hai chết này. Nhưng khi nào con chiên gầy ốm thì người không để nhành như vậy. Thế thì các con chiên gầy ốm để về phần Laban, còn chiên con bập bệnh lại về phần Gia-cốp. Gì thế sáng nghe văn tự của tiếng Hebrew câu 42 chép này. Nhưng khi con chiên trong bầy mà yếu đuối, nhu nhược, nhút nhát, thiếu kém, ốm yếu, tiều tụy thì nó cũng không đặt các nhành cây, tức là nhành bạch dương, nhành bồ đào, nhành băng tiên, bắc vỏ vào trong máng nước. Như vậy, nhưng con chiên yếu đuối là thuộc về Laban, còn chiên con mập bệnh thuộc về Gia-cốp. Nếu như chiên của Laban là cả thế gian này, nó không phải chiên có đốm có sọc, nó không nhận biết là phát trời, nó không ăn thối mình, đó là chiên của Laban, thuộc về Laban quản trị nó, không tác dụng gì hết. Tiếp nữa, như khi nào con chiên gầy ốm thì người không để nhành như vậy. Thế thì các chiên con gầy ốm đều phần Laban, còn chiên con mà bệnh đại phần Gia-cốp. Nguyên văn cái câu này trong văn tự nghĩa là nhưng khi những con chiên trong bầy nào, trong bầy mà yếu đuối, nhu nhược, nhút nhát, thiếu kém, ốm yếu, tiểu tụy thì nó cũng không đặt các nhành cây, tức là các nhành bạch dương, nhành bồ đào, nhành bát tiên đã bóc vỏ vào trong máng nước. Như vậy, nhưng con yếu đuối là thuộc về Laban, có những con bệnh bậm thuộc về Gia-cốp. Nghe có phải là dùng Gia-cốp để nấu cá thật đấy? Từ trong bụng mẹ nấu cá, từ cái túm chân mình không cho anh nhìn ra trước mình mới ra trước cơ. Rồi dùng mưu để làm việc lấy được cái cước cái quyền rồi. Anh mình là con trưởng nha, ông mình nấu cá thật. Đến bây giờ đến với cậu mình là Laban cũng nấu cá nữa. Chúa chúng ta tuyệt vời. Chúng ta tập làm người Việt nói này, nói vậy mà không phải vậy. Lời Chúa là văn tự cho xác thịt, nhưng trong chỗ cõi đời đời thì nó là hoàn toàn khác. Nên Chúa phán là một lời tư phán của người đều là thần linh và sự sống, xác thịt chẳng chi. Quý vị, khi người nghe lời ta, đừng nghĩ theo cách của xác thịt, vì ta phán là phán cho tâm linh. Bởi vì cớ có kẻ thù nghịch là ma quỷ, là Satan đang nghe trộm. Vì khi Chúa nghe được tiếng ta phán với Adam, nó là bẫy Eva để Eva phạm tội, giết loài người. Nên bây giờ ta dùng cùng cái cách này để khiến nó vào cái bẫy, để nó xem có lừa được dân sự của ta không. Chúa biết điều đó. Và khi chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta phải nhận biết Chúa trước ra. Lời Chúa còn tin đây là lời Chúa phán đây con. Nhưng có những cái chúng ta cầu nguyện cho tương mới để Chúa nói với chúng ta, để một người không nghe lòm được. Đó là sự bí mật của Đức Chúa Trời, sự mầu nhiệm dấu kín này. Nên khi chúng ta thấy cái điều này phải ra, thì chúng ta hiểu như thế này. Những con chiên mập mạnh đó đang nói về những người tin Chúa có đức tin. Khi nào người ta có đức tin? Khi con đã kinh nghiệm được, đúng không? Đức tin đến bởi sự người ta nghe. Con nghe và con thực hành, con kinh nghiệm được câu trả lời qua công việc con làm theo lời Đức Trời. Chúa làm thành điều đó, bây giờ chúng ta tin. Thì những con chiên này là con chiên đã tăng trưởng lớn lên rồi, nó có đức tin nơi Đức Trời. Nó được chấp nhận bởi giáo ước Kinh Thánh chép này. Nhưng không phải có nghĩa là sự được chấp nhận bởi giáo ước, được thừa nhận bởi giáo ước. Nhưng con chiên đó được Chúa Jesus Christ chứng nhận cho, Ngài bảo lãnh cho để chấp nhận một giáo ước mới. Khi nào chúng ta nhận giáo ước mới của Chúa? Khi ta tin, tôi là tay anh em nói tiếng mới, bắt đầu anh có đức tin, có đức Chúa Trời. Đó chưa đủ, chúng ta bước được tiếp tục bước theo và làm theo lời Đức Trời. Và chúng ta kinh nghiệm được lời Chúa có thật khi mình áp dụng lời Chúa trên cuộc đời của mình và phép lạ xảy ra. Như vậy, từng bước một chúng ta noi theo Chúa, chính Đức Chúa Trời trả lời chúng ta và nó đang xây cho mình một cái nền tảng đức tin thông qua việc từng bước một làm theo lời Chúa mà ta đã nghe. Bây giờ Chúa làm ứng nghiệm điều ta đã làm theo đó và ta có đức tin. Nếu đức tin nó tăng trưởng lên trở thành mạnh mập, nếu con chiên đó có đức tin, tức là nó được bao bọc vết thương, nó được chữa lành, nó nhận được sức mạnh bởi đức tin của mình và nó trở thành chiên có sự ngay thẳng, có sự trung thực nơi tâm trí mình, nó được liên kết với lời Đức Chúa Trời. Đó là con chiên mạnh mập.
có đức tin. Vậy thì khi con chiên có đức tin như vậy, nó đến nghe bài giảng, mà trong bài giảng đó người chăn bày mà sẽ có là bóng đó để lẽ thật lôi trời vào trong bài giảng của mình, đặt vào, cho vào, bố trí vào, nhắc lại, bổ nhiệm, truyền đạt tới, duy trì tới, tức là để các nhành đó chứ đã để lời lôi trời vào. Thì qua bài giảng ở đây chúng ta sẽ thấy rõ ràng là có văn tự theo tiếng Việt, có tiếng Anh kinh trên đi theo và tiếng Hebrew giải nghĩa theo. Đây là được đặt vào, được bố cho, để truyền cho anh em, để cho anh em được lấy sự kiến thức của tôi sang cho anh em, đặt được cái máng nước. Mà bây giờ đó là máng nước. Khi con chiên mảnh bập đó đến, nó nghe được lời Chúa, bắt đầu đức tin nó được sôi động lên. Kinh Thánh chép như nào? Các cái nhành đó trong tiếng Hebrew có nghĩa là nhánh cây. Nhưng mà là gì? Để cho nảy mầm, để cho mọc mầm ra, để sanh ra, để cho đẻ ra. Lời Chúa hạt giống của quỷ ưa nạt, khi được gieo lòng chúng ta bắt đầu mập mầm sống lại. Chúa Giêsu đã phán, nếu hạt giống lúa bị kia chẳng chết đi khi ra xuống thì nó ở bên mình. Chúng nói về đức tin nào này, khi mùa kia gieo hạt giống xuống ruộng mình, người trở về nhà, người ngồi đất chẳng biết thế nào cả, giống cứ nảy trồi mọc lên, cứ nảy trồi mọc lên. Chúng ta có hoàn toàn tin về điều đó. Rồi, Chúa Giao Hiệp thực tế ra, nó đến để nó nhìn thấy, nó tiếp nhận được. Chúa Giao Hiệp đó có nghĩa là trở nên nóng nảy, trở nên sôi nổi, trở nên hào hứng, sự hiểu được, sự nhận thức được, sự thanh nghen trong trí, sự thụ thai, sự mang thai. Khi các học sinh viên đi học trường đại học, mỗi một ngày đến trường lại cảm thấy vui hơn. Vì sao? Được dạy dỗ kiến thức. Và trong lớp học trong FPT về đồ họa, học theo lý thuyết, bây giờ được học sang một cái thầy giáo chuyên dạy về máy, tức là cái bản vẽ điện tử của Nhật, nó có phần mềm đi theo. Khi vẽ như vậy thì lên trên máy tính và có phần mềm để biến cái hình đó trở thành cái hình có màu sắc theo ý mình muốn như thế nào. Khi học rồi về rất là sướng sướng, kiến thức được mở ra rất là thích, bắt đầu ham mến cái ngành đó. Còn nếu không trừu tượng quá, không thấy, không có thánh linh bày tỏ, chúng ta làm sao hiểu được? Khi hiểu rồi rất vui mừng, giản dị mà bước theo được. Khi lần đầu tiên tôi cầu nguyện, phép lạ xảy ra. Lần đầu tiên tôi cầu nguyện cho người đó, phép lạ xảy ra. Quỳ nguyện nguyên hình ra, nó như có giá nó phân, nó phi, toàn bộ lông tôi dựng đứng lên. Lần đầu tiên kinh nghiệm được bác quỳ hiện ở trước mặt mình trong thân thể của người ta. Thánh linh nhắc với tôi rất là nhẹ nhàng, đừng sợ. Ta là đấng lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Tôi ào ào, tôi rô bà 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 miên, súng máy bắn nở liên tục ấy. Rồi tư tưởng của tôi đi theo tiếng mới mà tôi không kiểm soát được nữa. Nhưng mà tư tưởng tôi giết nó rồi. Tôi ra lệnh cho bác quỳ ra khỏi này, bụp bụp, tay vào đầu, ra một cái. Nó thẳng người nó ra, nó đờ ra, mắt đang đỏ ngầu từ từ trắng dần dần dần. Người đó có tỉnh dậy ngồi thờ người ra, cái gì xảy ra với tôi vậy? Lần đầu tiên được kinh nghiệm được đó. Lần sau vui mừng dạ dĩ, để biết Chúa ở cùng mình. Và bây giờ là Chúa nghiệm rồi, không còn nghi ngờ nữa. Đây là điều mà Kinh Thánh đã chép. Khi con chiên mập mạnh, tức là khi con chiên có đức tin lớn, đã được băng bó, đã được nhận dấu ước của Chúa rồi, nó nhìn thấy là thật rồi, nó nghe thật rồi, nó sung sướng lắm, nó giản dị, nó sôi nổi, nó sẵn sàng làm bất cứ điều gì Chúa bảo nó làm, không sợ ai nữa. Đó, chuyện nghe tiếng gió thổi vào, cơn mưa rừng nó đổ xuống, nước lụt rồi mênh mông rồi, mà Chúa phán là phải đi qua cái sông đó, đi qua đi, không ai dám đi cả. Người đội trưởng đi trước, ra giữa sông rồi vẫn nổi trên mặt nước này. Người ta bảo anh ơi dừng lại đi, anh giơ tay xem mà có thần anh đứng giữa sông không? Đứng đây. Bây giờ người ta mới dám bước theo. Bước theo thì tất cả đều đi qua được. Mấy người ở làng thấy thì đi theo, người nào đi theo trong làng đi theo là chìm luôn. Người ta còn giản dị rồi, làm sao được? Không còn nghi ngờ là bước theo luôn. Nó nhìn thấy. Ở đây cũng vậy, trong bài giảng nó chỉ có tác dụng với người có đức tin mà thôi. Vì chính Đức Thánh Linh mở lòng mở trí, khi ta hiểu được và dẫn dắt nhau theo được. Nhưng mà có những người yếu đuối thì sao? Sách đoạn 30 câu 42 cho này. Như khi nào con chiên gầy ốm thì người không để nhành như vậy, thế thì các chiên con gầy ốm để vào phần Laban, còn chiên con mạnh mập lại vào phần Gia-cốp. Nguyên văn quý câu này trong văn tự theo sát nghĩa Hebrew văn tự nghĩa là: nhưng khi những con chiên trong bầy mà yếu đuối, tức là nhu nhược, nhút nhát, thiếu kém, ốm yếu, tiểu tụy, thì ta cũng không đạt các nhành bạch dương, mảnh bồ đào, nhánh bất tiên đã bóc vỏ vào trong máng nước. Như vậy, những con yếu đuối là thuộc về Laban, còn những con mập mạnh thuộc về Gia-cốp. Nghe các bảo ông Gia-cốp ơi, sống lông cá quá, con nào cũng là chiên của Laban cả, mà tại sao không cho cái nó như thế thành cái nhành đó để nó được có sự đúng quá sao? Nếu ta đọc kiểu đó thì phải biết rằng nghĩ như vậy là dại dột, bởi vì Đức Giê-hô-va là Đức Trời công bình, Ngài không tin cho ai cả. Nếu Gia-cốp quả thật là người láo cá, tại sao Ngài lập ra giao ước với Gia-cốp?
đúng không? Có điều gì đó không phải sai sai đâu, mà cái điều gì mình nhìn cách sai sai. Mình đã nhìn cách sai sai về lời Đức Chúa Trời thì có, chứ không phải là Chúa sai sai. Mình phải nhìn ngược lại đi. Cái hôm nay nhiều khi chúng ta phải nhìn cách nào? Ở trên trên internet người ta copy những bộ phim người ta chiếu trên rạp, nhưng bởi vì tôi copy nó phải là ngược, trái thành phải thành trái. Nên muốn xem được thật ấy, phải cái gương bên cạnh, thì nhìn qua gương thì nó thành phải. Chúng ta phải nhìn qua cái gương của Thánh Linh. Nếu cho ta biết là nếu ta dùng chiếc gương của xác thịt mình, chúng ta sẽ sai lầm. Phải thông qua Đức Thánh Linh, bởi vì Ngài đang tìm kiếm những con chiên nào thực sự yêu mến Ngài. Bây giờ Ngài sẽ tỏ ra. Ở đây phải nói như này, chữ gầy yếu có nghĩa là gì? Chúng ta ngạc nhiên lắm. Gầy yếu trong tiếng Hebrew là chữ ất phàm. Số 5848 của tiếng Hebrew nghĩa là sự mặc vải niệm, sự ở trong sự đen tối, sự rốt nát, sự ngu đần, sự cay độc, sự nhu nhược, sự tiều tụy, sự suy tàn, sự đeo mặt nạ, sự không thành thật, sự không làm tròn trách nhiệm, sự không đáp ứng được yêu cầu, sự thi hỏng, sự thi trượt, sự mờ nhạt, thì không rõ ràng, sự tự che cho mình, sự thất hứa. Chiên gầy yếu. Bây giờ chúng ta thấy nếu không có lẽ thật là vẫn bị bế tắc. Lẽ thật chỉ cho biết con chi này Thánh Linh biết. Sự mặc vải niệm, nó mặc cho nó chiếc áo của tù nhân, của kẻ chết. Nó không chịu mặc cái áo của Đức Chúa Trời. Vì sao? Nó không yêu mến lời Đức Chúa Trời. Nó ghét sự sáng. Nó muốn giữ sự tâm của nó. Nó che giấu tội lỗi của nó. Nó không thành thật. Nó không đạt yêu cầu Đức Chúa Trời ban cho. Nó không chịu ăn năn. Nó tự che giấu đi. Chúng ta không biết. Chúa tiếp tục che giấu ta, e rằng ta nổi nóng với chúng nó sao? Nên Chúa cho nó có cơ hội để nghe lời Chúa, để ăn năn, nhưng nó không chịu nghe. Gia-cốp được hình bóng về Chúa Jesus Christ. Đấng chăn chiên lớn và Gia-cốp là hình bóng về thân thể của Đấng Christ, hội thánh thật của Đức Chúa Jesus Christ. Nhận lấy trách nhiệm chăn bầy chiên của Đức Trời gì? Trong thời kỳ sau đó này. Hội thánh thật của Đức Chúa Jesus Christ là những hội thánh được Thánh Linh cai trị, gia dân và các tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ được Giê-hô-va Đức Trời chỉ định từ trước khi sáng thế. Chúng ta nên nhớ rằng Đức Trời đã tạo nên chúng ta có mục đích. Đừng bao giờ nghĩ rằng Chúa đã chọn tất cả người được làm người chăn chiên thì tất cả người đó đều thánh khiết đâu. Không. Ngay cả Aaron Chúa chỉ định vẫn cư chết. Chúa biết trước rằng tất cả mọi người được chọn nó đều sẽ bị thử thách cả. Thì Chúa sẽ phán này. Ngày cuối cùng này, giáo chức giả, chính người giả dỗ dành những kẻ được chọn. Chúa thử thách tất cả mọi người. Trong 12 môn đồ do Chúa Giê-xu chọn, tức là Đức Chúa chọn và giao cho Chúa làm môn đồ đó, thì có một kẻ là quỷ. Chúa biết chứ. Tức là Chúa muốn cho người ta được thử thách. Ngài chẳng tê với ai cả. Bởi là khi chúng ta tiếp nhận chức vụ này, chúng ta phải nhận biết một điều. Tôi làm chứng với anh em. Trong chiến trường tôi học được một điều. Nếu anh vào trong chiến trận, anh sợ chết, anh sẽ chết. Kinh Thánh có chép rồi. Điều tôi lo lắng đó sẽ xảy đến với tôi. Trong chiến trường anh phải đánh để được sống. Anh phải tin anh sống, anh có sức lực sống. Chúa cai trị luôn quý vị ơi. Người ta không tin có Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa đã tôi kêu vào miệng. Tôi đi ra thị trường, tôi không sợ chết. Tôi đùa sợ chết luôn. Tôi không sợ. Khi tôi còn nhỏ, tôi không sợ ma. Tôi không tin có ma. Tôi ra Ba-tha-ma để tìm ma, không có ma. Bọn trẻ đố tôi ra đó. Tôi giữ Ba-tha-ma nó ở trong kia, đóng cột đèn đó, sáng sáng đó. Nó bảo, mày còn đó có mày kêu đi. Thế tôi kêu đó. Tôi làm dấu hiệu cho nó đi. Nếu biết tôi trong Ba-tha-ma, tôi ngồi trong đó không ra. Bây giờ nó phải thua cuộc với tôi. Tôi không sợ. Đi chiến trường tôi không sợ chết. Tôi học được những người mà chiến sĩ ở trong đó là ở cái nơi nguy hiểm nhất là an toàn nhất. Và tôi đã tin điều đó. Và tôi không tin vào cá nhân tôi, nhưng tôi tin vào số mệnh. Tôi đã sống chết có số. Mình sợ tức là mình nghĩ là mình sẽ chết. Nên khi tôi viết thư về nhà, tôi nói bà mẹ tôi là con sẽ về, bà mẹ đừng lo. Nhiều khi mẹ tôi nghe chiến trường ác liệt quá trên báo chí rồi khóc sụt sùi, biết con mình có về không. Bà tôi nói là cái bà này, thằng con của mình nó sẽ về. Cái miệng nó thiêng lắm. Nó nói sống mà nó sống mà yên tâm. Đến khi mà tôi ra ăn dưỡng rồi, tôi gửi thư Vĩnh Bảo về rồi, tôi chưa có đơn địa chỉ đơn vị đâu, bưu điện thôi. Anh em tôi nhận được bưu điện báo tin mẹ ơi Long về rồi. Mẹ tôi khóc tức tưởi ra. Đâu? Thư đây. Bà tưởng tôi về nơi rồi. À là cái thư. Bà tôi nói bà thấy chưa, tôi nói mà nó về. Vừa tôi đang nói về vấn đề này. Mình có được tin vào Đức Chúa Trời cai trị. Mà khi từ khi còn nhỏ tôi đã tin có điều gì đó cai trị lại người, nhưng tôi không biết nói ra thôi. Nhưng mà đây ta nói về điều là Chúa cai trị tất cả mọi sự. Ngài tạo nên các tạo vật của Ngài, Ngài biết các tạo vật và Ngài đưa họ ra để thử thách. Ngài giao cho Chúa Jesus Christ. Ngay cả những người được chọn đó, khi giao Chúa Jesus Christ cũng vậy, thì họ bị tin vào lời Đức Chúa Trời. Chính lời Chúa cứu chúng ta, không phải là mình cứu mình đâu. Chính lời Chúa bằng cách mình tin vào vâng lời. Và bây giờ tôi không tin vào cổ lễ của tôi,
Tôi tin vào sức lực của tôi tin vào lời của Đức Chúa Trời. Và tôi tin một điều, nếu Chúa đã giao việc cho tôi, ấy không phải là tôi mạnh, mà vì tôi yếu. Đây có câu, dầu nhà kho, nò nhà bếp. Chúa cho tôi làm kẻ hầu với Ngài, thì ấy là tôi được đối diện với lời Chúa với Ngài. Trước khi tôi giảng, tôi đối diện lời Chúa trước đã. Và tôi cầu nguyện với Chúa, và tốc độ nhận biết được sự cai trị của Đức Chúa Trời. Và bắt đầu Chúa đào tạo tôi. Tôi xin Chúa thay đổi tôi. Và bắt đầu thay đổi từ khi tôi đọc lời Chúa. Và Chúa khiến tôi yêu lời Đức Chúa Trời. Và tôi bắt đầu tập tành. Từ khi Chúa có máy tính, tôi viết bằng tay. Tôi soạn bằng tay. Kỹ lắm. Các bài các mục sư giảng tôi đều đọc rất là kỹ. Mà tôi đọc bài của Việt Nam thôi, tôi đọc bài của người Mỹ. Ở trên báo chí, tạp chí của các hội thánh người Mỹ tôi đọc. Và Chúa dạy tôi hiểu. Và Chúa dạy tôi bằng tiếng Anh, không phải bằng tiếng Việt. Lạ như vậy, Chúa khiến tôi hiểu. Và tôi có đức tin. Và tôi hiểu rằng, ấy không phải vì cứ tôi có đức tin mà tôi giảng đâu. Chúa chọn Môi-se khi Môi-se nói ngập ngừng. Để thông qua quyền phép của lời Đức Trời mà Môi-se nói ra nó, khiến ông được chữa lành. Khi xưa tôi cũng nói cả lắm. Khi tôi muốn nói điều gì là cả lắm luôn. Ngâm tiếng sông 77, toàn miền Bắc, ngành y tế miền Bắc, cả quân đội và dân sự để tập trung về huyện Móng Cái để tổng kết thành tựu của ngành y tế, cả quân và dân. Tôi là người duy nhất là y tá. Còn lại tất cả là bác sĩ đều ra có trình nổi tiếng cả. Riêng tôi là y tá bởi vì tôi có tới 125 sáng kiến cho bệnh viện và có 4 sáng kiến mang tính quốc gia. Tôi lên báo cáo, tôi nhiều hội trường hơn 200 người, toàn cấp lớn cả. Tôi không nói được nữa, tôi nói nhầm. Không nói được nữa. Ông trưởng y tế vỗ vai tôi, các đồng chí thông cảm. Câu này quá hồi hộp nên không nói được, tôi nói thay. Tôi không nói được luôn, cả lắm. Khi tôi muốn tranh luận điều gì là tôi nhắc luôn, không nói được. Khi tôi học cũng vậy, nhiều khi tôi nói được tôi phải nói là à, rồi nói cái từ tôi muốn, cả lắm. Nhưng khi Chúa gọi tôi quên tôi cả lắm. Vì Chúa đãi chúng ta tùy theo lời Ngài nghe mình cho tôi nói. Và chính lời Chúa chữa lành chúng ta, đặc biệt qua ngôn ngữ tiếng mới. Và tôi quên cả lắm từ bao giờ không biết. Và khi tôi biết là chính Chúa đã chữa lành tôi. Và tôi kinh nghiệm một điều là Ngài nhân từ. Ngài đưa cái kẻ yếu đuối đó, như là Phao Lô ông nói, so với các môn đồ của Chúa, ông là kẻ hèn hơn hết trong tất cả các môn đồ của Chúa Giêsu. Mà thông qua quyền phép đời Chúa ban cho mình, lên mình được mạnh. Tôi nói ví dụ những người mà bán thuốc bắc đấy, lão đông y đấy, họ cứ ở trong đó họ cũng khỏe đấy, vì họ người mua thuốc hàng ngày, họ quên tất cả mọi sự vào đi, họ có thuốc, họ ở trong thuốc rồi, họ đâu có thể đói được, có thể được bệnh được, lạ lùng như vậy. Ở đây tôi nói là chính Chúa đưa chúng ta vào cái môi trường đó để thử luyện ta và để cứu chúng ta. Ngài giao tôi nhiệm vụ này không phải để tôi gánh nặng đâu, mà chính Chúa gánh nặng cho tôi. Thông qua đó mà tôi biết tôi yếu. Và lạ lùng làm sao, càng ngày tôi càng cao tuổi lên bao nhiêu thì tính tôi lại đầm xuống bấy nhiêu, và tôi không thích thế gian nữa. Lạ lắm quý vị, cả ngày trong nhà này chẳng biết hôm nay mình có ra ngoài không, không nhớ nữa. Từ thứ sáu đến chủ nhật giảng lời Chúa ra, nếu chẳng phải để chờ con tôi đi học thì tôi chẳng ra khỏi nhà, chẳng ai thấy tôi ở ngoài đường, chẳng có gì phải ra cả, chẳng có điều gì để nhớ đến cả. Nhưng mà ra đường thì mình nhớ đường đi mình về thôi. Nhưng mà đặc biệt cái điều là những gì ở thế gian về giá cả tôi không biết, nhưng mà lời Chúa ở đâu là tôi biết. Mình phát hiện được ra chính Chúa vì yêu mình nên đã ban cho mình cái công việc này để mình được gần gũi Chúa hơn. Nhờ đó mà tôi được nhận được cái sự sống lại của Chúa vào trong tôi hàng ngày. Và tôi nói với anh em, chớ lo lắng về ngày mai, tương lai của mình ngày hôm nay phải có lời Chúa cho mình. Mình được trong lời Chúa, mình được bắp tên trong lời Chúa, lúc nào có lời Chúa trong lòng mình yên tâm. Đó là điều mà Chúa muốn chúng ta trang bị chiên của đồng của Chúa. Hội thánh thật của Chúa Jesus Christ là những hội thánh được Đức Thánh Linh cai trị, và các tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ được đi ra chỉ định từ trước khi đăng thế để làm môn đồ của Đức Christ, là chăn các con chiên của Đức Chúa Jesus Christ để khiến môn dân trở nên môn đồ Ngài, chứ không phải để chỉ giao truyền tin lành để cho người ta được cứu rỗi linh hồn mà thôi. Phần lớn ngày hôm nay là người ta nói là nếu tôi không đi ra giảng thì ai biết tin lành của Chúa mới được cứu rỗi. Chúa nói mới phía đâu ba lần, không phải tình cờ đâu, không. Chúa cảnh cáo tất cả chúng ta là chúng ta phải là người hiểu về Chúa, vì muốn dân trên thế gian này là thuộc về Chúa, họ là chiên, và Chúa muốn các môn đồ của Chúa đi giảng ra để khi môn dân trở nên môn đồ Ngài, Ngài muốn tất cả môn dân đều là thầy tế lễ của nước Ngài. Như vậy thì đừng bao giờ nghĩ là ấy hỏi tôi, đừng nghĩ như môi xem nghĩ Chúa muốn nói sai ai thì sai, đừng nói như vậy. Vì đấy là công việc chính mình được lợi cho nhân. Chính mình được giao công việc này, mình được gần gũi trước mất. Bởi vì Chúa
Giê-hô-va tạo nên chúng ta, Ngài biết chúng ta là ai. Ngài biết tạo vật của Ngài có khả năng làm được, không phải bởi quyền năng siêu nhiên ở trong ra đâu, mà bởi tâm linh chúng ta, bởi hơi thở của Chúa lên khi Thánh Linh làm việc chúng ta nhập với Ngài. Chúng ta không phát hiện Ngài vào chúng ta đâu quý vị, không phát hiện được. Ngay cái tiếng này nói chung chúng ta là không khác tí gì với cái ý tưởng chúng ta đâu. Cái tần số âm thanh giống hệt như tiếng của chúng ta, chỉ có cái là cái lời Ngài bày tỏ đúng là Ngài luôn, vì rất thánh khiết nhưng mà rất êm dịu, không khác tí nào cả. Giống như vừa đổ cái nước sang đến đây này, chúng ta không nhìn gì khác nhau cả, giống hệt nhau. Thì nếu chất nào khác xa thế cái vần của nước khác, đúng không nào? Nhưng mà nước trong cùng nhau vào y hệt luôn, không có điều gì khác biệt cả. Ngài vào chúng ta hay ra khỏi chúng ta rất nhẹ nhàng, không thể phát hiện được. Chỉ có tiếng Ngài phán mách bảo ta rất giống tiếng của mình, nhưng ngay lập tức mình biết được là tiếng ngoài. Vì tiếng Ngài nói chúng ta nó vui lắm quý vị, giống như người mẹ biết con mình đấy, nói với con mình, mấy con mà nó được mẹ bế vào tay rồi yên lòng ngay, từ từ mà zin zin mà bú mẹ dừng ngủ luôn, nó biết hơi của mẹ nó. Con người bên trong chúng ta cũng vậy. Chúa không muốn ta chỉ giảng tin lành để cứu rỗi, nó ở trong tôi giảng cho biết họ là ai, kể cả thời gian ngắn nhất tôi cũng cho biết là họ là ai, Chúa là ai, tại sao phải tin lành là gì. Đó là nền tảng căn bản nhất thuộc về họ, cấu tạo về họ. Tôi cảnh báo tâm linh họ, đánh thức tâm linh nó dậy. Cái tín hiệu là tín hiệu chỉ có tâm linh mới nhận được, sao thì không biết. Anh ngồi đây cứ nghe đi, cứ nhìn đi, anh không nghe được gì đâu, nhưng tâm linh nó nghe. Tôi đã nói cho tâm linh nghe luôn, anh đừng có lo, cứ trung tín ngồi đi. Đến một kỳ tự nhiên bùng ra, hallelujah, Chúa thân tôi rồi. Nó sẽ là như vậy, vì chính tôi đã kinh nghiệm điều đó. Chẳng ai đặt tay tôi cả, tôi đừng ngồi đó. Người ta lên để các mục sư đặt tay rồi. Khi đang cầu nguyện tôi đừng cố nguyện, tự nhiên thấy một cái gì đấy bóc ra khỏi lưng tôi, rè một cái này. Tôi cựa, hết đau rồi, hallelujah. Cả cái hội trường nó giật mình, ai lại nhìn tôi, Chúa thành tôi rồi. Thấy chưa nào, Chúa làm phép lạ. Không phải chỉ vì anh mà thôi, cho bề chiến của đồng cỏ Chúa nữa. Như ta đã biết về ý nghĩa mầu nhiệm của những con chiên có đốm, có rằn, có sọc và những con cũng bị lăng lộ. Không phải như người ta nghĩ theo cách văn tự thuộc về xác thịt là những con chiên hư hỏng đâu, không phải. Nhưng đó là những người tin Chúa đã nhận biết luật pháp thánh khiết và công bình của Đức Chúa Trời. Họ xưng tội mình ra và làm chứng nhận, tôi là vốn là một tội nhân. Tội này tôi ghi nhiều vô cùng. Giống như Phaolô này, cho tất cả phạm tội tôi là đâu. Nhưng cảm ơn Chúa, khi Chúa vui lòng bày tỏ con Ngài ra cho tôi rồi, hành động là cốt đặt cái vỏ cây vào trong máng nước ra là bóng. Vui lòng bày tỏ con một Ngài cho tôi rồi, con một Ngài cho tôi rồi. Sự bổ nhiệm đó, tôi không còn bảo nhiệm huyết nữa. Tại vì tôi không còn nghĩ theo cách của xác thịt, không nghĩ theo văn tự nữa, mà nghĩ theo cách của Đức Thánh Linh. Tê-sa-lô-lê-ca thứ nhất, đoạn 1, câu 1, câu 17. Phao-lô, Sin-vanh và Thi-mô-thê gửi cho hội thánh ở thành Tê-sa-lô-lê-ca. Hội trong Đức Chúa Trời là Cha và trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em. Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của Đức Tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đỗ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn. Và đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Anh em cũng đã bắt chước chúng tôi, bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó, đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Macedon và xứ Achai. Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Macedon và Achai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Và mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hàng sống và chân thật, đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời là Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã khiến từ cái chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thờ độ ngày sau. Đây là bông trái đấy, đây là kết quả của người chăn chiên mà gọi là bóng. Ở đây Chúa nói về Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê để gửi cho tín đồ ở thành Tê-sa-lô-ni-ca. Họ có đức tin, họ nhìn thấy công việc của cái sứ đồ được giảng ra bằng tin quyết và lẽ thật đó, họ tăng trưởng, họ lớn lên, họ thay đổi. Đó là bông trái. Tiếp nữa, Phi-lơ thứ nhất đoạn 2 câu 1 đến câu 10 chết. Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nơi hành, thì hãy ham thích sự thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào, hãy đến gần Ngài là hòn đá sống bị người ta loại ra.
song được chọn vào quý trước mặt Đức Trời, và anh em cũng như đã sống được xây lên nhà thuộc linh, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thuộc linh nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà đẹp ý Đức Trời. Vì trong Kinh Thánh có chép rằng: này ta đặt tại chôn hòn đá góc nhà đã chọn lựa và quý báu, ai tin đến đấy sẽ không bị xấu hổ. Vậy nên cho anh em là kẻ đã tin thì là đá quý, nhưng cho những kẻ không tin thì hòn đá mà bị thợ xây nhà loại ra bèn trở lên đá góc nhà, là đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã. Họ bị vấp đá đó vì không vâng phục đạo, và điều đấy đã định sẵn cho họ rồi. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Đây là hình bóng về những con chiên con bọc mạnh được sinh ra từ bầy của La-ban do Gia-cốp chăn. Chiên con bọc mạnh, họ tăng trưởng lớn lên. Chiên con có nghĩa là gì? Ta đã hiểu đấy, có giá trị lớn. Chúa dùng nó để gây dựng. Chính Chúa Giê-xu được gọi là chiên con trên trời chí cao. Đến thế gian này, mà qua Chúa Giê-xu mà có một dòng dõi đông như sao trên trời vậy. Đức Thánh Linh sẽ ban sự ngoan cho các tôi tớ của Chúa Giê-xu Christ khi họ thi hành công việc trang bề chiên của Chúa Giê-xu Christ. Vì trong những người tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa của linh hồn, không phải người nào cũng có đức tin mạnh đâu quý vị. Có người tin Chúa Giê-xu rồi, họ thỏa hiệp sang tìm mình và họ lui đi. Vì Chúa Giê-xu đã phán một ví dụ về có bốn hạng người theo Ngài. Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 1 đến 23 chép: cũng ngày ấy, Đức Chúa Giê-xu ra khỏi nhà, ngồi bên mé biển. Đoàn dân nhóm họp xung quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi. Còn cả đoàn dân đứng trên bờ. Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vậy: có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đang gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhằm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên. Sau khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc rộng lên phải nghẹn ngòi. Một phần khác nữa rơi nhằm chỗ đất tốt thì sang trái. Hoặc một hột ra được 100, hoặc một hột 60, hoặc một hột 30. Ai có tai hãy nghe. Môn đồ bèn đến gần Ngài mà hỏi rằng: sao thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy? Ngài đáp rằng: bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều sâu nhiệm của nước thiên đàng, xong về phần họ thì không ban cho biết. Vì sẽ cho thêm những kẻ nào có thì họ sẽ được dư dật, nhưng kẻ nào không có thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. Vì nên ta phán thí dụ cùng chúng, vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chết. Vậy về họ ta được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai rằng: các ngươi sẽ lắng tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà chẳng thấy chi, vì lòng dân này đã cứng cỏi, đã làm cho nặng tai và nhắm mắt mình lại. E khi mắt mình thấy được, tai mình nghe được, lòng mình hiểu được, họ tự hối cải lại và ta chữa lành họ được chăng? Nhưng phước cho mắt các ngươi vì thấy được, phước cho tai các ngươi vì nghe được. Quả thật ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri, nhiều người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy mà chẳng được thấy, ước ao nghe điều các ngươi nghe mà chẳng được nghe. Ấy vậy, các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về kẻ gieo giống là gì. Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình. Ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đường. Người nào chịu lấy hạt giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy, sao trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi. Đi khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ thì liền vấp phạm. Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về của cải là cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không có kết quả. Xong kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu, người được kết quả đến nỗi một hột ra 100, hột khác 60, hột khác 30. Trong bốn hạng người này, chúng ta xem là chi nào là chi yếu đuối. Ba loại. Dạ, đất đá sỏi, đất có ít, đất thịt bên trên mà thôi. Rồi những kẻ mà ham muốn của cái đời này, lo lắng với đời này quá. Ba loại trên này là yếu đuối. Họ mặc vải niệm, họ mặc chiếc áo của sự chết. Họ muốn mặc áo con đúng có trời đâu. Họ muốn cái đời này quá, lên đạo nghẹn ngòi. Có nghĩa là không có lời Chúa trong lòng, nên sự sáng không có trong họ. Nếu mà cứ thì cướp được những người đó. Chúng ta đã giảng rất là kỹ cho người ta, chúng ta tưởng họ sẽ hiểu, nhưng họ chẳng hiểu chi. Họ không hiểu, chúng ta không nhận biết được đâu. Cái miệng họ nói rất là hay, nhưng mà cuối cùng không phải. Cuối cùng Chúa khiến nó phải ra. Thực tế
Không phải vì cớ Gia-cốp không đặt cái vỏ cây vào trong cái máng nước đâu. Vì thực tế, trong vật lý, trong sự thật, chẳng có cái vỏ cây nào khiến con chiên nhìn thấy mà xây nhà con chiên có đốm có sọc cả. Nhưng đây là sự thật đã xảy ra vì Chúa đã định như vậy để làm hình bóng cho công việc của Ngài sau đó này. Rõ ràng Ngài là thần linh. Đối với Chúa không có gì khó cả. Ngài phá một cái thôi, lập tức tất cả mọi sự được thành luôn. Thế ra ngày hôm nay đoán non đoán già là trái đất này có mấy trăm triệu năm. Thôi đừng cái chuyện với người câm người điếc làm chi cả. Em thì mình câm như đứa nhỏ. Kệ nó muốn nói sao nói. Vì Chúa có chức muôn đời. Chúa phán một câu thôi, trái đất liền hiện lên. Và người ta muốn đoán kiểu gì thì đoán. Vì người ta nghĩ theo cách của loài người. Vậy thì tôi hỏi rằng tại sao hàng tỷ tỷ vì sao trên trời đều có một hình duy nhất là hình tròn, chẳng có điều gì méo cả? Không khó. Tại sao ở trong khoảng không bao la, tức là không có trọng lực, khi người ta bay ra khỏi con tàu nó lơ lửng, không chìm, không bay lên, không bay xuống, tùy người ta muốn vẫy kiểu nào cũng vậy thôi. Mà tại sao chắc đến hàng tỷ 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 tấn mà lơ lửng ở giữa bầu trời mà không di chuyển, cứ xoay tròn được đó thôi? Bao nhiêu nghìn năm nay rồi, ai làm được đó? Đức Chúa Trời. Khi ngày tinh là mặt trời đó liên tục sáng, nguyên lực là làm nó sáng liên tục như vậy. Đó là quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời, là người không thể hiểu được, là người chỉ nghĩ là cách của xác thịt thôi. Nên chúng ta biết đó là đừng bao giờ suy nghĩ xác thịt cả, chỉ biết là Chúa có toàn quyền làm mọi điều. Chúa làm bất cứ điều gì vì cớ danh Ngài. Chính người ta làm chứng mà cái người kia 40 năm rồi mù, khi Chúa chữa lành rồi, người Pharisee, người thầy giáo nghi ngờ, hỏi cha mẹ nó lớn tuổi rồi, 40 tuổi rồi, tự nó làm chứng được, hỏi nói hay tài hỏi con. Vì đây là công việc của Đức Chúa Trời. Trong thực tế, các tôn tớ của Đức Chúa Jesus Christ không phân loại những người đến nghe tin lành của Đức Trời, nhưng chính Đức Thánh Linh sẽ trực tiếp thi hành sự phân loại này, như ngày xưa Đức Bà đã làm từ đấy với tiên tri Esai. Cứ đi ra giảng đi, tôi tớ Chúa cứ giảng, tôi giảng tất cả mọi sự đều cả, không biệt riêng ai cả. Phòng bên này hay bên kia cũng vậy, đều có lo truyền giang, hành truyền giang, không khác nhau tí nào cả. Nhưng mà người đó có hưởng hay không là do Thánh Linh. Ngài đóng cửa làm hòa lại là do quyền của Ngài. Vì Chúa đã phán mà, sẽ cho thêm kẻ nào đã có, có lấy đến kẻ nào tưởng mình có. Bởi vì Chúa có quyền, nó không xứng đáng, nó đến ngồi chiếm cho người ta. Lấy luôn đi, Ngài có quyền, tôi thưa Chúa đâu làm được điều này. Chính Chúa làm điều này. Chúng ta xem, để Chúa chép này, Ê-sai đoạn 6 câu 9 đến 13 chép. Ngài phán, đi đi, nói với dân này rằng, các ngươi hay nghe, nhưng chẳng hiểu chi. Hãy xem nhưng chẳng thấy gì, hãy làm cho dân ấy béo lòng, nặng tai, nhắm mắt, e rằng mắt nó thấy được, tai nó nghe được, lòng nó hiểu được, nó trở lại và được chữa lành chăng? Tôi lại nói lại Chúa, cho đến chừng nào? Ngài nói rằng, cho đến chừng các thành bị hoang vu, không có dân ở, nhà không có người, phở đất đã nên hoang vu cả. Cho đến chừng Đức Giê-ba rời dân đi xa, và thực sự rất là tiêu điều. Giả sử còn lại 1/10 dân cư tại đó, họ cũng lại bị thiêu nuốt. Nhưng như khi người ta hạ cây thông, cây dẻ, trường gốc này thì cũng vậy, giống thánh là gốc của nó. Giống thánh là những con chiên mập mạnh có đức tin nơi thầy Chúa Xuân, mà gốc nó là Chúa Jesus Christ. Chính cái đó còn lại mà thôi. Chúa nói đến tận ngày tận thế. Cho nên các thành đó là ngày xưa trong Israel là mỗi một cái thành, một cái nơi đó có cái thành bao quanh đó, là nơi đó có một thầy tế lễ. Nói chung tất cả mỗi nơi gọi là hội thánh. Xét cái gì? Chúa đoán xét dân Ngài. Sự phán xét khởi đầu trong nhà Đức Giê-ba, rồi mới đến sự phán xét cho các dân trên đất này. Cho nên khi rất là tiêu điều vẫn còn thi hành điều này, tức là cái sự phán xét này, cái sự công bố này thì tiếp tục. Chúng ta không ngạc nhiên khi chúng ta giảng có quyền phép đầy giấy ra, không phải tất cả người ta đều ùa đến nghe chúng ta đâu. Vì tiên tri giả đó là giả, bọn trộm cướp đó bắt đầu vu cáo dọa dân của Chúa, và nhiều người nghe theo họ không dám đến. Đó là việc của họ. Chúng ta làm theo ý của Chúa. Chúng ta tôi tớ Chúa. Gia-cốp nói, con chiên yếu ớt đó là chiên của La-ban, để Chúa cai trị, hốt phẩm của tôi. Giê-hô-va trở lại sự yêu thương. Nhưng không có một người nào có thể lợi dụng sự nhân từ của Ngài, vì Ngài là đấng thánh khiết và công bình. Ngài không coi kẻ có tội là vô tội. Ngài sẽ xét đoán dân của Ngài, và cái thế gian này phải chịu sự phán xét của Ngài, vì người ta đã coi thường luật pháp của Chúa. Sô-bô-ni đoạn 1 câu 1 đến câu 18 chép như sau. Này là lời Đức Giê-ba phán cùng Sô-bô-ni con trai Cu-si, cháu Gê-đa-lia, chắt A-ma-ria, chít Ê-xê-chia, về đời Dô-si-a con trai A-môn, vua Giu-đa. Ta sẽ diệt sạch mọi sự khỏi mặt đất. Đức Giê-ba phán vậy,
Ta sẽ diệt loài người và loài thú trên trời và cái biển cùng mọi sự ngăn trở với kẻ dữ, và ta sẽ trừ diệt loài người khỏi mặt đất. Đức Chúa Trời phán vậy. Ta sẽ giang tay ta trên Juda và trên hết thảy dân cư Jerusalem, sẽ trừ tiệt phần sót lại của ba anh các tên của thầy cá và thầy tế lễ nó khỏi nơi này. Ta sẽ diệt những kẻ lạy cơ binh trên trời nơi nóc nhà, và những kẻ thờ lạy, những kẻ thề với Đức Giê-hô-va và cũng thề với vua của mình, cùng với những kẻ xây bỏ không theo Đức Giê-hô-va và những kẻ không tìm kiếm Đức Giê-hô-va, không cầu hỏi Ngài. Hãy nín lặng và ở trước mặt Chúa Giê-hô-va, vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần. Đức Giê-hô-va đã sửa soạn của lễ, đã biệt riêng ra tân khách Ngài. Trong ngày tế lễ của Đức Giê-hô-va, ta sẽ phạt các quan trưởng và các con trai của vua và hết thảy những kẻ mặc áo lạ. Trong ngày đó, ta sẽ phạt hết thảy những kẻ nhảy qua ngạch cửa và những kẻ làm đầy dẫy sự bộ ngực và quý quyệt ở trong nhà Chúa mình. Đức Giê-hô-va phán, trong ngày đó sẽ có tiếng kêu lớn nơi cửa cá, tiếng la lối nơi phố thứ hai, tiếng lở lớn ở nơi các đồi. Hỡi dân cư ở trong thành thấp hay than khóc, và mọi kẻ buôn bán đã mòn mỏi, vì mọi kẻ chở bạc đi đã bị diệt mất. Trong lúc đó, ta sẽ dùng đèn đuốc lục soát trong Jerusalem, sẽ phạt những kẻ đọng trong cạn rượu và tự nói cho lòng mình rằng Đức Giê-hô-va sẽ chẳng xuống phước cũng chẳng xuống hoạn. Của cái chúng nó sẽ bị cướp, nhà cửa chúng nó sẽ hoang vu, chúng nó sẽ xây nhà mà không được ở, trồng nho mà không được uống rượu. Ngày lớn của Đức Giê-hô-va đã gần rồi, nó đến rất kịp. Ngày của Đức Giê-hô-va có tiếng động, bây giờ người mạnh dạn sẽ kêu khóc đắng cay. Ngày ấy là ngày thành nộ, ngày hoàn nạn và buồn rầu, ngày hủy phá và hoang vu, ngày tối tăm và mở mịt, ngày mây sương và sương mù, ngày mà tiếng kèn và tiếng báo giặc nghịch cùng các thành bền vững và các tháp cao góc thành. Ta sẽ đem sự hoàn nạn trên loài người, chúng nó sẽ đi như kẻ mù, vì đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Máu chúng nó sẽ nổ đổ ra như bụi và như thịt như vân. Hoặc bạc hoặc vàng của chúng nó đều không có thể giải cứu chúng nó trong ngày thạnh nộ của Đức Giê-hô-va. Nhưng cả đất này sẽ bị lửa ghen Ngài thiêu nuốt, và Ngài sẽ diệt hết dân cư đất này cách thành lình. Chúa không bị dọa đâu, Ngài làm thành điều đó. Nó chưa đến, nó sẽ đến trên cả đất này. Chúa nói này, ta sẽ phạt hết thảy những kẻ nhảy qua ngạch cửa. Chúa Giê-hô-va là cái cửa, nơi bởi cửa mà vào thì vào ra gặp đồng cỏ. Còn kẻ không bởi cửa mà vào gọi là quân trộm cướp. Chúa nói tiếp, và những kẻ làm đầy dẫy sự bạo ngược và sự quỷ quyệt trong nhà chủ mình. Các hội thánh gọi là hội thánh của Đấng Christ, miệng họ xưng ra hội thánh của Đấng Christ, đó là nhà của Chúa, nhưng bọn ở trong nó là bọn lừa đảo, bội nghịch, làm điều ác trong nhà chủ mình. Họ nói như thế nào? Họ nói rằng Đức Giê-hô-va chẳng xuống vực cũng không giáng họa. Bây giờ người ta nói là yên tâm đi, chúng ta ở trong cái điển của Chúa rồi, cứ thờ phượng Chúa rồi ngày đó ta trở về thiên đàng. Bọn đó là bọn gian dối, là điệu bịa bội nghịch ở trong nhà chủ của mình, trong nhà của Đức Chúa Trời. Nếu ta nghe lời họ giảng, ức lắm, giống như uống phải thuốc độc, ức lắm. Nhưng Chúa nói này, các ngươi không ức bằng ta, nhưng để đấy sẽ có kỳ, chính họ sẽ thêm lửa giận dữ của Chúa bùng cháy lớn hơn, chính họ chọc giận Chúa. Ngài bỏ qua, nhưng mà chúng ta cầu nguyện với Chúa lại, Chúa xin vừa cớ những con chiên ngơ ngác cho họ có cơ hội. Chúa sẽ làm điều đó. Chúa nói Ngài sẽ móc chiên của Ngài ra, Ngài biết con nào tìm kiếm Ngài. Trong tất cả mọi người tin có Chúa trên đất này, đủ các hệ phái, cho đó gà công giáo, có rất nhiều người vẫn còn tìm kiếm Chúa mà. Họ tin có Đức Chúa Trời, Chúa thương họ. Đến kỳ đã định, Chúa sẽ cứu gọi ra. Ở khắp mọi nơi, quý vị nên nhớ rằng khắp mọi nơi, Chúa đã nói rồi, khắp nơi trên đất này, là trên các thứ dân, họ sẽ đến. Họ sẽ đến để họ nghe. Vì khi xưa tôi đến hội thánh của Chúa ở tại sân bay Toronto, hội thánh Vườn Nho, tức là Vinja Christian Fellowship, Toronto Airport. Trên các sân bay của các nước đều bay đến Toronto, đến nỗi mà các hotel ở chung quanh đó đều răng biển đỏ giảm giá đặc biệt cho những người có cái tem có voucher của các hội thánh đến dự hội đây. Họ đem đến cho hội thánh đây để phát cho những người đến rồi họ mang trở về quê họ, quốc gia họ đó. Những bạn sẽ ra đấy, họ cầm đây đến đây thì giảm 30% cho hotel họ ở. Hội thánh chung quanh đó, tức là các hotel đó đều sống nhờ hội thánh của Chúa tận này. Người ta đến rồi, lập tức được giới thiệu đến hotel đó. Báo thông báo được qua người, họ đến chở đi, đến hotel luôn. Chú đáo không? Chúa làm lạ lùng, quý vị. Chúng ta hãy nhớ rằng, Chúa sẽ làm cái việc lạ lùng ở tại đây này. Ngài là đấng luôn luôn đổi mới, không có gì khó quá cho Chúa cả. Ngài đang khiến người ta tạo lên các con đường đặc biệt, sân bay, đường cao tốc, đủ các phương tiện. Thì chắc chắn là Ngài chú đáo hơn sức chúng ta tưởng. Vì đó là công việc của Ngài. Chúng ta không phải lo điều này. Các thầy tế lễ ngày xưa đều phải lo nhà cửa,
Chúa dựng lên mọi sự đấy để thế giới vào giảng. Các bạn tin điều này. Khi các tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ giao giảng tin lành của Đức Trời, ấy không phải là công việc của tôn giáo như rất nhiều tổ chức mang danh nghĩa là hội thánh của Đức Chúa Jesus Christ đã và đang làm bấy lâu ở trên đất này. Bởi người đứng giảng đó không phải là người được Đức Chúa Jesus Christ chỉ định, và Đức Thánh không ở cùng những người đó. Tức là những người tự mình nhảy vào nhà của Chúa, nhảy qua cửa của Chúa, không tôn trọng Chúa. Cái đề đó để Chúa lo. Tin lành của Đức Chúa Trời không giống như các bài giảng của các thầy thông giáo và các thầy tế lễ trong dân Israel khi xem. Là những người không chấp nhận Chúa Jesus Christ là Đấng Christ. Cũng phải là những lời giảng của người được đào tạo bởi rồi người xa thịt, dù các trường họ nó có vẻ là to lớn, rộng khắp, có kinh nghiệm thế nào, có tên tuổi nào, mặc dầu nó chỉ là của xa thịt mà thôi. Đừng nhìn đến nó, đừng công nhận đến nó. Sẽ có một kỳ, nó sẽ trở nên hoang vu vì những kẻ ra từ đó sẽ nên nghịch lại những nơi đó vì họ bị lừa. Không có nhiều thời gian để vào đó nộp tiền với kẻ đó mà không được gì cả. Giao đoạn 3 câu 5 câu 8 chép như này. Đức Chúa Giêsu đã rằng, quả thật tôi nói cùng mọi người, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hay chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hay chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói cho ngươi, các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hay người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Chúa đã nói, nó là nguyên tắc. Thần linh của Chúa cai trị. Những kẻ cậy thần của thế gian không bao giờ được thấy nước Đức Chúa Trời, vì Ngài ghen tương, Ngài đãi mô miệng họ, những lời họ tôn cao thần tượng họ đó làm chứng nghịch lại họ. Và bây giờ đến kỳ họ sẽ thấy của báo tin đàng nhưng không được hưởng. Họ đi sự giải cứu của Chúa trên tất cả mọi người, kể cả người ăn mày ăn xin, người tàn tật chẳng nghe tin lành bao giờ cả, cũng lại được vào nước Chúa. Ngài đã hứa như vậy, Ngài làm như vậy mà. Còn kẻ kia không vào được, nó muốn đến không đến được. Đó công việc của Chúa. Tin lành của Đức Chúa Trời bắt đầu được giao giảng bởi Chúa Jesus Christ. Và khi Thánh Linh của Ngài được ban xuống và lập hội thánh của Ngài trên đất này vào lễ Ngũ Tuần năm 32 Anno Domini. Khi nói đến tin lành là nói đến sự cứu chuộc loài người, tức là tâm linh loài người, và được ban cho và chỉ những người nào được cứu chuộc bởi huyết của Chúa Jesus Christ và được chính Chúa Jesus Christ bảo lãnh cho ở trước mặt Đức Chúa Cha. Bây giờ chính Đức Chúa Cha sẽ ban Thánh Linh của Ngài cho những người được con một ngày bảo lãnh cho. Đó là nguyên tắc. Không phải chúng ta nói, đó là Chúa Giêsu phán, có lời Chúa bảo chứng. Chỉ người đó có quyền hợp pháp để công bố tin lành của nước Đức Chúa Trời mà thôi. Tôi không để ra tin lành Đức Chúa Trời. Tôi chẳng nặng được ra điều gì cả. Những điều tôi nói đều là bởi Thánh Linh giao cho tôi. Bởi vì tôi đã tin điều đó, tôi kinh nghiệm được. Và điều tôi giảng đó không phải là sự nói dối. Như Phaolô nói, chẳng phải lời của xác thịt đâu, nhưng bởi quyền phép ân chứng của Đức Thánh Linh. Thánh Linh của Ngài làm trên các tôi tớ của Ngài. Khi xưa vậy, Giacôb chỉ được tin và làm theo thôi. Còn Thánh Linh làm chọn công việc của Ngài khiến nó có đốm, có rằn, có sọc. Đức Chúa Giêsu cũng đã cảnh báo vì sự người ta sẽ sử dụng quyền lực của xác thịt mình để chiếm chức vụ giao giảng tin lành của Đức Trời. Và Đức Trời còn gọi là Đức Thiên Đàng cũng sẽ bị những kẻ không bởi Ngài mà tự ý nhảy vào chuồng chiên đó ham ép. Ngày hôm nay nó ham ép nhiều lắm. Nó ham ép nhiều lắm khắp mọi nơi. Họ không biết nước Đức Chúa Trời là gì. Họ yên chí rằng tôi tin Chúa là được cứu rồi. Họ yên chí như vậy. Chúa nói con nhịn đi con. Ta biết hết điều này. Đó là tại sao ta biệt riêng ra con từ một nơi. Để không ai làm phiền đến con. Chúa giấu ta ra khỏi một chỗ. Khi xưa tin chí Eli được Chúa giấu. Ở trong hang để quả nuôi. Trong đời của tin chí Eli. Biết bao nhiêu người khốn nạn khốn khổ. Mà không nhận được phép lạ chữa lành. Chứ có người về đàn bà quá. Trong đời tin chí Eli cũng vậy. Người ta có tin cái tiên tri đâu. Chúa giấu tiên tri ra khỏi một nơi rồi. Chúa thương là bà quá. Vậy là bà quá có con tiên tri Eli nói làm cho cái bánh. Tôi chỉ đưa ra, tôi chờ bóng tương thể là ngày nay con trai tôi ăn xong bánh là chúng tôi chết. Tiên tri nói không chết đâu. Nhưng đưa bà phán rằng dầu không thiếu trong bò, bột không thiếu trong bình. Cho đến ngày đưa ba ban mưa xuống đất này và phép lạ xảy ra. Chúa đưa tiên tri của Chúa đến với người đàn bà quá, người cực nghèo. Chúng ta đây có nghèo không? So thế gian chúng ta nghèo. Ngày đưa ta đến đây để làm gì? Hưởng sự giàu có của Đức Chúa Trời. Nhưng sẽ có một kỳ, Ngài đã khiến cái sự có thế gian đem đến cho chúng ta. Ngài khiến tất cả vàng bạc của các nơi trên thế gian này đến dâng cho Đức Giê-ba tại nơi của chúng ta. Họ dâng cho Đức Giê-ba, chúng ta đại diện Đức Giê-ba để nhận điều đó cho Chúa là của việc này. Ma-thi-ơ đoạn 11, câu 12 chép. Xong từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước thiên đàng bị ham ép và là kẻ ham ép đó cho lấy. Hết thì các bài giảng về tin lành của Đức Trời phải bao gồm cả luật pháp văn tự và luật pháp của thánh linh sự sống. Vì là người chúng ta có hai thân thể, thân thể thuộc về trời và thân thể thuộc về đất. Luật pháp văn tự được gọi là luật pháp của sự tội của trời chết là dành cho thân thể xác thịt, và chính tâm linh của người ta phải nhờ quyền phép của Đức Thánh và của Đức Thánh để được sống lại.
và chỉ khi nào tâm linh của người ta được sống lại, khi còn gọi là sanh lại hay tái sanh đó, thì tâm linh đó mới có thể cầm quyền cai trị xác thịt mình, hợp pháp cầm khí giới chúa của trời mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Cái điều mầu nhiệm ở đây, chúng ta phải nhớ kỹ như này: thân thể xác thịt này nó vừa đã vừa ra, nó rất quan trọng, nó cần phải có. Và chính Đức Chúa Trời đã sửa soạn thân thể này cho chúng ta, cho tâm linh này, để nó là đồ dùng cho sự công bình. Không có nó không thể cai trị được, mà không có nó chúng ta không thể chứng minh mình tin Chúa được. Nó rất cần. Và ma quỷ biết điều này, nó tìm cách chiếm đoạt thân thể này. Nếu nó lừa được Eva và Adam ăn chay cấm, và như hợp pháp nhuộm thân thể xác thịt này trong bồn tánh của nó, Đức Chúa Trời đã có kế hoạch. Mà tất cả điều đó đúng trong kế hoạch đã định trước của Đức Chúa Trời, Chúa sẽ bị trước rồi. Và bây giờ chính chúng ta đã có giá cứu chuộc của Chúa ban cho rồi, và chúng ta phải nhận biết một điều: chúng ta phải trả một giá để nhận được giá đó. Phải trả một giá, tức là tôi tiếp nhận luật pháp của Chúa ban cho tôi, mà dù có luật pháp đó chết trong ban tự này dường như chẳng có nhằm gì, nhằm ngò gì với tâm linh của tôi cả, nhưng mà tôi phải biết ra. Bởi vì khi xưa tổ phụ của tôi là Adam đó khinh rẻ luật pháp rồi, nên bỏ luật pháp đó, không làm theo, nên xác thịt này đi bán cho tội lỗi. Và bây giờ cái xác thịt này bị ma quỷ cầm buộc, và cái luật pháp mà trời ban cho tôi chết trong phần tử đó là việc mà chính xác thịt này nó phải vâng phục, nhưng mà nó bị ma quỷ cầm buộc rồi. Làm sao mà tôi được thoát bây giờ? Phao rồi, khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết đây? Cảm tạ Đức Chúa Trời, vẫn chưa dừng chụp đi, chưa xuống được đến thế gian này trong thể xác thịt như chúng ta, và ngài đã cai trị xác thịt thông qua việc vẫn giữ luật pháp của trời từ khi còn nhỏ. Năm 12 tuổi lên đền thờ với cha mẹ, ngài ở lại với thầy tế lễ và đàn luận với họ về đạo Đức Giê-hô-va rồi. Điều đó có nghĩa rằng luật pháp vô cùng quan trọng cho chúng ta, và bây giờ chúng ta phải chứng minh, chúng tôi phải trả một giá không chiều cho xác thịt. Bất kỳ điều gì dường như là điều ác thì tôi không được phép vi phạm, và tôi phải thuộc luật pháp này. Và chúng ta phải nhìn biết luật pháp là cực kỳ tốt lành cho chúng ta, vì chính là con đường cứu rỗi tâm linh này của cho xác thịt. Xác thịt không thích luật pháp này vì nó bị cấm, nó quen cái ăn này rồi, nó quen cái thói này rồi, nó quen cái đồ này rồi, nó không thích cái mới vì nó không biết cái mới là tốt. Nhưng mà chính tâm linh ta phải cai trị nó. Như trước khi ta có thể cai trị được xác thịt mình, chúng ta phải nhìn biết luật pháp Chúa là tốt lành. Là sao biết được? Đó là điều mà giáo hội phải làm, là khi chúng ta đến máng nước để uống nước thì phải có lẽ thật. Chúng ta phải thấy lẽ thật trong bài giảng đó, chúng ta phải thấy sự giảng dạy của Đức Chúa Trời qua bài giảng này, để ta nhìn thấy, chúng ta kinh nghiệm được, chúng ta yêu mến nó. Bây giờ chính Thánh Linh sẽ ban điều đó cho chúng ta khi ta tin yêu mến nó. Nào, chúng ta hiểu không nào? Hệ thống ngôn từ không hiểu điều này. Rất nhiều người bạn của chúng ta nghe chúng ta ở trong hệ thống ngôn từ không được giảng như vậy, họ không nhìn thấy. Nào, khi yên chí là họ được cứu rồi. Để cứu họ, Chúa tạo chúng ta. Để cứu ta, Chúa tạo đến luật pháp, tạo đến tâm linh ta, và tin chúng ta phải cai trị xác thịt mình. Chúng ta phải thắng xác thịt mình. Bây giờ chúng ta phải giúp anh em chúng ta trong thời gian được. Đó là luật. Thông qua bài giảng có thật. Như vậy, luật pháp của văn tự, luật pháp sự tội và chết để cai trị xác thịt, nhưng mà chính tâm linh này phải hiểu biết giá trị đó và sống có trách nhiệm để dùng luật pháp đó cai trị xác thịt mình. Nếu như là ma quỷ sẽ đánh trận với chúng ta để giành xác thịt này bằng cái nào? Nó cám dỗ xác thịt. Chúng ta giơ gươm của chúng ta ra cai trị xác thịt. Nó cám dỗ, chúng ta giơ gươm ra cai trị xác thịt. Chắc chắn là gươm của Chúa mạnh hơn. Vì sao? Khả năng phân biệt thiện ác ở trong ta, nó sẽ phân tích tại sao phải theo nó để chết, thôi theo Chúa để được sống đi. Khả năng phân biệt thiện ác bây giờ có nhiệm vụ, nó phân tích cái nó nặng hơn, ôi cái này tốt hơn, cái này sống, cái này chết, cái này theo là bị sụt đổ xả, còn cái này được sống đời đời và phước hạnh đời đời. Nó sẽ cân nhắc chứ. Nếu mà cái bắt đầu tìm giáo sư giả tiên giả đó, bây giờ không có sụt đổ xả rồi, Chúa cứu rồi, không có nó đâu. Nó từ cái che hỏa mù đi không có, cực thực là có. Bởi chúng ta phải hiểu rõ trách nhiệm của chúng ta quan trọng. Đó tại sao mà chúng ta phải có đốm, có rằn, có sọc, tức là hiểu biết luật pháp của trời là tốt lành. Chúng ta bị kinh nghiệm được chúng ta vốn là tội nhân, nhưng nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời có sự sáng bày tỏ mà chúng ta nhìn biết mình đã có đốm, có rằn, có sọc, nó hiện ra trên của chúng ta, nhưng mà chúng ta được chia được người mới rồi. Và bây giờ chúng ta có dấu vết của đấng Christ ở trên chúng ta. Chúng ta đi giảng chứ khi xưa các môn đồ của Chúa cũng vậy, Phao-lô cũng vậy, ông ơi, trong tất cả phạm tội tôi là hàng đầu, tôi là có rằn, có đốm, có sọc, loang lổ luôn, đủ mọi thứ luôn, người ta vẫn coi tôi là vậy. Nhưng mà trước mặt Chúa tôi không còn là có đốm, có sọc nữa, tôi là chiên thật của Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là nguyên tắc chúng ta phải hiểu quy luật của Chúa. Khi ta cướp cho bầy chiên của La-ban uống nước, người để ý thấy tình trạng sức lực của bầy chiên mà, hoặc là người đặt cách đặt nhánh cây, nhánh bịch dương, nhánh bồ đào, nhánh bát tiên đã bóc vỏ vào trong máng nước, hoặc sẽ không đặt các nhánh đó vào trong máng nước.
đó là báo về công việc của những người chan chiên của Chúa Jesus Christ, tức là những người được chỉ định vào chức vụ môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ làm. Nghe có vẻ là mục sư ơi, nếu mục sư giảng như vậy thế thì trong bài giảng thì làm thế nào mục sư có thể phân biệt được con chiên nào yếu của chiên nào mạnh? Chúng ta nên nhớ rằng khi Gia-cốp làm điều này, hình bóng về việc Đức Giê-va ở cùng với Gia-cốp. Tôi giảng điều này, tôi không phân biệt ai vì tôi không có khả năng này. Nhưng Thánh Linh là đứng ở cùng tôi, đứng ban lời ngài cho tôi, ngài ở cùng tôi và chính ngài xem chiên nào là mập, chiên nào là yếu theo đúng lẽ thật. Những con chiên mặc áo phải niệm nhu nhược, yếu kém, bất toàn, tiêu tụy, gian lận, không trung thực, tự giấu mình đi. Những con người đó không đẹp lòng Chúa. Chính Thánh Linh khiến nó không thấy, không nhìn được. Bởi vì khi Thánh Linh làm, Đức Giê-va ở cùng. Chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Chúa Giê-su đã phán rằng ngài ở cùng chúng ta cho đến tận thế. Thánh Linh của Chúa cùng làm việc với chúng ta. Thì chúng ta vẫn cứ giảng. Tôi giảng nặng tay đau lòng. Quý vị ngồi đây có thể nặng tay đau lòng bởi vì 5-6 tiếng đồng hồ. Từ sáng, nghỉ được một tiếng buổi trưa, rồi tiếp một giờ nữa. Sau khi nghỉ rồi chúng ta bắt đầu học 2-3 tiếng. Thế có lần chúng ta là 6:30 phút, người cuối cùng mới giải khỏi hội thánh của Chúa. Nặng tay bao lòng chưa? Nghe nhiều, có người nặng tay bao lòng thật. Suốt ngày nhìn hồ lâu quá, ngồi hồ lâu quá. Chứ bảo được rồi, cứ ngồi nữa đi, cho nặng tay bao lòng về không hiểu chi cả. Vì Chúa đứng nghe tường. Cái công việc này không phải là Gia-cốp làm, mặc dù trong thực thể nó như vậy. Nhưng mà đây là công việc mà do thần của Đức Ba hành động vậy. Trong thực thể, Gia-cốp đặt các nhành cây, bạch dương, bồ đào, bao tiên, bóc vỏ và trong máng nước. Ở trước mắt con chiên mập mạnh, để khi con chiên nó thấy cái nhành đó đang khi ra vội thì chúng thụ thai và sanh các con chiên có đốm, có sọc và có rằn. Mà trong thuộc linh thì rõ ràng là khi những người tin Chúa, có đức tin đến thờ phượng Chúa qua các bài giảng của các tôn tức của Chúa thì họ được thấy ra thật của trời trong các bài giảng đó, thì lòng họ bắt đầu nóng nảy, sốt sắng và ao ước, họ hiểu biết, họ thụ thai, họ khao khát được làm công việc của Chúa đã bày tỏ ra. Đó là tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời. Giống như là bà Mary khi tin vào lời của thiên sứ Gabriel, ngay lập tức bà chấp nhận và bà thụ thai. Chúng ta nên nhớ rằng Đức Thánh Linh sẽ tùy theo tình trạng thuộc linh của các bảy truyền của ngài, tức là các hội thánh địa phương, các nhóm, các hội thánh của Chúa mà Chúa bày tỏ lẽ thật cho các tôi tớ của Chúa để giảng ra phù hợp với các tình trạng của các bảy truyền đó và nuôi. Vậy chúng ta nhìn chúng ta ngày nay thì sao? Ở đây không phải tình trạng thuộc linh của chúng ta đâu, mà tình trạng thuộc linh hiện tại ở trên đất này. Họ nghe điều tôi giảng ra họ không thể chấp nhận được, lạ quá đi, cao quá cho họ đi. Bởi chúng ta rõ ràng là biết là đây là công việc của Đức Thánh Linh. Chúng ta nên nhớ rằng một cái lò bánh mì một ngày cứ 15 phút một mẻ bánh mì ra, mỗi một mẻ bánh mì thì khoảng 150 chiếc, một ngày họ làm được mấy nghìn cái bánh mì, một cái lò bánh mì nhỏ thôi. Nhưng mà trong đời của Đức Trời thì không phải như vậy. Một bài giảng ở đây chúng ta nghe không có nhiều người, khi đang lên internet ở khắp mọi nơi thì bắt đầu lan ra, giống như là người ta bẻ bánh vậy, cứ bẻ ra lại nhân lên, bẻ ra lại nhân lên, trải khắp mọi nơi. Đó là công việc của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 1 đến câu 2 chép: ấy bởi điều đó mà tôi Phao-lô vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Chúa Jesus Christ, và anh em có nghe Đức Chúa Trời ban trước cho tôi là ân điển mà ngài vì anh em phó cho tôi thế nào, bởi sự tỏ ra tôi hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời. Đọc đến anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lễ mầu nhiệm của Đấng Christ là lễ mầu nhiệm trong các đời trước chưa từng phát lộ cho con cái đời người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ và thánh và tiên tri của ngài. Lễ mầu nhiệm đó tức là dân ngoại, là kẻ đồng ký tự và là các chi thể của đồng một thể đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà được lập trong Đức Chúa Jesus Christ. Còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc tin lành ấy, cứ sự ban cho ân điển Đức Trời là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép ngài. Phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lễ mầu nhiệm từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng dựa lên muôn vật. Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cây hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, theo ý định đời đời của ngài đã làm xong trong Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. Trong ngài chúng ta nhờ đức tin đến ngài mà được tự do đến gần Đức Trời cách giản dị. Thông qua sự cai trị của Đức Thánh Linh, ngài bày tỏ lời của Chúa cho từng hội thánh địa phương, nó lan dần khắp mọi nơi để gây dựng hội thánh của Chúa. Những con chiên mập mạnh được chép đây là bóng về những người tin Chúa, có đức tin nơi danh của Chúa Jesus Christ, tức là những người vâng giữ và tuân theo các mệnh lệnh của các điều răn của Đức Trời. Tức là ý nghĩa của chữ mập mạnh
the stronger, the chapter 22 trên, tức là sự chấp nhận giao ước, sự được thừa hưởng bởi giao ước, sự liên kết với, sự kết hợp với, sự được băng bó vết thương, sự mạnh mẽ, sự ngay thẳng, sự trung thực nơi tâm linh. Người ta được gây dựng bởi lời Đức Trời, họ được chữa lành, họ được băng bó vết thương, họ được phục hồi lại, họ trở thành kẻ làm chứng nhân cho Chúa Jesus Christ vậy. Những con chiên bập mạnh đó là bóng về những người vững đức tin nơi danh Chúa Jesus Christ. Họ bền lòng nói theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, là những người được Chúa Jesus bảo lãnh cho mà nhận được giao ước mới mà Giê Hô Va Trời đã phán. Ê-sai đoạn 44 câu 1 đến câu 6 chép: Bây giờ hỡi Gia-cốp, tôi tớ ta, hỡi Israel mà ta đã chọn, hãy nghe. Đức Giê-hô-va là Đấng đã làm nên ngươi, đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ và sẽ giúp đỡ ngươi, phán như vậy: Hỡi Gia-cốp, tôi tớ ta, và Giê-ru-sa-lem mà ta đã chọn, đừng sợ chi, vì ta sẽ rót nước trên kẻ khác, cho suối chảy nơi đất khô. Ta sẽ đổ thần ta trên dòng dõi ngươi và phước lành ta trên những kẻ ra từ ngươi. Chúng nó sẽ nảy nở giữa đám cỏ như cây liễu đưa dòng nước. Người này sẽ nói rằng ta thuộc về Đức Giê-hô-va, người kia xưng mình bằng danh của Gia-cốp, và kẻ khác nữa lấy tay mình viết rằng ta thuộc về Đức Giê-hô-va và xưng mình bằng danh Israel. Đức Giê-hô-va là vua và Đấng cứu chuộc của Israel, là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán như vậy: Ta là đầu tiên và cuối cùng, ngoài ta không có Đức Trời nào khác. Đây là giao ước. Tiếp nữa, Giô-ên đoạn 2 câu 23 đến 32 chép: Hỡi con cái Si-ôn, các ngươi hãy nức lòng vui vẻ và mừng rỡ trong Giê-hô-va Đức Trời các ngươi, vì Ngài ban mưa phải thời cho các ngươi về mùa đầu và xuống mưa rồi đào về mùa đầu và mùa cuối cho các ngươi nơi tháng đầu tiên. Nhưng sân sẽ đầy lúa mì, những thùng tràn rượu mới và dầu. Ta sẽ đền bù cho các ngươi về mấy năm đã bị cắn phá bởi cao cao, sâu lột vỏ, sâu keo và châu chấu, là đạo binh lớn mà ta đã sai đến giúp các ngươi. Các ngươi sẽ đủ ăn và được no nê. Các ngươi sẽ ngợi khen danh Giê-hô-va Đức Trời mình, là Đấng đã xử với ngươi cách lạ lùng. Rồi dân ta sẽ không hề bị xấu hổ nữa. Các ngươi sẽ biết rằng ta ở giữa Israel, biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Trời các ngươi, và chẳng có ai khác. Dân ta sẽ không hề bị xấu hổ nữa. Sau đó ta sẽ đổ thần ta trên cả loài xác thịt. Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri. Những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao. Những kẻ cha trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Trong những ngày đó, giống những đầy tớ ta và đầy tớ gái, ta cũng sẽ đổ thần ta lên. Ta sẽ tỏ ra những sự lạ trong các tầng trời và trên đất, tức là máu lửa và những trụ khói. Mặt trời sẽ đổi ra tối tăm, mặt trăng ra máu, trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đức Giê-hô-va chưa đến. Bây giờ ai cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu, vì theo lời Đức Giê-hô-va thì ở trên núi Si-ôn và trong Giê-ru-sa-lem sẽ có những người trốn khỏi, và trong những người sống sót sẽ có kẻ mà Đức Giê-hô-va kêu gọi. Tiếp nữa, sách Mác đoạn 16 câu 15 đến 18 chép: Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin vào chị Phép Bắp Tên sẽ được lỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Với những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, và răng trong tay, nếu dùng chi độc cũng chẳng hại gì. Hết là tên thì cái đau sẽ lành. Tiếp nữa, Luca đoạn 22, câu 8 đến 30 chép: Còn như các ngươi đã bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách ta, nên ta ban nước cho các ngươi cũng như cha ta đã ban cho ta vậy, để các ngươi được ăn uống chung bàn trong nước ta, vừa được ngồi ngay để sơ đoán 12 chi phái Israel. Tiếp nữa, Luca đoạn 24, câu 44 đến 51 chép: Đoạn ngày phán rằng: Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Bây giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu kinh thánh. Ngài phán có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn rồi ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Các ngươi làm chứng về mọi điều đó. Ta đây sẽ ban cho các ngươi điều tra ta đã hứa. Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi mặc lấy quyền phép từ trên cao. Kế đó, Ngài đem môn đồ đi đến nơi xung quanh làng Bethany, giơ tay lên mà ban phước cho. Đang khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời. Đây là giao ước của Đức Trời lập với con chiên mập và mạnh. Theo ý của chữ mập mạnh, đó là người có đức tin, được chấp nhận bởi giao ước. Nhưng giao ước được liên kết với giao ước, liên kết với Đức Trời. Chúng ta phải nhớ biết một sự thật, đó là không phải hết thảy mọi người nào xưng Chúa Jesus Christ là Chúa thì sẽ thật là kẻ tin Ngài. Thì ngay từ lúc ban đầu, khi bà Rebecca mang thai trong lòng mình thay đổi, Đức Giê-hô-va đã phán với bà như sau: Hai nước hiện trong bụng ngươi,
hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra, dân này mạnh hơn dân kia và đứa lớn phải phục đứa nhỏ. Sáng kỳ 25:3 trong hội thánh của Chúa có hai thứ dân, trước hết là dân Israel, sách ngay trước Chúa bỏ dưới dân ngoài. Rồi ở trong hệ thống tin lành của Chúa Giêsu này, cái nơi mà nhà thờ to sắp tới đây trang bị ngày Giáng sinh sáng lắm, nhưng mà không có sự sáng thật, không? Nhưng mà cuối cùng nó phải phục đứa nhỏ. Khi Chúa Giêsu thành chức vụ giao giảng tin lành của nước trời trên đất này, có nhiều người đã theo Chúa Giêsu, nhưng Chúa Giêsu đã phán với các môn đồ của Ngài như sau: như Cha là đấng hằng sống đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha, cũng một lời ấy người nào ăn ta sẽ sống bởi ta vậy. Đây là bánh từ trên trời xuống, bánh đó chẳng phải như mana mà tổ phụ của ngươi đã ăn rồi cũng chết. Kẻ nào ăn bánh này sẽ sống đời đời. Đức Chúa Giêsu phán những điều đó lúc dạy dỗ trong nhà hội tại thành Capernaum. Có nhiều môn đồ nghe Ngài thì nói rằng lời này thật khó, ai nghe được? Nhưng Đức Chúa Giêsu tự biết môn đồ lẩm bẩm về điều đó, bèn phán rằng: điều đó xui các ngươi vấp phạm sao? Vì nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi Ngài vốn ở khi trước thì thế nào? Ấy là thần linh là cho sống, xác thịt chẳng cái chi. Nhưng lời ta phán của ngươi đều là thần linh và sự sống. Song trong vòng ngươi có kẻ không tin. Vì Đức Chúa Giêsu biết từ lúc ban đầu ai là kẻ không tin, ai là kẻ sẽ phản Ngài. Ngài lại phán rằng: chính vì cớ đó mà ta đã nói cùng các ngươi rằng nếu Cha chẳng ban cho thì chẳng ai tới cùng ta được. Từ lúc ấy có nhiều môn đồ Ngài trở lui không đi với Ngài nữa. Đức Chúa Giêsu phán cùng 12 sứ đồ rằng: còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Simon Phêrô thưa rằng: lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ta chẳng đã chọn các ngươi là 12 sứ đồ sao? Mà một trong các ngươi là quỷ. Và Ngài nói về Giuđa con Simon Iscariot. Vì chứng ngắn là một trong 12 sứ đồ sau sẽ phản Ngài. Giăng đoạn 6 câu 57 đến 71. Chúng ta nói điều này liên quan đến việc con chiến yếu ớt nhu nhược hèn kém tiểu tụy đó, thì khi đi ăn đi uống nước ở máng cỏ đó, sao có không đặt để cái vỏ bạch dương bá tiên hay bồ đào vào đó đâu. Và nó thuộc về là bạn hình bóng. Ngày hôm nay chúng ta rõ ràng là rất nhiều người đã nghe chúng ta giảng rồi họ lui đi, họ là chiên của La-ban, họ chịu trở thành chiên của Đấng Christ, mà giao gốc là người hình bóng về đứng chân chiên lớn Chúa Giêsu Christ vậy. Tại vì sao vậy? Đây không phải là các tôn tớ của Chúa phân loại, mà chính Đức Thánh Linh phân loại. Rõ ràng là Chúa Giêsu đối đãi các môn đồ của Chúa cùng một thể. Trong đêm lưỡi vừa qua, Ngài bể bánh ra để chia ra, trong đó có Judas Iscariot, hắn không chịu làm theo lời Chúa. Rõ ràng là nặng tai béo lòng, không hiểu gì cả, nó lùi đi. Ngay từ khi Đức Chúa Giêsu khởi thành chức vụ đến khi Ngài phục sinh và trở về thiên đàng với Đức Chúa Cha, và cho đến tận ngày này, dân Israel vẫn không tin Ngài là Đấng Christ, tức là Đấng Messi, Đấng cứu thế. Khi Chúa phục sinh vinh quang, không ai nhìn thấy Ngài ngoài các môn đồ của Chúa Giêsu. Họ gieo rắc cái tư tưởng ra là: ô, Ngài chết rồi, chứ người ta trộm xác của Ngài mang đi thôi, chứ thế là Ngài chết rồi. Họ tìm cách vu cáo đó, thông tin đó. Mà chúng ta xem, trước khi trở về thiên đàng của Đức Cha, Chúa Giêsu đã phán gì về thành Jerusalem? Matthew đoạn 23, câu 37 đến 39 chép: hỡi Jerusalem, Jerusalem, người giết cái đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu xe đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh mà các ngươi chẳng khứng. Này, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang vì ta bảo các ngươi sẽ không thấy ta nữa, cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng phước cho đấng nhân Chúa mà đến. Danh Chúa Giêsu được gọi là lời đi trên trời. Nhưng khi người ta không có đức tin vào danh Chúa Giêsu Christ, không tin vào các lệnh của Ngài phán, không tin vào những gì mà Ngài đã tỏ ra, và không nhận biết mục đích Ngài đến thế gian này, thì những người đó không thể nào hiểu được sự mầu nhiệm giấu kín trong các lời văn tự trong Kinh Thánh, đồng nghĩa với việc tâm linh họ không nhận được quyền phép của Thánh Linh để được sự sống lại đời đời. Chúng ta phải tin rằng mọi sự rời có kỳ định. Nếu ngày hôm nay chúng ta sốt sắng mà đem cái đời này thì chia sẻ với bạn bè thân hữu của chúng ta ở trong hệ thống nhà thờ, không tác dụng chi. Chúa phán là ấy chẳng phải bởi năng lực, không phải bởi quyền thế, nhưng bởi thần của Chúa. Nếu thần của Chúa chưa cất cái cơn giận ngay ra khỏi người nào, thì cái đó cứ nhè ngu mà điếc mà thôi, không thể hiểu chi cả. Sẽ có một kỳ đó kỳ nào? Khi kỳ tại đến đó, giống như khi xưa Chúa Giêsu thành chức vụ ở thành Jerusalem, một người đi kéo theo Ngài, người ta nhìn thấy nghe được và ta đi theo, kể cả nghe mù, người mù cũng ngắm cái danh của Chúa Giêsu mà mong được gặp Ngài để được chữa lành các bạn. Thì sau đó thì cũng vậy, ngày hôm nay chúng ta chưa đến kỳ đâu, cho đến kỳ chính Ngài là chúng ta lên chân đèn của Ngài. Bây giờ chính Ngài sẽ gõ cửa những kẻ nào tìm kiếm Ngài bấy lâu nay, những kẻ nào thực sự tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ móc trên Ngài ra. Sẽ có một kỳ, đó là do Chúa làm, chúng ta không thể tự làm được. Vừa vội vàng làm trước kỳ, hãy để Chúa dẫn dắt ta, kể cả đội chúng ta làm.
Tại đây, với những con chiến yếu đuối gọi là fever trong tiếng Anh đó, được chết trong sáng kiến 30 của 42 này, là bóng với người mang danh người tin Chúa, nhưng trong lòng họ không để cho lời của Chúa làm Chúa của sự sống họ. Họ chỉ muốn nhận được ơn phước của Chúa, là sự và xác thịt của lời thế gian luôn muốn được hưởng, nhưng là không muốn thực hành phần trách nhiệm của mình ở trước mặt Đức Chúa. Trong thời gian Chúa Giêsu thành chức vụ nơi thành Jerusalem, có nhiều người Giuđa tìm đủ các cách để bắt bớ Ngài, và Chúa đã phải của trách họ. Giăng đoạn 8 câu 37 đến 47 chép: Ta biết rằng các ngươi là dòng dõi Abraham, những ngươi tìm thế để giết ta, vì là ta không được chỗ nào ở trong lòng các ngươi. Tôi nói điều ta đã thấy nơi cha ta, còn các ngươi cứ làm điều đạo nơi cha mình. Chúa nói trả lời rằng: Cha chúng tôi tức là Abraham. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Nếu các ngươi là con Abraham thì chắc chắn sẽ làm công việc của Abraham. Nhưng ngày nay các ngươi tìm mưu giết ta, là người lấy lẽ thật đã nghe nơi Đức Chúa Trời mà nói với các ngươi: Abraham chưa hề làm điều đó. Các ngươi làm công việc của cha mình. Chúng nói rằng: Chúng tôi chẳng phải là con ngoại tình, chúng tôi chỉ có một cha là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Vì bằng Đức Chúa Trời là cha các ngươi thì ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến. Bởi chúng ta chẳng phải đã đến từ mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã sai ta đến. Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta. Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vốn lúc ban đầu nó đã là kẻ nói giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Nhưng vì ta nói lẽ thật nên ngươi không tin ta. Chẳng có ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Nếu ta nói lẽ thật, sao ngươi không tin ta? Ai ra bởi Đức Chúa Trời thì nghe lời Đức Chúa Trời. Cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời. Đây là lời Chúa để chúng ta biết đề cái gương, để tiêu chuẩn. Đừng chống chọi với người ta bằng xác thịt mình. Chúng ta thuộc về sự sáng của Đức Chúa Trời. Chúng ta nói lời sáng. Ai thuộc về sáng thì nghe chúng ta dám và tin và làm theo lời Chúa, không tranh chấp. Chúa nói rồi. Những người mà lời Chúa phép là chiên gầy yếu. Ở trên câu 42 trên đó, nói về hết thảy những người trong thế gian này, ngay cả những người mang danh người tin Chúa nhưng không chịu cắt bì lòng của xác thịt mình, là những người không muốn mặc chiếc áo làm con kế tự Đức Trời. Họ chỉ muốn làm theo ý muốn của xác thịt mình. Họ luôn tìm cách bắt bẻ lẽ thật lời Chúa thật đúng như ý nghĩa của chữ gầy yếu trong tiếng Hebrew. Đó là chữ Alpha số 5848 của tiếng Hebrew, có nghĩa là sự mặc vải niệm, sự ở trong sự đen tối, sự rốt nát, sự ngu đần, sự cay độc, sự nhu nhược, sự tiều tụy, sự suy tàn, sự đeo mặt nạ, sự không thành thật, sự không làm tròn trách nhiệm, sự không đáp ứng yêu cầu, sự thi chuột, sự thi hỏng, sự mờ nhạt, sự không rõ ràng, sự tự che giấu mình, sự thất hứa. Chúng ta xem những kẻ lìa khỏi chúng ta đi, bỏ họ là ai? Trộm cắp, gian dối, lừa đảo, tà dâm. Chúa biết mọi điều đó. Chúng ta giảng luật pháp của trời, họ đâu có nghe. Vì nếu thực sự họ nghe được Chúa, họ đâu phạm tội đó. Chúng ta xem Chúa Giêsu phán gì về hạng người này. Khải Huyền đoạn 3 câu 14 đến 22 chép: Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của thánh Laodice rằng: Này là lời phán của Đấng Amen, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng là đội đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Thế biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy thì ngươi ấm ấm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Và ngươi nói ta giàu có, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Sao ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lổ? Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi được trở nên giàu có. Mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào, và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sương mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Phán kẻ ta yêu thì ta của trách sửa phạt, và hãy có lòng sốt sắng và an đi. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, cũng như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi Ngài. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Phải mặc lại chiếc áo của Chúa. Ngày hôm nay những kẻ đi ra có chi yếu đó là mặc áo của vải niệm, áo của sự chết. Miệng họ xưng ra điều đó. Lời Chúa chép về con chiên gầy yếu, nó sẽ đi về đâu? Nhưng khi nào con chiên gầy ốm thì người không để nhanh như vậy. Thế thì các con chiên gầy ốm để về phần La-ban, còn chiên con mà mạnh lại về phần Gia-cốp. La-ban người bóng về Đức Thánh Linh, mà Đức Thánh Linh là thần của Đức Gia và Ngài là Đức Chúa Trời. Muôn dân trên đất này đều thuộc về Giê-hô-va Trời, như Đức Giê-hô-va đã phán với Giê-hô-va qua Môi-se như thế này. Vậy bây giờ
nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giáo huấn ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Số tiền tôi ký đoạn 19 câu 5 chuyện của La Bàn là người đấy, họ không thuộc về Chúa Jesus Christ, họ không chịu được lời của Đức Trời, họ không thích mặc chiếc áo của Chúa ban cho, họ không thích lời pháp của Đức Trời, họ không thích được mặc lại là chiếc áo còn ký tự đua Trời. Kinh Thánh chép rằng khi đã có thấy những con chiên gầy yếu đến uống nước và giao hiệp nhau, thì người không đặt các nhành bạch dương, bồ đào, bá tiên hay bắc vỏ như người đã làm với những con chiên mập mạnh. Đó là công việc của Đức Thánh Linh sẽ làm với những người vô tín trước luật pháp tinh khiết và công bình của Đức Trời. Như chúng ta đã học trong phần trước, khi Đức Giê-hô-va phán với tiên tri Ê-sai đi đâu giảng các mệnh lệnh của Ngài, nhưng người ta không hiểu vì Ngài biết sự cứng lòng và vô tín của những người đó. Đức Chúa Jesus Christ cũng đã phán với các môn đồ của Ngài vì việc này như sau: Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 6-21 chép: đừng cho chó những đồ thánh và đừng quăng hột chai trước mặt heo, kéo nó đạp dưới chân và quay lại cắn xé các ngươi. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho, bởi vì ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Chào mọi người, có ai khi con mình xin bánh mà cho lá chăng, hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu ngươi vốn là xấu còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt nhất cho người nào xin Ngài sao? Ấy vậy, hễ điều chi mà ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều, song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Hãy coi chừng tin chi giả là kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, xong bề trong thật là muông sói hay can xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy hễ cây nào tốt thì xanh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì xanh trái xấu. Cây tốt chẳng xanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng xanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng xanh trái tốt thì phải đốn và chụp đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa, lạy Chúa thì đều vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ những kẻ làm ý theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Tiếp cục cuối cùng, Sáng Lê Ký Đoạn 40 câu 43 chép: vậy người trở nên rất giàu, có nhiều bầy súc vật, tô trai, tơ gái, lạc đà và lừa. Bởi cái chiếc vật chết: and the man increase exceedingly and hence much cattle and men servant and more servant and camel and asses. Chúng ta biết ra cốp được hình bóng về Chúa Jesus Christ đứng chăn chiên lớn của Đức Chúa Trời, của là bóng về các tôi tớ của Đấng Christ, thành chức vụ trong cơ thể của Đấng Christ là hội thánh thật của Chúa trên đất này. Trước khi trở về nhà cha mình là Isaac ở Beersheba. Và gần hết tôi mới nói đây này, Beersheba là nơi có cái tên đặc biệt là cái giếng của bảy lời thề. Lời thề tức là sự giao ước, cái giếng đó. Có lần nào đó tôi sẽ giảng cho quý vị cái điều này. Jacob đã chăn chiên cho Laban và nhờ được Đức Giê-hô-va ban ơn cho người, mà người được trở nên rất giàu có. Nguyên văn chép là: vậy người được gia tăng quá chừng về các bầy súc vật, có nhiều người hầu gái cùng rất nhiều tôi tớ trai cùng nhiều lạc đà và lừa. Trong thực thể, Jacob trở nên rất giàu có về các bầy súc vật cùng nhiều tôi trai tớ gái như Kinh Thánh đã chép. Mà chúng ta biết rằng Kinh Thánh không chép về văn tự dù nó có thật, nhưng luôn luôn nói về lẽ thật. Vì sự bổ nhiệm đó có giá trị cho sự cứu chuộc, sự sống của loài người. Vì nên chúng ta phải biết ý muốn của Đức Giê-hô-va đối với công việc của Ngài được thành qua Đức Chúa Jesus Christ và qua thân thể của Đấng Christ trong thời kỳ sau đó là thời kỳ mà Chúa Jesus Christ sẽ trở lại để đón hội thánh của Chúa về thiên đàng. Bài tuần sau chúng ta sẽ học về Gia-cốp thi hành công việc trở về nhà cha như thế nào. Nhưng ở đây trong câu 43 này, Gia-cốp trở nên rất là giàu. Cái chữ tơ gái để chép ở trong câu 43 trên, trong tiếng Hebrew có nghĩa là người để tư gái, để trải rộng ra, để truyền bá tư tưởng giáo dục. Tức là được ban ơn cho. Trong thời gian chăn chiên, tôi là ban, một thời gian chúng ta không biết bao lâu. Chỉ biết là các con của Jacob đã lớn rồi. Ngay cả Dina, con gái của Jacob cũng vậy, trên đường trở về đã đẹp lòng hoàng tử Sichem. Có nghĩa là mười mấy tuổi trở lên rồi, 18 tuổi trở lên rồi. Thời gian rất là dài. Nhưng mà chúng ta để ý đây này, ông có rất nhiều tôi trai tơ gái. Chứ tôi trai trong tiếng Hebrew ở đây có nghĩa là người đệ tớ, bề tớ trung thành, sự phục vụ, sự phụng sự, sự làm công việc, người thờ phượng, người được tôi luyện, người chịu vương phục, người dọn bàn. Ở đây nói về công việc của Đức Chúa Jesus Christ. Nghĩa là trở về thiên đàng để công việc Ngài lại cho các tôi tớ của Chúa. Tôi trai tơ gái của Ngài nhiều vô cùng. Còn chữ lạc đà là gì? Lạc đà trong tiếng Hebrew có nghĩa là sự mang gánh nặng, sự thiết đãi tiệc, sự giúp ích cho, sự phong phú, sự dồi dào, sự được trở nên chín chắn, sự làm cho được dứt bỏ, sự ban tặng cho,
sự dành chỗ ở cho, sự ban thưởng cho, sự hoàn trả vật đã bị mất, sự đền đáp, sự xanh bừng trái. Lạc đà, đó là ơn Chúa ban cho các tôi tớ của Chúa Giêsu Christ. Chữ lửa trong tiếng Hebrew có nghĩa là con lửa làm cho sôi lên, làm cho lên men, sự kích động, ánh sáng rực rỡ được trở nên đỏ, tức là trở nên công bình. Lạc đà và lửa là hai con vật không phải như chiên mà là vật mang gánh nặng. Đó là các ơn của Chúa ban cho chúng ta. Làm thế nào chúng ta để mang gánh nặng cho người khác được? Vì một người đó tin Chúa đầy gánh nặng, tội lỗi của tội vụ giáng trên sự sản cai trị trên tất cả mọi người trong nhà, từ con cái rồi vợ dù hàng xóm của cải vật chất. Làm sao để quyết được vấn đề này? Lẽ thật giải quyết tất cả vấn đề gánh nặng thuộc linh, sự lùa xả của luật pháp giáng trên người đó, dự phước tà ma quỷ trói buộc người ta trong tội lỗi cực kỳ sâu hiểm. Làm sao được thông qua sự cầu thay cái ơn Chúa ban cho chúng ta mà chúng ta giải quyết vấn đề cho người ta? Nếu cứ biết là thời bùng tàn, con lừa cũng vậy, con lạc đà cũng vậy, là vật mang cái gánh nặng. Chúng ta không nói về tính năng của hai con vật trong tuổi đề, nhưng mà chúng ta biết đây là ơn Chúa ban cho chúng ta để cho chúng ta có thể làm chọn công việc Chúa ban cho chúng ta vậy. Ngoài việc rõ ràng là chúng ta còn công việc để chúng ta giải quyết vấn đề nan đề đang cầm buộc người ta trong thuộc linh, là lạc đà lừa lại bóng. Mặc dù Kinh Thánh không cho chúng ta biết là Gia-cốp đã cha lạc đà hay là lừa, nhưng mà chúng ta biết ra rằng là Gia-cốp có quyền mua lạc đà và lừa trong tuổi đề. Nhưng đây nói về ơn ban cho của Chúa ban cho kẻ chăn bậy. Hiện tại tôi đã giảng ra đào giáo luyện, một số người đã phản bội tôi, cho nên con yên tâm đi. Khi xưa vua David được Chúa giàu làm vua của nhà Israel, đến kỳ Chúa khiến cả nhà Israel và nhà Chúa lập David làm vua, và các tướng giỏi được sai đến để giúp đỡ cho David làm vua cả nhà này. Khi tiên tri Eli sợ hãi trước sự đe dọa của Jezebel, ông bỏ chạy. Ông nói chỉ có một mình ông là tiên tri thôi cũng bị người ta đe dọa nữa, chứ bạn nên nhớ là ta đã dành 7.000 người chưa hôn các thần của ba anh. Khi xưa Israel phải vào Ê-tô để mua thóc lúa của Joseph, thì ngày sau đó đây cũng vậy. Những người sẽ được Chúa chọn kêu gọi làm môn đồ của Đấng Christ sẽ đến giúp đỡ chúng ta cùng trong việc hầu việc Chúa vậy. Thông qua quyền phép của những lời được giảng đây, chúng ta không kêu gọi họ, chúng ta không biết họ, nhưng đến kỳ Chúa dùng điều này để gọi họ. Chúa đem đến chuồng tử tế, Ngài chỉ định, Ngài là thống chế, Ngài là vua của các vua. Chính Ngài chỉ định những người đó để chúng ta hầu việc trong nước của Ngài. Trong nghĩa thuộc linh, lạc đà và lừa mãi nghĩa về sự ban cho của Đức Thánh Linh, như sự cầu thay, sự giảng dạy luật pháp của trời, vì giá trị của lễ thật của được giải cứu, giải phóng, giải thoát tâm linh người ta ra khỏi quyền lực của sự tội của trần gian. Như lời Chúa đã phán ở trong Giăng đoạn 8 câu 31-32 này: nếu ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta, thì ngươi sẽ biết là thật và là sẽ buông tha ngươi. Ta nên nhớ được kỳ số đốt này: những kẻ chưa từng gọi là dân sẽ được gọi là dân, người chưa hay biết Chúa sẽ biết Chúa. Thông qua điều này họ được lời Đức Trời bày tỏ rõ ràng rồi, họ giống như đi đường tắt vậy đó, ngay lập tức hiểu họ là ai rồi, họ được đến với Chúa rất là nhanh. Đó là công việc của Đức Trời. Roma đoạn 8 câu 1-2 chép: cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ, vì luật pháp của Thánh Linh sống đã nhờ Đức Chúa Jesus Christ buông tha tội khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Sự tội gốc đã chăn bề trên cho La-ban là bóng về chức vụ của Chúa Jesus Christ cùng với thánh thật của Ngài trên đất này sẽ phải được ứng nghiệm vào thời kỳ sau đó này, vì Giê-hô-va trời đã phán trước về điều Ngài sẽ làm cho bình chiên của Ngài vào thời kỳ sau đó này. Ê-chê-chuyên đoạn 37 câu 20-28 chép: ngươi khá cầm những gậy mà ngươi đã viết chữ ở trên hiệp lại trong tay ngươi cho chúng nó thấy, và nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy, này ta sẽ kéo con cái Israel khỏi giữa ngươi mà trong các nước ấy chúng nó đã đi, ta sẽ nhóm chúng nó lại từ bốn phương và đem chúng nó về trong đất riêng của chúng nó, ta sẽ hiệp chúng nó lại làm chỉ một dân tộc trong đất này ở trên núi của Israel, chỉ một vua sẽ cai trị chúng nó hết thảy, chúng nó sẽ không thành hai dân tộc và không chia hai nước nữa, chúng nó sẽ không tự làm ô uế nữa bởi thần tượng chúng nó hoặc bởi những vật đáng ghét hoặc bởi những sự phạm tội của mình, ta sẽ giải cứu chúng nó khỏi mọi nơi ở mà chúng nó đã phạm tội, ta sẽ làm sạch chúng nó, vậy thì chúng nó sẽ làm dân ta, ta sẽ làm Đức Trời chúng nó, tôi tớ ta là David sẽ làm vua trên chúng nó, hết thảy chúng nó sẽ có chỉ một kẻ chăn, chúng nó sẽ bước theo các mệnh lệnh của ta, chúng nó sẽ gìn giữ các luật lệ của ta và làm theo, chúng nó sẽ ở đất mà ta đã ban cho tôi tớ ta là Gia-cốp và là đất tổ phụ con người đã ở, chúng nó, con cái chúng nó và con cái của con cái chúng nó sẽ ở đó cho đến đời đời, tôi tớ ta là David sẽ làm vua chúng nó mãi mãi, và ta sẽ lập với chúng nó một giới ước hòa bình, ấy sẽ là một giới ước đời đời giữa chúng nó với ta, ta sẽ lập với chúng nó và làm cho đông đúc, ta sẽ đặt nơi thánh ta ở giữa chúng nó đời đời,
đền tạm của ta ở sẽ ở giữa chúng nó. Ta sẽ làm Đức Trời chúng nó sẽ làm dân ta. Bây giờ các nước sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va biệt Israel ra thánh, vì nơi thánh ta sẽ ở giữa chúng nó đời đời. Chúng ta để ý này, chúng nó sẽ ở đất mà ta đã ban cho tổ ta là Gia-cốp. Điều Chúa đã nói đây nó là lời Đức Trời, không phải đất Gia-cốp sinh ra đâu, mà là trong nghĩa thuộc linh. Điều gì Chúa ấn định trong Kinh Thánh này mà là vượt Ê-đen thuộc linh, đó là của Kinh Thánh này. Cái đất mà Gia-cốp hưởng đó là nơi Gia-cốp nằm ngủ giữa đêm tại nơi đồng vắng đó. Cái đất đó Chúa nói cho đất người là nằm đây, là điều Chúa đã ấn định đây. Chúng ta tin và làm theo thì đây là nguyên tắc. Chúng ta tin điều Chúa ban cho, Ngài sẽ ban cho chúng ta điều đó. Đó là giáo ước của Chúa ban cho chúng ta. Và giờ này chúng ta cùng nhau đứng dậy cầu nguyện tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta. Nó là bầu nhiệm về sự làm thế nào để giáo có thể chăn chiên lai ban con đốm của sọc. Chúng ta đã học xong cái phần làm thế nào để chiên con đốm của sọc, và trong tuần sau ta bảo chỉ con đường giáo ước trở về nhà cha của mình như thế nào. Trước khi chúng ta dự tử thánh, ta cầu nguyện tạ ơn Chúa về điều chúng ta học, Chúa ban cho chúng ta ngày hôm nay. Hallelujah. Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được đến ở đất trên trời. Xin cho chúng con hôm nay và đủ ngày. Xin tha thứ tội lỗi của chúng con, cũng như chúng con tha thứ kẻ phạm tội đến cùng chúng con. Xin hãy thay chúng con bị cám dỗ, sống cùng chúng con được hòa với người ác. Vì nước quyền tình nghĩa được thuộc về Cha cuộc đời vô cùng. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ban phước cho hội thánh của Ngài, cùng soi sáng mặt Ngài trên các tôi trai tớ gái của Ngài, thì sự sáng của Chúa sẽ thắp ngọn đèn cho con, soi sáng tâm linh cho con, để cái gì xác thịt cho con sống và làm theo luật pháp thánh khiết và công bình của Ngài. Nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Cha, cũng điện dữ dật của Đức Chúa Jesus Christ từ đời đấy trên hội thánh của Chúa, cùng sự cai trị, sự dẫn dắt, quyền phép của Chúa Thánh Linh, được bày tỏ trên hội thánh của Chúa cùng lễ thần của Ngài.